Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 158. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một cánh tay đột nhiên đè ở trên vai An Nam Tĩnh, ngay sau đó, một giọng nói ở bên tai An Nam Tĩnh vang lên. Ta còn không muốn chết. An Nam Tĩnh ngừng lại. Trên người nàng, hỏa diễm nhàn nhạt dần dần dịu xuống một chút. Nói chuyện chính là Dương Diệp. An Nam Tĩnh quay đầu, vừa vặn thấy được một khuôn mặt tái nhợt tới cực điểm. Dương Diệp lôi kéo tay của An Nam Tĩnh, nhếch miệng cười cười. Đừng làm chuyện điên rồ, ta còn không muốn chết, được không? An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Được. Mà lúc này, 10 mũi tên đột nhiên từ xa xa kích xạ tới. An Nam Tĩnh quay đầu, phần thiên chi nộ mãnh liệt kên qua. Ầm. Một thương quét ra, 10 mũi tên đều bị cản lại, nhưng An Nam Tĩnh và Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng. Cách đó không xa, 10 người kia lại muốn ra tay, như sinh lúc này, Dương Diệp đột nhiên kéo An Nam Tĩnh về phía sau, trong tay hắn, kiếm thủ đột nhiên phát ra một tiếng kiếm reo. Cách đó không xa, 10 người kia có chút dừng lại. Vừa rồi Dương Diệp tàn sát, bọn hắn còn không quên. Tay Dương Diệp chậm rãi giơ lên, kiếm chỉ 10 người kia. Muốn chết, cứ tiếp tục đến. 10 người kia cũng không có sợ. 10 người đồng thời kéo cung, buông tay, 10 mũi tên tựa như 10 đạo lưu tinh lóe lên. Sắc mặt tái nhợt của Dương Diệp ở thời khắc này dữ tợn, chân phải hắn đạp mạnh hư không. Ầm, một cước rơi xuống, không gian dưới chân hắn sụp đổ. Mà Dương Diệp thì mượn nhờ cỗ lực lượng này bắn ra, kiếm quang sở trí, 10 mũi tên bị chém thành hư vô, mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước một người. Kiếm chém xuống một cái. Khi kiếm rơi xuống, trong miệng Dương Diệp phun ra một ngụm tinh huyết. Kiếm vực. Lần nữa thi triển ra kiếm vực. Xuy. Một kiếm này rơi xuống, người áo đen kia ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, bị chém thành hai nửa, nhưng trong nháy mắt, mấy mũi tên đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp, thời khắc mấu chốt, đầu Dương Diệp lệch lạc, tránh thoát hai mũi tên, nhưng còn có mấy mũi tên xuyên qua ngực hắn. Ầm. Dương Diệp bị chấn đến ngoài mấy ngàn trượng. Hắn vừa dừng lại, lại mấy mũi tên điện xả tới. Mà lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng tay cầm phần thiên chi nộ mãnh liệt quét ngang. Bành 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 bành. Vô số mũi tên bị đánh bay, mà nàng cùng Dương Diệp cũng bị đánh bay lần nữa. Còn dư lại 9 người cũng không có dừng tay, kéo cung, muốn xuất thủ lần nữa, lúc này ở chân trời, mấy đạo hắc ảnh đột nhiên hàng lâm. Mấy hắc ảnh kia, đúng là 9 vong linh tử thị cùng thiên sư. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt An Nam Tĩnh triệt để trầm xuống. Lúc này đây, bọn hắn thật sự không có cơ hội. Nhưng đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh và Dương Diệp. Người tới là Trụ Linh. Hai mắt Trụ Linh chậm rãi đóng lại. Bảo hắn bảo vệ tốt Tiểu Bạch, bảo vệ tốt chúng linh của Đại Thiên Vũ Trụ ta. Bằng không thì, ta chết cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thanh âm rơi xuống, hai tay nàng chậm rãi giơ lên. Xuy 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 xuy. Trong chốc lát, không gian đột nhiên sôi trào, thoáng qua, vô số loại lực lượng từ các nơi trong thiên địa tụ đến. Những lực lượng này càng ngày càng nhiều, cuối cùng tựa như vạn xuyên quy hải toàn bộ hội tụ đến trong cơ thể Trụ Linh. Nếu như có người ở bên ngoài Đại Thiên Vũ Trụ nhìn vào Đại Thiên Vũ Trụ sẽ phát hiện, thời khắc này Đại Thiên Vũ Trụ đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủy diệt. Đây là Trụ Linh rút ra linh khí cùng năng lượng cuối cùng của Đại Thiên Vũ Trụ. Ngươi! An Nam Tĩnh kinh ngạc nhìn Trụ Linh. Trụ Linh chậm rãi lấy đi mặt nạ, dưới mặt nạ là một khuôn mặt hư ảo, trên mặt có dáng tươi cười thê lương. Dù sao Đại Thiên Vũ Trụ đã vong, ta chỉ là để cho nó mất triệt để một chút mà thôi. Từ nay về sau, thế gian này, không có Đại Thiên Vũ Trụ nữa. Thanh âm rơi xuống, thân thể Trụ Linh triệt để hư ảo, sau một khắc. Ầm, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể Trụ Linh cuồn cuộn quét ra, mà Trụ Linh thì trong nháy mắt này hóa thành hư vô. Cỗ lực lượng này quét về phía đám người thiên sư, trong nháy mắt, trực tiếp bao phủ đám người thiên sư vào. Rầm rầm rầm. Toàn bộ đất trời, từng tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Trụ Linh dùng bản thân làm môi giới, tụ tập tất cả năng lượng của Đại Thiên Vũ Trụ, cử động lần này có thể nói là gia tốc Đại Thiên Vũ Trụ diệt vong, không phải tăng tốc độ, mà là trực tiếp làm cho Đại Thiên Vũ Trụ diệt vong.
nhưng nàng mượn nhờ những năng lượng này thả ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Cỗ lực lượng kia mạnh mẽ, làm cho vùng không gian kia hóa thành tử địa. Cái gọi là tử địa, chính là không có bất kỳ vật chất, hoàn toàn trở thành tĩnh mịch. Nhưng đám người thiên sư không chết hết. 9 tên cung tiễn thủ không còn, nhưng thiên sư cùng 9 vong linh tử thị vẫn còn. Đặc biệt là 9 vong linh tử thị, thực lực của 9 người này, nếu như liên thủ, ngay cả tiểu lâu cũng có thể đánh chết. Mặc dù không chết, nhưng đám người thiên sư đều bị thương nặng, vừa rồi một kích kia của trụ linh, tương đương với tự bạo. Thiên sư lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp, không nghĩ tới tiểu lâu đại nhân sẽ chết ở trong tay ngươi. Sau lưng An Nam Tĩnh, Dương Diệp không nói gì, thời khắc này Dương Diệp đang điên cuồng lợi dụng hồng mông tử khí khôi phục thân thể của mình. Mà An Nam Tĩnh thì ngăn cản ở trước mặt hắn, nàng lạnh lùng nhìn đám người thiên sư, trong mắt không hề có vẻ sợ hãi. Thiên sư đi tới trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh không xa, sau đó nói. Lúc này đây, còn có ai có thể cứu các ngươi? Lúc này, một đạo hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Sắc mặt thiên sư khẽ biến, lập tức lui về phía sau ngàn trượng. Ở trước mặt Dương Diệp không xa, phiêu đãng một đóa hỏa diễm. Ngọn lửa này, đúng là ly hỏa. Nhìn ly hỏa, trong mắt thiên sư có vẻ kiêng kỵ. Tuy trước kia Dương Diệp cũng dùng qua ly hỏa, nhưng đó là mượn lực lượng của ly hỏa, so với bản thể ly hỏa vẫn có chênh lệch rất lớn. Mà bản thể ly hỏa, để cho hắn cảm nhận được khí tức hết sức nguy hiểm. Xa xa, ly hỏa huyễn hóa thành một trung niên, mà quanh người trung niên này, tản ra ngọn lửa hừng hực. Trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ta phải đi. Dương Diệp mở mắt nhìn ly hỏa có chút trầm ngâm, sau đó nói. Nếu như chỉ có những người trước mắt này, ta không ngại trả giá một chút ra tay, nhưng đáng tiếc. Nói đến đây, nó lắc đầu, sau đó thân hình run lên. Hóa thành một đám hỏa mang biến mất ở trong hư không mịt mờ. Đi. Ly hỏa lựa chọn rời đi. Dương Diệp trầm mặc. Ly hỏa và hắn có ước định, sẽ theo hắn vài năm, nhưng bây giờ ly hỏa đi. Hắn cũng không có hận ly hỏa, bởi vì đây là chuyện rất bình thường, đối phương sẽ không cùng hắn chết ở chỗ này. Hiện tại, hắn chỉ còn lại có An Nam Tĩnh. Đương nhiên, còn có Tiểu Bạch cùng đám người Tô Thanh Thi trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, ở trong lòng hắn, là bất đắc dĩ, cực kỳ bất đắc dĩ. Lúc trước An Nam Tĩnh có thể rời đi, nhưng nàng lựa chọn ở lại. Mà bây giờ, sợ là hai người bọn họ thật phải chết ở chỗ này. Đối với bất tử tộc, Dương Diệp hắn đã tận lực. Giết! Ngay lúc này, một tiếng giống giận dữ từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Dương Diệp và An Nam Tĩnh quay đầu nhìn lại, bên kia. Vô số người đột nhiên lao đến, những người này chính là huyền giả bách tộc trước kia chưa kịp rời đi. Những người này toàn bộ vọt về phía đám người thiên sư. Xa xa, trong mắt thiên sư hiện lên hàn mang. Con sâu cái kiến. Thanh âm rơi xuống, hắn liền muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, huyền giả xông lên phía trước nhất bành trướng, sau một khắc. Một cỗ lực lượng kinh khủng đánh về phía thiên sư. Tự bảo. Thiên sư nhíu mày, hắn không nghĩ tới. Người này chọn tự bạo, bất quá rất nhanh, khóe miệng của hắn nổi lên cười lạnh, tự bạo. Coi như tự bạo, trong mắt của hắn cũng bất quá là con sâu cái kiến. Nhưng ngay lúc này, ở sau lưng người kia, vô số người bắt đầu tự bạo. Thiên sư ngây dại. Đám người dày đặc, một tên tiếp theo một tên tự bạo, vô số cỗ lực lượng giống như núi lửa bộc phát oanh về phía đám người thiên sư. Không chỉ đám người thiên sư sửng sốt, Dương Diệp và An Nam Tĩnh cũng ngây dại. Tự bạo. Những người này toàn bộ lựa chọn tự bạo. Tự bạo cũng không phải việc hay gì, đó là thần hồn câu diệt. Mà những người này, vậy mà toàn bộ lựa chọn tự bạo. Một người tự bạo, đối với đám người thiên sư tự nhiên không có uy hiếp gì, dù sao những người này không thể nào so sánh với trụ linh. Nhưng vô số người tự bạo thì sao? Nhiều người như vậy tự bạo, cho dù là thiên sư, thần sắc cũng trở nên động dung, đừng nói hiện tại trạng thái của hắn không tốt. Dù ở trạng thái đỉnh phong cũng khó thừa nhận. Đúng lúc này, 9 vong linh tử thị xuất hiện ở trước mặt thiên sư, sau một khắc, 9 người bước ra một bước, sau đó rút đao chém xuống. Xuy 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 xuy. 9 đạo đao khí lóe lên, đao khí qua, lập tức xé rách hết thảy, nhưng người tự bạo rất nhiều.
Tự bạo sinh ra lực lượng hội tụ vào một chỗ, 9 người kia căn bản không có cách trong nháy mắt chém toàn bộ. Trong chốc lát, những lực lượng này bao phủ đám người thiên sư. Rầm rầm, từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Nhưng người tự bạo còn không có chấm dứt, vô số huyền giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên phóng về phía đám người thiên sư. Trong thiên địa, chỉ có tiếng nổ tự bạo không ngừng vang lên. Trận nổ mạnh này kéo dài ước chừng gần một giờ mới dừng lại. Một canh giờ, đã giúp Dương Diệp và An Nam Tĩnh tranh thủ quá nhiều thời gian. Giờ phút này, thương thế của An Nam Tĩnh ở dưới hồng mông tử khí trị liệu, đã khôi phục 8-9 thành. Mà thương thế của Dương Diệp, mặc dù không có hết bệnh, nhưng trạng thái tốt hơn vừa rồi rất nhiều. Bất quá hiện tại hắn như trước cực kỳ suy yếu, thực lực chỉ còn không tới 3 thành. Mà xa xa cũng dần dần bình tĩnh lại. Thiên sư cùng 9 người kia vẫn còn. Nhưng thân thể của thiên sư dần dần hư ảo, cho đến cuối cùng, hắn hoàn toàn biến mất ở trong bầu trời này. Nếu như lúc trước không có trụ linh tự bạo, có lẽ hắn còn ngăn cản được những huyền giả bách tộc kia tự bạo. Nhưng trụ linh tự bạo đã làm hắn trọng thương, hiện tại lại có nhiều cường giả như vậy tự bạo. Hắn làm sao ngăn cản? Thiên sư chậm rãi biến mất, mà sau lưng hắn, 9 người kia vẫn tồn tại như cũ, 9 người này, tay cầm trường đao chống đỡ thân thể của mình, hiển nhiên 9 người cũng bị trọng thương. Có thể từ trong vô số cường giả tự bạo sống sót, phần thượng lực này, đã cực kỳ khủng bố. Có thể nói, một chọi một, Dương Diệp ở dưới tình huống không sử dụng kiếm vực, hắn rất khó đánh chết một vong linh tử thị. Lúc này Dương Diệp chậm rãi đứng lên, hắn giữ chặt cánh tay của An Nam Tĩnh. Chúng ta đi. Nói xong, hai người quay người rời đi. Mà nơi xa 9 người kia không có ra tay. Tuy tình huống của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh không hề tốt đẹp gì, nhưng tình huống của 9 người bọn hắn bết bát hơn. Hiện tại nếu như bọn hắn và Dương Diệp đánh nhau, chỉ có một kết quả, mọi người đồng quy vu tận. Sau khi Dương Diệp và An Nam Tĩnh rời đi, 9 người kia ngồi xếp bằng dưới đất, đang muốn chữa thương, nhưng đúng lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện, 9 người kia phản ứng cực nhanh, lập tức tụ tập chung một chỗ, rút đao chém xuống. Xuy! 9 đạo đao khí lóe lên. Giờ phút này, uy lực của 9 đạo đao khí đã không bằng trước, bất quá cũng không yếu. Nhưng hư ảnh kia không nhìn 9 đạo đao khí, ở giữa sân chớp liên tục. Xuy 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 xuy. Trong nháy mắt, 5 cái đầu không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Miểu sát. Nhất kích miểu sát 4 vong linh tử thị. Hư ảnh kia còn muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, một thủ chỉ từ chân trời chui ra, ngón tay tốc độ cực nhanh, trực tiếp rơi vào đỉnh đầu của hư ảnh. Lúc này, thân hình hư ảnh kia run lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một chỉ thất bại. Hồi tộc. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Thanh âm này, đúng là thanh âm của Phong Nhất Hàn. Còn dư lại 5 vong linh tử thị thi lễ, sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Mà trong chiến trường phía dưới, nguyên bản gần 600 bất tử kỵ sĩ, hiện tại chỉ còn lại không tới 300. Mà những vong linh kia của hư linh tộc đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bên bất tử kỵ sĩ thắng. Sau khi nghe được thanh âm của Phong Nhất Hàn, Độc Cô Tuyệt Thiên mang theo đám bất tử kỵ sĩ quay người rời đi. Hư linh đại lục triệt để khôi phục bình tĩnh. Nhưng trong hư không chiến trường, đại chiến như trước còn đang kéo dài. Dương Diệp và An Nam Tĩnh tiến vào tinh không mịt mùng, hai người tới vô tận hắc động, mà vừa tới vô tận hắc động, một đạo hư ảnh đột nhiên lóe lên, An Nam Tĩnh biến sắc, trường thương trong tay mãnh liệt chém xuống. An Nam Tĩnh bị chấn bay ra ngoài, sau một khắc, Dương Diệp cảm giác cổ mình mát lạnh, trong lòng Dương Diệp hoảng hốt, đang muốn thi triển ra kiếm vực, nhưng lúc này, một tiếng rên vang lên ở trước mặt hắn. Thoáng qua, đạo hư ảnh kia đã xuất hiện ở hơn ngàn trượng. Lúc này, lại một đạo ánh sáng âm u rơi vào chỗ hư ảnh. Không gian mai một, nhưng hư ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Hiển nhiên là Thiên Tú xuất thủ. Hắn đang muốn nói, thanh âm của Thiên Tú đột nhiên vang lên. Cẩn thận, cẩn thận. Dương Diệp nhíu mày, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh trầm giọng nói. Đó là gì? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không biết, bất quá đối phương hiển nhiên không phải là người bất tử tộc. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Nếu như đối phương là cường giả bất tử tộc,
vậy vừa rồi bọn họ đã chết. Người nọ hiển nhiên không phải người bất tử tộc. Như vậy vấn đề đến. Đối phương đến tột cùng là ai? Ở trong thiên địa này, lại có ai có được thực lực cường đại như thế? Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Trước mặc kệ người kia, chúng ta đi. Nói xong, Dương Diệp mang theo An Nam Tĩnh đi thẳng tới cánh cổng ánh sáng của bất tử tộc, sau đó tiến vào trong quang môn. Bất tử tộc. Rất nhanh, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đi tới bất tử tộc, giờ phút này, trong bất tử tộc một mảnh tịch mịch, một tia linh khí cũng không có. Đại thiên vũ trụ hủy, chỗ này cũng triệt để hủy. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, thần thức phóng thích ra ngoài, rất nhanh, thần trí của hắn lan tràn về bốn phía. Sau một lúc lâu, Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Ở bên kia, chúng ta đi. Nói xong, hai người muốn đi. Mà lúc này, hai người đồng thời quay đầu, ở bên kia, một đám người đang lướt nhanh tới, cầm đầu là năm vong linh tử thị, mà ở sau lưng năm người này, là Độc Cô Tuyệt Thiên cùng với bất tử kỵ sĩ còn dư lại. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, nhưng đám người Độc Cô Tuyệt Thiên không có ra tay với hai người bọn họ, mà tiến về phía bên kia, trên mặt những người bất tử tộc này, mang theo vẻ ngưng trọng. Lúc đi ngang qua Dương Diệp và An Nam Tĩnh, Độc Cô Tuyệt Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong ánh mắt mang theo sát ý lạnh lẽo, nhưng nàng không có động thủ. Rất nhanh, đám người Độc Cô Tuyệt Thiên biến mất ở trong tầm mắt của Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Diệp trầm giọng nói. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Tựa hồ bọn hắn có chút gấp, còn nữa 9 người kia, chỉ còn 5 người. Dương Diệp đang muốn nói, đột nhiên hắn quay đầu, ở ngoài ngàn trượng, một hư ảnh lúc ẩn lúc hiện, tựa như u linh. Giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt của Dương Diệp và An Nam Tĩnh dần dần ngưng trọng lên. Hư ảnh này, chính là hư ảnh vừa rồi xuất thủ với hai người bọn họ, mà nhìn tình huống này, đám người bất tử tộc bị hư ảnh đuổi theo tới đây. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau, trong lòng hai người đều chấn động. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói. Mặc kệ, chúng ta đi. Nói xong, hắn mang theo An Nam Tĩnh biến mất ở xa xa. Hư ảnh kia cũng không có đuổi theo hai người Dương Diệp, nổi lơ lửng ở đó, một lát sau, hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đi tới một cung điện dưới đất, cung điện âm trầm, vô cùng u ám. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thần mộ. Nơi đây, chính là địa phủ ung bất tử tộc nhốt cường giả đỉnh phong của các tộc. Mà lúc này đây mục đích của Dương Diệp, dĩ nhiên chính là tìm kiếm Dương Vô Địch. Lúc trước, nơi này có cường giả bất tử tộc trấn thủ còn là vong linh tử thị, mà bây giờ, nơi đây đã không có người quản. Bởi vậy hai người đi tới vô cùng nhẹ nhõm. Hai người thẳng đường đi tới, không đến một hồi, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đột nhiên ngừng lại, ở bên trái có một bộ quan tài trong suốt, trong quan tài nằm một trung niên thần sắc bình tĩnh, dường như chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông này không phải Dương Vô Địch, sở dĩ Dương Diệp dừng lại, là bởi vì hắn ở trên người nam tử kia cảm nhận được kiếm ý, mà ở trong ngực trung niên này, có ôm một thanh kiếm. Dương Diệp do dự một chút, sau đó đi tới trước quan tài trong suốt, ở trên quan tài, có một hàng chữ, chôn cất tiên giả, tiên linh tộc tộc trưởng, kiếm đạo thông thần, một kiếm có thể chu tiên. Kiếm đạo thông thần. Nhìn thấy bốn chữ này, Dương Diệp nhíu mày, có thể đảm đương nổi bốn chữ này, thế gian cũng không nhiều, ít nhất Dương Diệp hắn bây giờ còn không đảm đương nổi kiếm đạo thông thần. Thu hồi ánh mắt, Dương Diệp nhìn về phía bên kia, chỗ đó cũng có một quan tài, trong quan tài là một nữ tử, mà ở trên quan tài, tương tự có một hàng chữ, phần thiên âm, nam âm tộc thủ hộ giả, dùng âm sát người, nếu trong tay có cầm, vạn đạo có thể giết, vạn đạo có thể diệt. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, trong chàng còn có 5-6 bộ quan tài, mà trên những thứ quan tài, đều có giới thiệu. Đối với thực lưu ICG của những người này, Dương Diệp đã suy đoán đại khái. Thực lực của những người này, đều là đạo chân cảnh, còn chiến lực, hẳn gần bất tử tộc tộc trưởng cùng với hư linh nữ thời kỳ đỉnh phong. Mà sự chênh lệch này, tuyệt đối sẽ không quá lớn. Những người này, đều là cường giả đỉnh cao của vũ trụ khác. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là bất tử tộc. Bất tử tộc này, đã từng chinh phục rất nhiều vũ trụ. Mà Dương Diệp tiếp xúc qua bất tử tộc, cũng sâu sắc cảm nhận được bất tử tộc cường đại. Mà bây giờ hắn đối mặt bất tử tộc, còn không phải bất tử tộc ở thời điểm đỉnh phong nhất.
Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp lắc đầu. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn cùng với An Nam Tĩnh tiếp tục đi xuống dưới, rất nhanh, hai người đồng thời ngừng lại, ở chỗ không xa, có một bộ quan tài, người nằm trong quan tài đúng là Dương Vô Địch. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó cùng An Nam Tĩnh đi tới trước quan tài, tay phải hắn đặt ở trên quan tài, huyền khí trong cơ thể vận chuyển, rất nhanh quan tài trở nên hư ảo. Trong cơ thể hắn có tử khí. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Những tử khí kia tràn ngập trong cơ thể hắn, để cho hắn biến thành một loại tử trạng giả. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó tay phải đặt ở trên ngực Dương Vô Địch, ngay sau đó, hồng mông tử khí trong cơ thể hắn liên tục không ngừng truyền vào trong cơ thể Dương Vô Địch. Hồng mông tử khí có thể nói là khắc tinh của tử khí, nếu như không có hồng mông tử khí, Dương Diệp thật đúng là không có cách nào. Cứ như vậy, tử khí trong cơ thể Dương Vô Địch từng chút bị hồng mông tử khí phân giải. Không biết trải qua bao lâu, tử khí trong cơ thể Dương Vô Địch đã biến mất sạch sẽ, nhưng Dương Vô Địch không có tỉnh. Cái này, Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh chau mày, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi nhìn ngực hắn. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn lại, ở trong ngực Dương Vô Địch có một phong thơ, giờ phút này phong thư chậm rãi bay ra. Dương Diệp mở thư, khi thấy chữ viết, Dương Diệp ngẩn người tại chỗ. Trên thư viết, đừng quấy rầy ta đang ở cùng mẹ ngươi. Dương Diệp sững sờ ngay tại chỗ, dường như mất hồn. Giờ phút này, hắn rốt cuộc biết vì sao Dương Vô Địch không tỉnh. Muốn chết. Dương Vô Địch là tự lựa chọn chết. Một người muốn chết, không ai có thể cứu sống. Kỳ thật, nếu như không phải bởi vì Dương Diệp hắn, năm đó có lẽ Dương Vô Địch đã lựa chọn chết rồi. Sở dĩ còn sống, chính là không bỏ xuống được Dương Diệp. Mà khi thấy Dương Diệp lớn lên, hắn cũng mất đi động lực sống tiếp. Mà khi đó rơi vào trong tay bất tử tộc, hắn cũng đã đoán được, một ngày nào đó Dương Diệp sẽ tới cứu hắn, bởi vậy hắn để lại lá thư này. Kỳ thật, có bất tử tộc hay không, hắn cũng sẽ chết, trong tràng. Dương Diệp chậm rãi quỵ ở trước quan tài, nước mắt chảy dài. Đã từng có lúc, hắn hận phụ thân chưa bao giờ xuất hiện qua kia, trong mắt của hắn, nếu như không phải là người nọ, mẫu thân hắn sẽ không chết. Bởi vậy ngay lúc ấy, hắn đối với phụ thân chưa từng thấy qua kia đã có sát tâm. Nhưng hắn sai rồi, cực kỳ sai. Có một thứ tình yêu, là vô hình. Người nam nhân trước mắt này, vì hắn yên lặng bỏ ra rất nhiều, nam tử này yêu Dương Diệp hắn, càng yêu mẫu thân hắn. Một bên, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Vô Địch, đối với nam tử trong quan tài, trong lòng An Nam Tĩnh bay lên kính nể. Người đàn ông trước mắt này, rõ ràng có thể đi càng xa, sống càng lâu, nhưng hắn không có lựa chọn tiếp tục đi tới. Chỉ vì nữ nhân hắn yêu đã chết, dụng tình sâu, làm cho người ta động dung. Thế gian có bao nhiêu người có thể làm được như vậy? Thực lực của Dương Vô Địch không bằng Tiêu Giao Tử, nhưng là người duy nhất để cho Tiêu Giao Tử kính nể. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Giao Tử rõ ràng có thực lực giết Dương Vô Địch nhưng không giết, hơn nữa thời điểm Dương Vô Địch vẫn lạc, còn tự mình đến sử dụng kiếm quang bảo vệ thi thể của Dương Vô Địch. Chân Nam Tử. Qua hồi lâu, Dương Diệp chậm rãi đứng lên, sau đó thu thi thể của Dương Vô Địch vào trong hồng mông tháp. Đừng khổ sở. An Nam Tĩnh nói khẽ. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ta không khổ sở, bởi vì ta biết, hắn lựa chọn đối với hắn mà nói, là một loại giải thoát, là một niềm hạnh phúc. Nói đến đây, đột nhiên hắn kéo tay của An Nam Tĩnh. Nếu như không có các ngươi, Dương Diệp ta sống, cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. An Nam Tĩnh nắm tay của Dương Diệp thật chặt, không nói gì. Chúng ta đi. Dương Diệp kéo An Nam Tĩnh ly khai. Nhưng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Sao không dùng tử khí phục sinh cường giả nơi đây, mượn tay bọn họ diệt bất tử tộc? Dương Diệp đang muốn nói, lúc này sắc mặt hai người biến đổi, sau một khắc, hai người biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài thần mộ, mà vị trí thần mộ, một cự thủ đột nhiên rơi xuống, một trưởng này rơi xuống, trực tiếp đánh thần mộ thành cho tàn. Không còn rồi. Cả thần mộ. Kể cả những cường giả trong thần mộ kia, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hiển nhiên đối phương không muốn để cho hắn phục sinh những người kia. Cũng phải, nếu như những người kia tề tụ chung một chỗ, muốn diệt bất tử tộc thật không phải việc khó gì. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội này.
Đáng tiếc. Dương Diệp lắc đầu, nhưng rất nhanh, Dương Diệp cảm thấy cũng không có gì đáng tiếc. Những người kia bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, coi như phục sinh, thực lực cũng không bằng năm đó, hơn nữa nhân tâm khó dò. Sau khi những người kia phục sinh, có lẽ cái thứ nhất giết đúng là Dương Diệp hắn. Dù sao Dương Diệp hắn người mang Hồng Mông Chí Bảo, cái đồ chơi này, là có thể khôi phục thương thế. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Đi đâu? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ở trong tinh không, hư linh nữ cùng bất tử tộc tộc trưởng còn đang đại chiến. Hỗ trợ! Chiến đấu ở cấp bậc này, hắn căn bản không giúp đỡ được cái gì, đừng nói hắn hiện tại, coi như là hắn lúc trước cũng không chen tay được. Trừ khi là lúc hắn ở trạng thái đốt ý, ở trạng thái kia tăng thêm kiếm vực có lẽ có thể giúp được chút gì đó. Hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn. Chúng ta phải đi rồi. An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Đi. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không dễ đi như vậy. Hơn nữa, cũng không cách nào đi. Hiện tại truyền tống môn đã bị đóng. Nếu muốn từ truyền tống môn đi, phải trọng khải trận pháp. Mà muốn trọng khải trận pháp, Dương Diệp hắn căn bản làm không được. Hiện tại Đại Thiên Vũ Trụ, ai cũng không làm được. Bởi vì bây giờ Đại Thiên Vũ Trụ đã không còn linh khí. Không thể từ truyền tống môn đi, xé rách không gian đi. Hiện tại Dương Diệp hắn cùng An Nam Tĩnh cũng không có thực lực này. An Nam Tĩnh cũng trầm mặc. Hiện tại bọn hắn tiến không đường, lùi không cửa. Ngay lúc này, chân trời xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, trong chốc lát, cả thành trì bắt đầu lay động kịch liệt. Láo xược. Trong hư không, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên truyền đến, ngay sau đó, hắc khí lóe lên, mà lúc này, một cây trường tiên màu đen đột nhiên phóng lên trời, trực tiếp đánh vào hắc khí. Trường tiên bắn trở về, hắc khí thì hóa thành hư vô. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau, Dương Diệp trầm giọng nói. Chúng ta rời bất tử tộc trước. Thanh âm rơi xuống, hắn cùng An Nam Tĩnh biến mất ngay tại chỗ. Nhưng thời điểm hai người muốn ly khai bất tử tộc, truyền tống môn đi thông Đại Thiên Vũ Trụ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp nhíu mày, hắn xoay người nhìn, ở trong thành, từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Chiến đấu. Bên kia đang chiến đấu. An Nam Tĩnh trầm giọng nói. Bất tử tộc đóng cửa truyền tống môn, cũng không phải vì chúng ta, mà là vì hư ảnh kia. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. An Nam Tĩnh nói. Nếu như bởi vì người ta, bọn hắn căn bản không cần như thế, dùng thực lực của bọn hắn bây giờ, hoàn toàn đủ để giết chết hai người bọn ta. Bọn hắn chính thức phải đối phó, là hư ảnh kia. Chẳng qua là, hư ảnh kia đến tột cùng là người phương nào, vì sao lại đột nhiên xuất hiện, lại vì sao ra tay với bất tử tộc và người ta. Dương Diệp lắc đầu, này cũng là địa phương hắn nghi ngờ nhất. Cái hư ảnh kia, không chỉ ra tay với bất tử tộc. Còn ra tay với hắn cùng An Nam Tĩnh, nói cách khác, đối phương không chỉ muốn giết bất tử tộc, còn muốn giết hắn và An Nam Tĩnh. Đến tột cùng là ai? Hai người trăm mối vẫn không có cách giải. Đi, đi xem. Dương Diệp trầm giọng nói. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp nói khẽ. Để ta nhìn người nọ đến tột cùng là ai, dù sao bây giờ chúng ta cũng không cách nào ly khai. An Nam Tĩnh suy nghĩ một chút. Sau đó nhẹ gật đầu. Hai người biến mất tại chỗ, rất nhanh, hai người tới Tử Linh Tháp. Giờ phút này, ở trước Tử Linh Tháp, năm vong linh tử thị cầm đao mà đứng, ở sau lưng năm người, là mấy trăm bất tử kỵ sĩ, mà bây giờ, mấy trăm bất tử kỵ sĩ chỉ có mà trừ lần đó ra. Dương Diệp phát hiện, ở trước Tử Linh Tháp, cũng chính là dưới chân đám người vong linh tử thị có một trận pháp này do vô số hắc khí hội tụ thành. Những hắc khí này đều là tử khí, trận pháp thì liên tục không ngừng xuất hiện tử khí, những tử khí này toàn bộ hội tụ về phía năm vong linh tử thị. Ở dưới vô số hắc khí tràn vào, thương thế của năm vong linh tử thị tốt hơn rất nhiều. Bất quá này còn không phải trạng thái đỉnh phong của năm người, N lại hơn 200, trước Tử Linh Tháp, có 5-60 thi thể bất tử kỵ sĩ. Dương Diệp âm thầm tự định giá thoáng một phát, thực lực của hư ảnh kia, là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như vong linh tử thị đều ở trạng thái đỉnh phong, muốn đánh chết bọn hắn, khó, vô cùng khó. Đừng nói những vong linh tử thị kia, ngay cả Dương Diệp hắn nếu như ở trạng thái đốt ý, hắn cũng không sợ hư ảnh. Mà bây giờ, ở Đại Thiên Vũ Trụ này, sợ là chỉ có hư linh nữ cùng bất tử tộc tộc trưởng có thể áp chế hư ảnh. Cách đó không xa,
hư ảnh lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ có thể thấy được, trong tay nắm một sợi roi dài. Chiếu, u. Ngay lúc này, một tiếng xé gió vang lên, sau một khắc, một cây trường tiên đột nhiên xẹt qua trời cao đánh về phía năm vong linh tử thị. Chém. Một giọng nói đột nhiên vang lên, ngay sau đó, năm vong linh tử thị đột nhiên rút đao chém. Xuy. Năm đạo đao khí hợp nhất, hung ác bổ qua. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, đao khí nổ tung, nhưng trường tiên không có biến mất, bắn về phía năm vong linh tử thị. Phá. Ngay lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm của Độc Cô Tuyệt Thiên. Sau một khắc, hơn 200 cây trường thương đột nhiên phá vỡ bầu trời, bay thẳng đến cây trường tiên cùng hư ảnh. Mấy trăm trường thương tựa như cuồng phong bạo vũ, khí thế vô cùng cường đại. Xa xa, tay phải hư ảnh kia khẽ nâng, sau đó mãnh liệt quét ngang, trong chốc lát, trường tiên tựa như một con cự long bay lên, ở trên không trung huyễn hóa ra vô số tàn ảnh. Không trung, tựa như quần long loạn vũ. Mấy trăm cây trường thương trong nháy mắt hóa thành hư vô, thoáng qua, một hư ảnh trường tiên từ không trung mãnh liệt rơi xuống. Một đập mày, mục tiêu đúng là đám bất tử kỵ sĩ kia, nhưng năm vong linh tử thị đột nhiên xuất hiện ở trong không trung, năm người đứng thành hàng, sau một khắc, năm người đồng thời vung đao chém, mà ở dưới chân năm người, vô số tử khí điên cuồng hội tụ. Xuy 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 xuy. Năm đạo đao khí phá vỡ bầu trời, một đạo tiếp một đạo kích bắn về phía trường tiên. Ầm 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 ầm. Trong thiên địa, từng âm thanh nổ vang rung trời không ngừng vang lên. Qua mấy tức, hư ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, năm đạo đao khí ầm ầm nổ tung, ngay sau đó, một cây trường tiên quét về phía năm vong linh tử thị. Phanh 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 phanh. Trong nháy mắt, năm vong linh tử thị bay ra ngoài. Trường tiên rơi xuống đất. Ầm. Trận pháp ầm ầm nổ tung, hóa thành bụi bặm. Ngươi là người phương nào? Độc Cô Tuyệt Thiên gắt gao nhìn hư ảnh. Tay phải hư ảnh kia có chút xoay tròn, trường tiên rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn đám người Độc Cô Tuyệt Thiên, ngay sau đó một thanh âm băng lãnh vang lên. Bên kia không chào đón các ngươi đều phải chết. Bên kia, nghe được hư ảnh kia nói, Dương Diệp nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn biết hư ảnh nói, bên kia, là có ý gì. Bên kia, Thủy Nguyên tộc. Bây giờ đại thiên vũ trụ, bất kể là bất tử tộc, hay người bên Dương Diệp hắn, đều chạy tới Thủy Nguyên tộc. Mà hư ảnh này xuất hiện, ý vị như thế nào? Có nghĩa là Thủy Nguyên tộc biết chuyện của đại thiên vũ trụ. Mà thái độ của đối phương đối với bên này là, cự tuyệt. Cự tuyệt sinh linh của đại thiên vũ trụ tiến vào thế giới của bọn hắn. Như nghĩ đến cái gì, sắc mặt Dương Diệp cực kỳ khó coi, đám người viên lão đã tiến vào truyền tống môn. Đám người viên lão có nguy hiểm. Cách đó không xa, thần sắc đám người Độc Cô Tuyệt Thiên cũng cực kỳ khó coi, cường giả bất tử tộc qua bên kia, chỉ có quỷ sư, nếu như cường giả bên Thủy Nguyên tộc tận lực nhằm vào, mà người bên bọn hắn lại không thể kịp thời chạy tới, như vậy kết cục những người kia có thể nghĩ. Ngay từ đầu, sở dĩ bọn hắn để cho người bất tử tộc đi trước, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là bọn họ có lòng tin mau chóng giải quyết hư linh nữ, sau đó chạy tới Thủy Nguyên tộc. Nhưng Dương Diệp đột nhiên xuất hiện, tăng thêm huyền giả của đại thiên vũ trụ cùng với trụ linh tự bạo là bọn hắn không nghĩ tới. Còn hư ảnh kia, bọn hắn càng không nghĩ đến. Cường giả chân chính của bất tử tộc bị kiềm chế ở chỗ này, bên kia người bất tử tộc tuyệt đối là không cách nào chống lại Thủy Nguyên tộc. Tuyệt cảnh. Giờ phút này, bất tử tộc cùng bên Dương Diệp đều lâm vào tuyệt cảnh. Ngay lúc này, đạo hư ảnh kia đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa. Đã ở trước mặt năm vong linh tử thị, trong nháy mắt, vô số bóng roi bao phủ năm người kia. Trong vô số bóng roi, ánh đao lấp lóe. Nhưng lúc này năm vong linh tử thị căn bản không có cách đối kháng hư ảnh, vừa giao thủ liền bị chấn bay ra ngoài. Nếu như không phải lúc trước tộc trưởng nhiều lần âm thầm tương trợ, sợ là năm người này đã toàn bộ ngã xuống. Về phần còn dư lại những bất tử kỵ sĩ kia, hoàn toàn không phải đối thủ của hư ảnh này. Cách đó không xa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thiên Tú. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ Thiên Tú, mà bất tử tộc cũng chỉ có thể chờ bất tử tộc tộc trưởng. Bây giờ ở Đại Thiên Vũ Trụ, chỉ có Thiên Tú cùng bất tử tộc tộc trưởng có thể chế trụ hư ảnh này. Đương nhiên, Dương Diệp lo lắng hơn chính là đám người viên lão tiến về Thủy Nguyên tộc trước. Trong hư không. Thời khắc này trong hư không chiến trường đã hóa thành tử địa, không.
không có bất kỳ vật chất, huyền giả bình thường căn bản không có cách ở loại địa phương này sinh tồn. Nơi đây, không có không khí, không có không gian, không có bất kỳ năng lượng. Hết thảy đều đã bị hủy diệt. Nhưng còn có hai người ở trong tử địa, hai người này, đúng là Thiên Tú cùng bất tử tộc tộc trưởng Phong Nhất Hàn. Bất tử tộc tộc trưởng Phong Nhất Hàn ngừng lại, mà nơi xa Thiên Tú cũng không có ra tay. Dùng thực lực của hai người bọn họ, muốn phân ra thắng bại, không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào, muốn phân ra sinh tử, thì cần thời gian càng lâu hơn. Phong Nhất Hàn tay cầm quyển sách, hắn nhìn xuống dưới, sau đó nói. Ngươi hy vọng đám người Dương Diệp chết sao? Thiên Tú nhìn xuống Dương Diệp và An Nam Tĩnh, trầm mặc. Phong Nhất Hàn lại nói. Hư linh nữ, tiếp tục chiến, người phía dưới đều phải chết, kể cả đám người Dương Diệp. Ngươi quyết định đi. Nói xong, cặp mắt hắn chậm rãi đóng lại. Nếu như tiếp tục đánh tiếp, có hư linh nữ kiềm chế, hắn căn bản không có cách đi tương trợ bất tử tộc, những người phía dưới kia, cơ bản đều phải chết. Nhưng hư linh nữ cũng không có khả năng đi cứu Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Hiện tại, hắn muốn nhìn địa vị của Dương Diệp ở trong lòng hư linh nữ cao bao nhiêu. Mà địa vị này, cũng quyết định vô số người sinh tử. Cách đó không xa, hai mắt Thiên Tú khép hờ, im lặng không nói. Qua hồi lâu, Thiên Tú nhìn hư linh đại lục đã hủy diệt. Hàng tỷ sinh linh của hư linh đại lục ta, cái chết của bọn hắn, không thể chết vô ích. Bất quá. Nói đến đây, nàng nhìn xuống hư ảnh kia. Mối thù của hai tộc chúng ta, sau này giải quyết, trước giết người này. Phong Nhất Hàn nhìn thoáng qua Thiên Tú, sau đó nói. Có thể. Nói xong, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Mà phía dưới, hư ảnh kia vốn áp chế cường giả bất tử tộc đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, trường tiên trong tay đột nhiên phóng lên trời. Trong chốc lát, toàn bộ chân trời trải rộng bóng roi. Nhưng theo một đạo ánh sáng âm u cùng hắc quang rơi xuống, những bóng roi kia lập tức hóa thành hư vô, bất quá hư ảnh đã biến mất vô ảnh vô tung. Chạy! Thời điểm hư linh nữ cùng bất tử tộc tộc trưởng đồng thời xuất thủ, hư ảnh biết không thể ở lại. Hai người kia bất kỳ người nào cũng có năng lực giết hắn, nếu như hai người liên thủ, càng có thể đơn giản tru sát hắn. Nhưng Thiên Tú cùng bất tử tộc tộc trưởng không có thu tay lại, một đạo ánh sáng âm u cùng một đạo tử khí đột nhiên phá vỡ bầu trời, nhanh chóng đuổi theo. Rầm rầm. Ở trong tinh không xa xôi truyền đến hai tiếng nổ vang, theo hai tiếng nổ vang này, một vùng sao trời đột nhiên mai một, vô số tinh quang bị thôn phệ, tạo thành một màu đen kịt. Cứ như vậy, không biết trải qua bao lâu, bên kia dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Dương Diệp đang muốn nói, nhưng Thiên Tú vung tay phải lên, ba người đồng thời biến mất. Sau khi ba người rời đi, Phong Nhất Hàn xuất hiện trước mặt đám người vong linh tử thị, năm vong linh tử thị cùng với đám người Độc Cô Tuyệt Thiên vội vàng thi lễ. Phong Nhất Hàn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Tộc nhân hẳn đang gặp phiền toái, bọn ngươi tiến đến tương trợ, tận lực để cho càng nhiều tộc nhân sống sót. Tộc trưởng ngươi thì sao? Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên nói. Phong Nhất Hàn khẽ lắc đầu. Ta không đi được, chuyện năm đó, tổng phải có một chấm dứt. Nghe vậy, Độc Cô Tuyệt Thiên lập tức quỳ xuống. Chúng ta nguyện ý cùng tộc trưởng. Ngu xuẩn, lúc này, thần sắc của Phong Nhất Hàn đột nhiên lạnh xuống. Bọn ngươi lưu lại, đối với ta không hề có trợ giúp, mà giờ khắc này, tộc nhân đang cần bọn ngươi tiến đến tương trợ, không có các ngươi, coi như bọn hắn an toàn đến bên kia, cũng khó có thể sinh tồn. Bọn ngươi nhớ kỹ. Sau khi đến đó, vị trí bất tử tộc tộc trưởng để cho người thế hệ trẻ giỏi nhất đảm đương, bọn ngươi phải hết sức phụ trợ người này. Còn nữa, bất tử tộc ta trải qua hai kiếp, thực lực đã kém xa lúc trước, lần này các ngươi có thể sống sót, tìm một chỗ bí mật an ổn phát triển, đi đi. Tộc trưởng, đám người Độc Cô Tuyệt Thiên quỳ xuống. Phong Nhất Hàn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Không có tộc nào có thể chọn đời phồn hoa, lần này đối với bất tử tộc ta mà nói. Tuy là khiêu chiến, nhưng cũng có thể nói là một cơ hội. Đi đi, tộc nhân đang chờ các ngươi. Đám người Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn Phong Nhất Hàn xá một cái thật sâu, sau đó mọi người cùng kêu lên, Độc Cô Tuyệt Thiên do dự một chút, sau đó nói. Tộc trưởng, truyền tống môn đã đóng, chúng ta. Đi Thủy Nguyên Đại Lục. Phong Nhất Hàn nói. Chỗ đó, có một truyền tống trận, là Thủy Nguyên tộc lưu chuẩn bị ở sau. Truyền tống trận nơi đó.
là do bên thủy nguyên tộc khởi động, không cần linh khí, chỉ cần người nọ không có rời đi, bên thủy nguyên tộc sẽ không đóng truyền tống trận. Mà người nọ, hiện tại ta và hư linh nữ sẽ không để cho hắn bước vào thủy nguyên đại lục. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn Phong Nhất Hàn thi lễ. Tộc trưởng bảo trọng. Thanh âm rơi xuống, nàng cùng mọi người quay người biến mất không thấy gì nữa. Phong Nhất Hàn nhìn về chân trời. Không có người thắng. Không có người thắng. Năm đó bất tử tộc xâm lấn hư linh tộc, tuy diệt hư linh tộc, nhưng cái giá lớn như thế nào? Trận chiến ấy, bất tử tộc gặp phải trọng thương, cường giả đã chết 7-8 phần, tộc nhân còn lại thì bị giết gần một nửa, còn dư lại một nửa cũng tiến vào trạng thái chết giả chữa thương. Có thể nói, trận chiến ấy, bất tử tộc không có thắng. Đương nhiên, hư linh tộc cũng không thắng, tất cả mọi người thất bại. Bất tử tộc từ đỉnh phong ngã xuống, ngủ say vô số năm, này đã để cho thực lực của bất tử tộc kém xa thời kỳ đỉnh phong, càng không cách nào chinh chiến vũ trụ. Còn hư linh tộc, thảm hại hơn, trực tiếp diệt tộc. Nhưng hư linh nữ còn sống. Ân oán còn chưa kết thúc. Hư linh tộc bởi vì Dương Diệp mà thỏa hiệp thoáng một phát, nhưng hắn biết rõ, đoạn ân oán này, không có chấm dứt. Bởi vậy coi như hắn không muốn ra tay với hư linh nữ cũng vô ích. Loại ân oán này, chỉ có người chết mới có thể giải quyết. Hai mắt Phong Nhất Hàn chậm rãi đóng lại. Dùng thực lực của hắn, muốn đi, hư linh nữ ngăn không được. Nhưng hắn đi, người bất tử tộc đều phải chết. Hắn không thể đi. Vô tận hắc động, chỗ cánh cổng ánh sáng. Ba người đột nhiên xuất hiện, ba người này, đúng là Thiên Tú, Dương Diệp còn có An Nam Tĩnh. Thiên Tú đưa lưng về phía Dương Diệp. Đi Thủy Nguyên Đại Lục, nơi này còn có một truyền tống trận, thông qua chỗ đó, các ngươi có thể tiến về vũ trụ khác. Ngươi thì sao? Dương Diệp đi tới trước mặt của Thiên Tú. Ngươi không đi sao? Thiên Tú lắc đầu. Dương Diệp còn muốn nói điều gì, nhưng Thiên Tú đột nhiên nhìn hắn. Sống, ai cũng muốn sống, nhưng hàng tỷ sinh linh của hư linh tộc ta, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Ngươi có lựa chọn của ngươi, có kiên trì của ngươi, mà ta, cũng có lựa chọn của ta. Ta sống mục đích duy nhất, chính là báo thù. Dương Diệp lắc đầu. A Tú. Dương Diệp. Thiên Tú đột nhiên gầm lên, nàng nhìn Dương Diệp, hốc mắt ửng đỏ. Ngươi có biết không, vì ngươi, ta đã thỏa hiệp với bất tử tộc, bằng không thì, hôm nay ta có thể để những người kia toàn bộ chôn cùng ở chỗ này, nhưng bởi vì ngươi, ta thỏa hiệp với bất tử tộc tộc trưởng, để cho những người kia rời đi, ngươi còn muốn ta như thế nào? Dương Diệp ngây người. Hai mắt Thiên Tú chậm rãi đóng lại. Đi thôi, bên thủy nguyên tộc kia, cũng không chào đón bất tử tộc cùng sinh linh của đại thiên vũ trụ, bởi vậy mới phái cường giả tới đây, hy vọng giết sạch người nơi này. Người của ngươi qua bên kia, tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, ngươi bây giờ chạy tới có lẽ còn kịp. Còn chuyện bên này, ngươi. Ta chỉ muốn ngươi sống. Dương Diệp đột nhiên nói. Hai tay Thiên Tú khẽ run lên, rất nhanh, nàng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tộc nhân của ta chết rồi, đều chết hết, đều chết ở trước mặt ta. Nói xong, Thiên Tú quay người rời đi. Thiên Tú đi rồi. Ở trong ánh mắt của Dương Diệp và An Nam Tĩnh biến mất không thấy gì. Nữa, Dương Diệp nắm chặt tay của An Nam Tĩnh, trong lòng đau nhức. Hắn thật sự không muốn Thiên Tú làm lựa chọn này, nhưng như Thiên Tú nói, mỗi người đều có lựa chọn của mình, đây là lựa chọn của Thiên Tú. Chúng ta đi thôi, An Nam Tĩnh nói khẽ. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó kéo An Nam Tĩnh quay người rời đi. Sau khi Dương Diệp và An Nam Tĩnh rời đi, Thiên Tú lại xuất hiện, nhìn bóng lưng của Dương Diệp và An Nam Tĩnh rời đi, Thiên Tú có chút xuất thần. Tiểu Bạch, Dương Diệp. Nếu như nói nàng ở thế giới này còn có gì lo lắng mà nói, không hề nghi ngờ, Tiểu Bạch cùng Dương Diệp chính là lo lắng cuối cùng của nàng. Qua hồi lâu, Thiên Tú khẽ lắc đầu, nói khẽ. Còn có thể gặp nhau sao? Có lẽ vậy. Nói xong, nàng quay người biến mất ở chân trời. Thủy Nguyên Đại Lục. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đi tới Thủy Nguyên Đại Lục, quả thật không sai, ở trong cự thành của Thủy Nguyên Đại Lục, có một cột sáng. Cột sáng kia, chính là truyền tống môn, trước đó hư ảnh kia chính là từ trong đó tiến vào. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, hôm nay đại thiên vũ trụ, cảnh hoang tàn khắp nơi, sớm đã không phải là đại thiên vũ trụ lúc trước. Mà sinh linh ở trên đại thiên vũ trụ này, tuy các nơi còn có một chút, nhưng chờ đợi bọn hắn, chỉ có tử vong.
Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chỉ lên trời. Ông! Một tiếng kiếm reo vang lên, ngay sau đó, tiếng kiếm reo chấn động về bốn phía, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên. Tới nơi đây, ba chữ. Nói xong câu này, Dương Diệp lôi kéo An Nam Tĩnh trực tiếp tiến vào trong cột sáng. Mà các nơi của Đại Thiên Vũ Trụ, phàm là người nghe được ba chữ kia, đều điên cuồng chạy về phía Thủy Nguyên Đại Lục. Trong truyền tống trận, Dương Diệp kéo An Nam Tĩnh đi, ở bốn phía hai người, bạch quang xen lẫn ánh điện lấp lóe, mà giờ khắc này, thần trí của Dương Diệp và An Nam Tĩnh đều cực kỳ thanh tỉnh, hai người có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy bốn phía. Hy vọng đám người Viên lão không có việc gì. Dương Diệp nói khẽ. An Nam Tĩnh trầm giọng nói. Bọn hắn. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh nói khẽ. Lúc này đây, Thủy Nguyên tộc hiển nhiên là hiểu rất rõ bên này, bởi vậy bọn hắn mới có thể ở sau khi bất tử tộc cùng Đại Thiên Vũ Trụ đại chiến phái người tới. Mà lúc trước hư ảnh nói bên kia không chào đón người bên này, cho nên bọn hắn sợ là giữ nhiều lành ít, đúng không? Dương Diệp nói khẽ. An Nam Tĩnh không nói gì. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, phần cuối, như cũng là điện quang và bạch quang, căn bản nhìn không tới đầu. Không biết vũ trụ bên kia là kiểu gì. Lúc này An Nam Tĩnh nói khẽ. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không biết, bất quá rất nhanh chúng ta sẽ biết. Cứ như vậy, không biết qua bao nhiêu ngày, ánh mắt của đám người Dương Diệp bắt đầu hư ảo, những bạch quang cùng điện quang kia cũng dần dần giảm bớt, thay vào đó chính là điểm điểm tinh quang. Hai người biết, bọn hắn đã tới rồi. Mấy ngày qua, Dương Diệp điên cuồng chữa thương, ở dưới hồng mông tử khí chữa trị, thương thế của hắn cơ bản đã khỏi. Bất quá sát ý cùng kiếm ý đã không còn. Hoàn toàn không có. Dương Diệp cũng không quá để ý sát ý và kiếm ý, hiện tại hắn cũng không quá dựa vào sát ý cùng kiếm ý, hắn càng dựa vào cảnh giới cùng kiếm vực. Trận chiến trước kia, mặc dù hắn không đột phá thánh nhân, đạt tới tổ cảnh, nhưng hắn cảm giác mình đã đến một biên giới, giống như nước đã đến thành ly, chỉ cần lại thêm một giọt, sẽ phá vỡ tất cả. Hắn cách tổ cảnh, còn kém nửa bước. Chỉ cần hắn bước ra nửa bước này, thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi xem. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, ở cuối tầm mắt, đột nhiên xuất hiện hai hắc ảnh. Có người xuất hiện, mà hai người này còn đang chạy về phía bọn hắn. Rất nhanh, hai người kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh, là hai trung niên. Thực lực của hai người không quá cao, chỉ là thánh nhân. Bất quá khí tức trầm ổn, hiển nhiên là thánh nhân chân chính. Lúc này, một trung niên đột nhiên đứng ra, hắn quan sát Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sau đó nói. Hai người các ngươi đến từ Đại Thiên Vũ Trụ. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Rất tốt, trung niên kia nói. Hai người các ngươi có biết Dương Diệp không? Dương Diệp và An Nam Tĩnh ngẩn người, Dương Diệp nhìn đối phương. Ngươi biết Dương Diệp? Trung niên kia nhíu mày. Ta hỏi, ngươi đáp, minh bạch chưa? Dương Diệp nhíu mày, mà An Nam Tĩnh bên cạnh hắn lại nói. Vì sao các ngươi tìm Dương Diệp? Ánh mắt của trung niên rơi vào trên người An Nam Tĩnh. Ta để cho ngươi hỏi sao? An Nam Tĩnh nhíu mày, sau một khắc, một cây trường thương phá không, thương đến, sắc mặt trung niên kia biến đổi, trong tay hắn cũng xuất hiện một cây trường thương, thoáng qua, trường thương trực tiếp đâm vào phần thiên chi nộ của An Nam Tĩnh. Phần thiên chi nộ đánh cây trường thương kia rách tả tơi, sau đó xuyên qua ngực trung niên. Suy, thân thể trung niên cương cứng. Dương Diệp nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, tính tình của nữ nhân này cũng rất nóng nảy a. Ngươi! Lúc này, một trung niên khác kinh hãi nhìn An Nam Tĩnh, giờ phút này hắn đã kinh hãi không biết nên nói cái gì. Một thương! Nữ nhân trước mắt này vậy mà một thương giết một vị thánh nhân cảnh. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn không có trốn, bởi vì thực lực của đối phương, hắn căn bản không cách nào trốn. An Nam Tĩnh nhìn về phía trung niên kia, vì sao tìm Dương Diệp? Dương Diệp cũng nhìn về phía trung niên kia, cực kỳ hiếu kỳ. Trung niên kia nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sau đó nói khẽ. Hắn, trên người hắn có chí bảo của Thủy Nguyên tộc ta. Có chí bảo của Thủy Nguyên tộc ngươi. Dương Diệp nhíu mày. Cái quỷ gì, hắn lúc nào có chí bảo của Thủy Nguyên tộc ngươi?
Trung niên kia nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Muốn chết phải không? An Nam Tĩnh lạnh lùng nói. Trung niên kia có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau khi do dự một chút, lại nói. Tiên Thiên Hồng Mông Tháp, Tạo Hóa Bồ Đề Thụ, Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Hai mắt An Nam Tĩnh híp lại. Làm sao các người biết ở trên người hắn? Trung niên nói. Trưởng lão nói. Vì sao trưởng lão của các người biết? An Nam Tĩnh lại hỏi. Trung niên lắc đầu. Ta không biết. An Nam Tĩnh còn muốn hỏi cái gì, nhưng Dương Diệp lắc đầu. Ta biết bọn hắn là làm sao biết. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp huyền khí truyền âm. Năm đó ta đi qua Thủy Nguyên Tộc, ở đó được ly hỏa, nhìn thấy qua một cường giả Thủy Nguyên Tộc, đối phương biết Hồng Mông Tháp cùng Bồ Đề Thụ còn có Hồng Hoang Khai Thiên Phủ ở trong cơ thể ta. Nghe vậy, An Nam Tĩnh nhíu mày, nói như vậy, Dương Diệp còn chưa tới bên kia, phiền toái cũng đã tới trước. Hơn nữa đằng sau khả năng càng thêm phiền toái. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Các người biết bất tử tộc không? Trung niên kia nhẹ gật đầu. Biết. Dương Diệp nói. Thủy Nguyên tộc các người phái cường giả tới đây, mục đích là tru sát bất tử tộc, đúng không? Trung niên kia do dự một chút, sau đó nói. Không đơn thuần là bất tử tộc, cũng bởi vì Dương Diệp kia. Bởi vì Dương Diệp, vì cái gì? Dương Diệp rất không minh bạch. Thủy Nguyên tộc ngươi còn sợ hắn? Trung niên lắc đầu. Tự nhiên không sợ hắn, nhưng ba chí bảo trong cơ thể hắn, Thủy Nguyên tộc ta không thể không sợ, nhất là Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Kỳ thật không chỉ Thủy Nguyên tộc ta, nghĩ đến Tam Tông sáu tộc cũng đã biết ba thần vật kia ở trên người hắn, tin tưởng qua không được bao lâu, cường giả của Tam Tông sáu tộc sẽ chạy tới. Dương Diệp. Thủy Nguyên tộc phái hai người các ngươi đến. An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Thứ cho ta nói thẳng, hai người các ngươi rất yếu. Sắc mặt trung niên kia cực kỳ khó coi. Nói không thể uyển chuyển chút sao. Trong lòng trung niên có chút phẫn nộ, nhưng không dám nói, hắn nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói. Ta, hai người bọn ta là tự ý đến, chỉ là tới tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới. Tộc trưởng Thủy Nguyên tộc các ngươi mạnh không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nghe vậy, trên mặt trung niên xuất hiện ngạo nghễ. Tự nhiên mạnh, tộc trưởng là cường giả đạo chân cảnh đỉnh phong, ngươi biết đạo chân cảnh không? Nghĩ đến ngươi hẳn không biết, đại thiên vũ trụ các ngươi hẳn không có đạo chân cảnh mới đúng, sợ là như vậy đạo chân cảnh là cảnh giới gì cũng không biết đi. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau, Dương Diệp lại nói. Tổ cảnh nhiều không, trong tộc ngươi có bao nhiêu tổ cảnh? Ngươi hỏi cái này làm gì? Trong mắt trung niên kia có một tia đề phòng. Mà lúc này... Phần thiên chi nộ trong tay An Nam Tĩnh đột nhiên rung động, sắc mặt trung niên kia biến đổi, hắn do dự một chút, sau đó vội vàng nói. Cụ thể không biết, bất quá hơn 10 vị vẫn phải có. Hơn 10 vị. Nghe vậy, Dương Diệp yên tâm, hắn giờ phút này, đối với thực lực của Thủy Nguyên tộc đã có chút hiểu rõ. Bên Thủy Nguyên tộc, cũng không có đến tình trạng tổ cảnh như chó, đạo chân cảnh đi đầy đất. Nghiêm chỉnh mà nói, Thủy Nguyên tộc này... Không hề mạnh hơn bất tử tộc bao nhiêu, đương nhiên, là chỉ bất tử tộc lúc trước không có tổn thất. Nếu như bất tử tộc ở trạng thái đỉnh phong, Thủy Nguyên tộc này càng thêm không bằng. Đương nhiên hiện tại, bất tử tộc tuyệt đối là không bằng Thủy Nguyên tộc. Hơn nữa trung niên này nói, cũng không thể tin hết, bất kỳ một tộc nào cũng có nội tình cùng lá bài tẩy. Giống như bất tử tộc, lúc trước ai cũng không biết bất tử tộc còn có tiểu lâu cùng với vong linh tử thị. Ngay lúc này, trung niên cách đó không xa đột nhiên quay người, hóa thành một luồng ánh sáng biến mất. An Nam Tĩnh đang muốn ra tay, đột nhiên ở mặt trước, một đạo khí tức cường đại cuốn tới, theo đạo khí tức này xuất hiện, toàn bộ thông đạo không gian trở nên không ổn định. Thoáng qua, một nam tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Khi nhìn thấy nam tử này, sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Là ngươi. Nam tử ở trước mặt Dương Diệp này, Dương Diệp bái kiến. Chính là nam tử trước kia hắn ở Thủy Nguyên tộc gặp qua, trong cơ thể hắn có Hồng Hoang Khai Thiên Phủ, cũng là nam tử này nói cho hắn biết. Dương Diệp âm thầm đề phòng. Người trước mắt này biết rõ lai lịch của hắn. Ánh mắt nam tử kia rơi vào trên người Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong chàng ai cũng không nói gì, bầu không khí đột nhiên có chút khẩn trương. Qua một cái chớp mắt, nam tử kia đột nhiên nói.
không nghĩ tới ở đây gặp được các hạ, Dương Diệp lạnh nhạt nói. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là tới tìm ta. Phải. Nam tử kia cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu, sau đó nói. Các hạ, thứ cho ta nói thẳng, Hồng Mông Tháp, Bồ Đề Thụ, cùng với Hồng Hoang Khai Thiên Phủ trong cơ thể các hạ đều là vật của Thủy Nguyên tộc ta, các hạ có thể trả lại không? Trả lại. Dương Diệp cười nhẹ. Theo ta được biết, những thần vật này tựa hồ cũng không phải của Thủy Nguyên tộc ngươi nha. Hai mắt nam tử kia híp lại. Các hạ có ý là muốn cưỡng chiếm. Dương Diệp nhìn nam tử kia. Các hạ là muốn cường đoạt. Nam tử lạnh nhạt nói. Ta khuyên các hạ nên trả lại mới tốt, bằng không thì, hai người các ngươi, sợ là không ra được truyền tống thông đạo này. Ông! Ngay lúc này, một tiếng kiếm reo vang lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang chém tới nam tử. Ầm! Nam tử kia lập tức bị một kiếm này chấn bay đến hơn ngàn trượng. Sau khi dừng lại, hai tay nam tử kia rung động kịch liệt, trải rộng vết rạn. Vừa rồi, hắn dùng hai tay cứng rắn tiếp một kiếm. Dương Diệp đi tới một bước, nhìn nam tử kia. Uy hiếp ta. Hai mắt nam tử kia híp lại. Dương Diệp, ta biết ngươi điên cuồng, biết ngươi không sợ trời không sợ đất, nhưng nếu như ngươi không giao mấy thần vật kia ra, ngươi sẽ chết không chỗ chôn, không chỉ ngươi, những người bên cạnh ngươi đều chết sạch. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thoáng qua, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nam tử. Sau một khắc, một thanh kiếm rơi xuống. Kiếm vực. Trong nháy mắt, cả người Dương Diệp tách ra khỏi truyền tống thông đạo. Thời khắc này Dương Diệp đã độc lập với thế giới này. Nam tử kia hiển nhiên cũng ý thức được kiếm vực kinh khủng, hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngươi, làm sao có thể? Xuy. Một kiếm rơi xuống, thân thể nam tử kia phân thành hai nửa. Máu tươi, ngũ tạng, vung vãi trên đất. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi! Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Tĩnh Nhi, thế đạo này quá tàn khốc, quá bất đắc dĩ. Người yếu, phải chết có bảo bối, tương tự phải chết, bởi vì người khác sẽ đến đoạt. Ta muốn cùng thân nhân thật yên lặng sinh hoạt, không tranh với đời. Nhưng thế đạo này không cho. Ngươi biết không, đi đến bây giờ, ta mới phát hiện, thế gian sự tình khó khăn nhất, dĩ nhiên là sống sót, muốn sống khỏe mạnh. Thật quá khó khăn. An Nam Tĩnh trầm mặc. Sống. Từ huyền giả đại lục đi tới nơi này, bao nhiêu người chết rồi? Rất nhiều, cả đại thiên vũ trụ đã mất, mà trong đó người chết càng vô số kể. Sống, rất khó. Lúc này, Dương Diệp hít sâu một hơi. Ta đã suy nghĩ minh bạch, ở thế đạo này, Dương Diệp ta muốn sống, không chỉ ta còn muốn các ngươi sống khỏe mạnh. Ai không để cho chúng ta sống? Lão tử liền diệt cả tộc của hắn. Nói xong, Dương Diệp kéo tay An Nam Tĩnh biến mất ở xa xa. Đại thiên vũ trụ. Thời khắc này đại thiên vũ trụ đã lâm vào tĩnh mịch, vùng vũ trụ này, hết thảy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu vong. Mà ở trong vũ trụ, hai vị cường giả siêu cấp đang tử chiến kịch liệt. Hai người này, tự nhiên là Thiên Tú và Bất Tử tộc tộc trưởng. Có thể nói, hai người bọn họ là hai người duy nhất còn sống ở trong vùng vũ trụ này. Không đúng, còn có một người. Ở một chỗ xa xa, một hư ảnh lẳng lặng đứng đó, hắn ngẩng đầu nhìn hư không, không nói một lời. Người này, đúng là cường giả của Thủy Nguyên tộc. Cũng không phải hắn không muốn rời đi, mà là không thể rời đi, chỉ cần hắn dám đi, nghênh đón hắn là hai vị tuyệt thế cường giả kia liên thủ công kích. Nếu hai vị kia liên thủ, hắn quả quyết không có khả năng sống. Bất kể là Thiên Tú hay Bất Tử tộc tộc trưởng, đều sẽ không để cho hư ảnh này đi. Bởi vì nếu như hư ảnh này đuổi theo Dương Diệp hoặc đám người Độc Cô Tuyệt Thiên, với thực lực của bọn hắn bây giờ, là ngăn không được hư ảnh này. Bởi vậy, bất kể là Thiên Tú hay Bất Tử tộc tộc trưởng, hai người đều thời khắc lưu ý hư ảnh. Mà hư ảnh cũng biết điểm ấy, bởi vậy, hắn không dám rời đi. Hiện tại hắn chỉ có chờ Thiên Tú và Bất Tử tộc tộc trưởng phân ra sinh tử. Qua hồi lâu, bên cạnh hư ảnh, đột nhiên xuất hiện một lão giả tóc trắng, lão giả tóc trắng quay đầu nhìn thoáng qua hư ảnh kia. Thủy Nguyên tộc, Linh Hư. Trong thanh âm mang theo vẻ ngưng trọng. Linh Hư nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, không nói gì. Không nghĩ tới, Thủy Nguyên tộc ngươi để cho ngươi tới đây. Lão giả tóc trắng kia nói. Ta cũng không nghĩ tới,
đường đường Vũ Tông đại trưởng lão sẽ tự mình đến đây. Linh Hư mở miệng. Lão giả tóc trắng cười nhẹ, sau đó nói. Nếu như Tam Tông sáu tộc đã đạt thành nhận thức chung, Vũ Tông ta tự nhiên sẽ hết sức. Chẳng qua là không nghĩ tới, còn không chờ ta ra tay, Đại Thiên Vũ Trụ đã chết sạch. Linh Hư lạnh nhạt nói. Mục đích Vũ Lê trưởng lão tới hẳn là vì vài món thần vật kia à. Nghe vậy, hai mắt Vũ Lê hơi híp lại. Các hạ không phải cũng vậy sao? Linh Hư trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Sợ là ta và ngươi đều phải thất vọng, người nọ, đã rời khỏi nơi đây. Ngươi không đuổi theo. Lão giả tóc trắng cau mày nói. Linh Hư chỉ hư không. Không đi được. Vũ Lê ngẩng đầu nhìn về phía hư không, rất nhanh, thần sắc ngưng trọng lên. Thật mạnh. Trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Ngay lúc này, ở trước mặt Vũ Lê và Linh Hư, không gian đột nhiên run lên, ngay sau đó, một bóng trắng xuất hiện. Trong bóng trắng là một nữ tử, nhưng đáng tiếc thấy không rõ dung mạo, bất quá lại có thể thấy rõ tư thái, dùng dáng vẻ kia đến xem, dung nhan nàng này tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành. Bạch Đế Thành, Bạch Đế Nữ Hoàng. Cỗ lực lượng này, tựa như gió táp mưa sa, những nơi đi qua, không gian bị chấn thành gợn sóng. Mà sau khi một trưởng này chém ra, lão giả chống trưởng trực tiếp quay người rời đi. Tự tin quay đầu lại. Nhưng ngay lúc này, O-O-O-N-G, một tiếng kiếm reo vang lên. Theo tiếng kiếm minh này vang lên, lão giả chống trưởng đột nhiên ngừng lại, hắn mãnh liệt xoay người, thời điểm xoay người, hắn nhìn thấy một tia kiếm quang. Sau một khắc, hắn vừa rồi phóng thích ra lực lượng lập tức biến mất vô ảnh vô tung, cùng lúc đó, trong mắt của hắn thấy tia kiếm quang càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng ngồi nhanh. Hắn chưa bao giờ thấy qua kiếm nhanh như vậy. Nhanh đến hắn căn bản không có cách trốn tránh. Xuy. Tia kiếm quang Cassia bay vào trước ngực lão giả chống trượng, trong nháy mắt, cả người lão giả chống trượng bị chấn bay ra hơn vạn trượng. Bành. Sau khi hạ xuống, quải trượng mãnh liệt đâm mặt đất, trong chốc lát, đại địa dưới chân lập tức rạn nứt ra. Mà lực lượng cường đại làm cho lão giả ngừng lại, không có tiếp tục bị chấn lui. Lão giả chống trượng nhìn trước ngực mình, ở trước ngực hắn, có một kiếm động cực lớn, trong lúc này, còn có một ánh kiếm lấp lóe. Bất quá giờ phút này, kiếm quang bị một quả cầu ánh sáng màu xanh lục gắt gao vây khốn. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục kia, hiển nhiên không phải phàm vật. Lão giả chống trượng ngẩng đầu nhìn về phía trung niên kia, giờ khắc này, trong mắt của hắn tràn đầy kiêng kỵ. Kiêng kỵ sâu sắc, còn có một tia sợ hãi. Một kiếm. Nếu như hắn không có thần vật bảo mệnh, vừa rồi hắn đã bị một kiếm miểu sát. Ở trong thiên địa này, vậy mà có người có thể một kiếm miểu sát hắn. Mà hắn, là cường giả đạo chân cảnh. Trong lòng lão giả chống trượng đã rung động tột đỉnh. Trong trời đất này, còn có cường giả như vậy. Cách đó không xa, trung niên cầm kiếm nhàn nhạt nhìn thoáng qua lão giả biến sắc. Tại hạ Vũ Phó Tông Chủ, vừa rồi có chỗ đắc tội, mong các hạ thứ lỗi. Mang ra Vũ Tông, hiển nhiên là muốn làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Vũ Tông, trung niên kia nhíu mày. Chưa từng nghe thấy. Lão giả chống trượng. Trung niên cầm kiếm nhìn thoáng qua đoàn ánh sáng màu lục trước ngực lão giả. Vật ấy, có chút ý tứ. Đáng tiếc, ngươi quá yếu. Ngươi, nói đến đây, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Hử, có chút ý tứ. Thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, lão giả chống trượng yên tâm, bất quá rất nhanh, thần sắc hắn nhưng có chút khó coi. Coi thường. Đối phương là coi thường. Đối phương không giết hắn, trong mắt căn bản không để hắn ở trong lòng. Giết hay không giết, tựa như một người giẫm một con kiến, giẫm cũng được, không giẫm cũng chả sao. Coi thường. Cường giả coi thường người yếu. Qua hồi lâu, lão giả hít sâu một hơi, bất kể như thế nào, lúc này đây, hắn còn sống. Lúc này, ở trong ngực hắn, đoàn ánh sáng màu lục dần dần hư ảo, cho đến biến mất. Nhìn thấy một màn này, lão giả đau lòng không thôi. Đoàn ánh sáng màu lục kia là hắn hao tốn giá rất lớn mới mua được, nhưng cứ như vậy không còn. Lòng đang rỉ máu. Không chỉ như thế, một kiếm kia, mặc dù không có giết chết hắn, nhưng lại làm hắn bị thương nặng, cái tổn thương này, không có một hai năm là không khỏi được. Hồng Mông Tháp.
Trong đầu lão giả đột nhiên nghĩ đến Hồng Mông Tháp. Đồn đại Hồng Mông Tháp là thần vật chữa thương, nếu có vật ấy, thương thế của ta, tối đa vài ngày liền có thể khôi phục. Hơn nữa, trong tay Dương Diệp kia còn có Bồ Đề Thụ cùng với Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Lão giả thấp giọng lẩm bẩm vài câu, rất nhanh, hắn biến mất ngay tại chỗ. Thời khắc này Dương Diệp và An Nam Tĩnh vẫn còn ở trong truyền tống thông đạo, bất quá sắc mặt của hai người đều có chút khó coi, đặc biệt là Dương Diệp, trong thần sắc tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Bởi vì từ lúc trước đến bây giờ, hai người bọn họ đã gặp được mấy cường giả rồi. Mấy cường giả này, đều là tìm đến Dương Diệp hắn. Không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc, ở trước mặt hai người xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Cẩn thận chút. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hai người tiến vào vòng xoáy. Ước chừng hơn một phút đồng hồ, Dương Diệp và An Nam Tĩnh cảm giác hai chân rơi xuống đất, chung quanh khôi phục bình tĩnh. Hai người mở mắt, ở trước mặt hai người, đứng một lão giả tóc tuyết trắng, hai lông mày dài vô cùng, hầu như đạt tới trước ngực. Mà nếp nhăn trên mặt lão giả cũng sâu đậm, phảng phất như đao khắc ra. Cực kỳ già nua. Đây là ấn tượng đầu tiên của Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam Tĩnh, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Các hạ chính là Dương Diệp. Dương Diệp không có giấu giếm, nhẹ gật đầu. Lão giả khẽ gật đầu. Lão phu thủy nguyên tộc phó tộc trưởng, lần này đích thân tới, là bởi vì tộc ta biết rõ thực lực của các hạ, người bình thường đến, chỉ sẽ trở thành đá mài đạo các hạ, cho nên vì không hy sinh vô vị, lão phu đích thân tới. Sau đó thì sao? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, hai lựa chọn, thứ nhất, tự mình giao ra ba thần vật, thứ hai, lão phu giết ngươi, tự mình tới lấy. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, linh khí nơi này, so với đại thiên vũ trụ nổ ngồ đậm hơn nhiều lắm. Đương nhiên, trước kia đại thiên vũ trụ cũng không kém bên này bao nhiêu. Còn đại thiên vũ trụ bây giờ, là hoàn toàn không có cách nào so sánh. Thu hồi suy nghĩ, Cê Dương Diệp nói. Nếu như ta giao ra ba thần vật, thủy nguyên tộc sẽ thả hai người chúng ta một con đường sống sao? Lão giả lạnh nhạt nói. Sẽ cho hai vị toàn thây. Vì cái gì? Dương Diệp kinh ngạc nói. Các ngươi không phải chỉ muốn ba thần vật sao? Cho các ngươi đồ vật, chúng ta sống không được sao? Buồn cười. Lão giả lạnh nhạt nói. Dương Diệp, theo tin tức ta lấy được, Dương Diệp ngươi cũng là nhân vật số má, như thế nào ngu ngốc như thế, buồn cười như thế. Ngươi không nghe qua trảm thảo trừ căn sao? Thủy nguyên tộc ta làm việc từ trước đến nay sẽ không lưu lại mối họa, đặc biệt là thiên tài như ngươi, thủy nguyên tộc ta càng sẽ không lưu lại, để tránh ngày sau tạo thành phiền toái không cần thiết. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nói cách khác, giao cũng chết, không giao cũng chết. Lão giả nói. Giao, chết nhẹ nhõm một chút. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Ngươi không có tự tin với mình. Hai mắt lão giả híp lại, trong đôi mắt già nua đột nhiên xuất hiện hàn quang. Dương Diệp cười nói. Các hạ là đạo chân cảnh, thực lực mạnh hơn hai người bọn ta không chỉ một chút, nhưng các hạ không trực tiếp động thủ, ngược lại để cho chúng ta giao ra, đến, để cho ta đoán xem, các hạ đang kiêng kỵ cái gì. À, hẳn là Hồng Hoang Khai Thiên Phủ kia, ta đoán đúng không? Nghe vậy, sắc mặt lão giả kia triệt để trầm xuống. Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Không có bất kỳ tộc nào hiểu ma khí này đáng sợ hơn Thủy Nguyên tộc. Năm đó, ma khí kia thiếu chút nữa để cho Thủy Nguyên tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà hắn, chính mắt thấy chuyện năm đó. Bởi vậy, đối với Dương Diệp, trong lòng hắn còn có kiêng kỵ, đương nhiên, là kiêng kỵ Hồng Hoang Khai Thiên Phủ trong cơ thể Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp không tiếc bất cứ giá nào bỏ niêm phong Hồng Hoang Khai Thiên Phủ, hắn thật sự chỉ có phần chạy. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên cười nói. Các hạ không cần lo lắng, ta sẽ không bỏ niêm phong Hồng Hoang Khai Thiên Phủ, thật sự, ta tuyệt đối sẽ không bỏ niêm phong. Lão giả hai mắt híp lại. Nếu như ngươi bỏ niêm phong, cái thứ nhất chết chính là ngươi. Phải à? Dương Diệp cười nói. Ta làm sao sẽ bỏ niêm phong nó chứ? Coi như ta chết, cũng sẽ không bỏ niêm phong Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Lão giả kia nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Muốn làm ta sợ, thật sự là buồn cười. Thanh âm rơi xuống, lão giả kia trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp,
sau đó một chưởng rơi xuống. Bàn tay ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho không gian xung quanh Dương Diệp vặn vẹo. Mà ở trong vặn vẹo, mảnh không gian kia đã tạo thành một không gian riêng biệt, phải nói là không gian tĩnh mịch. Giờ khắc này, Dương Diệp không cách nào mượn nhờ hết thảy của thế giới này, kể cả quy luật, linh khí và bất kỳ lực lượng nào. Một trường tách Dương Diệp ra khỏi thế giới này. Cái này là năng lực đặc thù của đạo chân cảnh, có thể trực tiếp tách người ra khỏi thế giới này, tương đương với phế bỏ tất cả lực lượng của người kia. Bởi vì lực lượng một người, là mượn nhờ mảnh thế giới này, ví dụ như không gian, ví dụ như quy luật, ví dụ như linh khí, ví dụ như ngũ hành. Nhưng đạo chân cảnh có năng lực sáng tạo ra không gian tĩnh mịch, làm cho đối phương độc lập với bên ngoài. Cái này là khác nhau giữa đạo chân cảnh cùng dưới đạo chân cảnh, cũng là chỗ đáng sợ của đạo chân cảnh. Nếu như Dương Diệp là thánh nhân bình thường, hắn tuyệt đối thập tử vô sinh. Đừng nói hắn, tổ cảnh bình thường cũng không thể phản kháng. Nhưng Dương Diệp bất đồng. Ông! Một tiếng kiếm reo vang lên, thoáng qua, lão giả kia bị chấn đến hơn trăm trượng. Ngoài trăm trượng, lão giả kia nhìn tay mình, trong tay hắn, có một vết kiếm sâu đậm. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể làm được, chuyện này, đây là vực, kiếm vực, ngươi vậy mà có tạo nghệ sâu như vậy. Kiếm vực, cường giả đạo chân cảnh có thể tách người ra khỏi thế giới này, nhưng kiếm vực của Dương Diệp đồng dạng có thể, khác biệt duy nhất là, cường giả đạo chân cảnh chia lìa là một loại hạn chế, mà Dương Diệp chia lìa là một loại siêu thoát, là một loại bao trùm. Hắn, tự thành một vực thuộc về của hắn. Cho nên hắn hoàn toàn không bị đạo chân cảnh áp chế. Đây cũng chính là vì sao hắn lúc trước hắn có thể ba kiếm chém giết Tiểu Lâu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là lúc trước hắn thiêu đốt sát ý tổ cảnh cùng kiếm ý tổ cảnh. Cách đó không xa, kinh ngạc trong mắt lão giả kia biến thành sát ý. Tốt ngươi một cái Dương Diệp, vậy mà có năng lực như thế, xem ra càng không thể lưu ngươi được. Nói xong, hắn bay thẳng về phía Dương Diệp. Đối diện, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Ta vốn thiện lương, không biết vì sao thế giới buộc ta điên cuồng. Giết, lão tử muốn giết tới đỉnh phong bất bại, lão tử muốn giết tới máu chảy thành sông. Giết, giết hết tất cả mọi chuyện bất bình trên thế gian. Đây là câu nói của Dương Diệp. Đây chính là đạo của hắn, chỉ có một chữ, giết. Tốc độ của lão già kia rất nhanh. Nhanh đến mức đã không thể dùng tốc độ để hình dung nữa, Dương Diệp căn bản còn chưa phản ứng, lão già đã đi tới trước mặt của hắn. Ngay sau đó, Dương Diệp cảm giác có một ngọn núi lớn ép về phía hắn. Àm! Dương Diệp còn chưa ra tay, cả người liền trực tiếp bị luồng áp lực mạnh mẽ này chấn động liên tiếp lùi lại phía sau, uy áp này giống như giỏi bám trên mu bàn chân ép chặt hắn. Xuy 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 xuy, ở đó đột nhiên vang lên từng tiếng xé rách khiến da đầu người ta tê dại. Đó là không gian dưới chân của Dương Diệp cũng bị xé rách. Đột nhiên, Đơ Lương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái. Kiếm ra. Ong. Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên. Ầm. Trước mặt Dương Cê Diệp, theo một đường kiếm quang chém xuống, luồng áp lực mạnh mẽ này lập tức bị xé rách một lỗ thủng thật lớn. Nhưng một bàn tay lại đột nhiên ấn vào tê ca ước ngực của Dương Diệp. Ầm. Trong nháy mắt. Dương Diệp đã xuất hiện ở cách đó hơn vạn trượng, cơ thể cong lại, lấy kiếm chống đỡ thân thể. Ở trước ngực của Dương Diệp có một dấu tay rất dễ làm cho người khác chú ý. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía trước ngực của mình. Rắc rắc, một âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, ngay sau đó, vô số mảnh giáp ở xung quanh người hắn tách ra. Hồng mông giáp hoàn toàn hỏng rồi. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, cường giả đạo chân cảnh. Đây chính là chỗ đáng sợ cường giả đạo chân cảnh, chỉ một trường liền trực tiếp làm cho hồng mông giáp của hắn bị hỏng. Tiểu Lâu. Giờ phút này, hắn nghĩ đến Tiểu Lâu. Không thể không nói, trước đây hắn có thể dùng ba kiếm chém giết Tiểu Lâu đã cảm thấy may mắn. Mà giờ phút này, hắn không có sát ý cùng kiếm ý, bây giờ hắn chỉ còn kiếm vực, muốn dựa vào kiếm vực chém giết vị cường giả đạo chân cảnh trước mắt này thì thật sự khó khăn, quá khó khăn. Thần giáp. Cách đó không xa, lão già kia đột nhiên nói. Bảo giáp không tệ, không ngờ có thể cứng rắn đỡ được một chưởng của lão phu. Cũng không biết người có cái thứ hai không. Dứt lời. Xuy. Lão già trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng mờ lập tức biến mất.
Đúng lúc này, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện ở trước ánh sáng mờ kia, chỗ mũi thương có tia lửa văng ra khắp nơi. An Nam Tĩnh ra tay. Trường thương mới xuất hiện trong chớp mắt, một bàn tay già nua liền đột nhiên ấn lên trên mũi trường thương này. Trong phút chốc, ánh lửa kia lập tức bị đạo dấu tay này chấn động diệt, cùng lúc đó, trường thương chấn động mạnh, bay ngược về phía sau. Trường thương sau, An Nam Tĩnh nheo mắt lại, đột nhiên, chân trái của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lập tức phút lên trời cao bốc lên, ngay sau đó, chân phải của nàng chợt đá về phía trước, một đá này trực tiếp đá vào trên trường thương đang bay ngược về phía sau. Ầm, thanh trường thương này lập tức giống như mũi tên rời cung, bắn ra. Suy, trường thương qua nơi nào, không gian trực tiếp bị chấn động giống như từng gợn sóng nước, không ngừng lên xuống. Trong chớp mắt, thanh trường thương này đã đi tới trước mặt lão già, nhưng chỉ thấy lão già cười lạnh, cơ thể lão hơi nghiêng qua đã trực tiếp tránh thoát được một thương này. Tốc độ của thanh thương với hắn còn chưa đủ nhanh, phải nói là có hơi chậm. Mà vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Lão già nhanh chóng ngẩng đầu, kiếm đã hạ xuống, nhưng một kiếm này lại trực tiếp thất bại. Ầm ầm, ở đó có hai tiếng động nặng nề đột nhiên vang lên, ngay sau đó, hai bóng người trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Hai bóng người này chính là Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Hai người vừa dừng lại, mặt đất dưới chân hai người đột nhiên vỡ nát. Cùng lúc đó, ở khóe miệng hai người có một dòng máu tươi chậm rãi tràn ra. Khóe miệng lão già này hơi cong lên, lộ ra một nụ cười dữ tợn, trong phút chốc, tay phải hắn chậm rãi thò ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, năm ngón tay co lại. Trong phút chốc không gian mấy vạn dặm đột nhiên vặn vẹo. Rắc 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 rắc. Không gian mấy vạn dặm giống như một cái cối xay thịt, một lực lượng cường đại không ngừng nghiền nát tất cả mọi thứ ở đây, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh càng đứng mũi chịu sào. Khi lực lượng kia xuất hiện, hai người nhất thời cảm giác cơ thể giống như bị mấy vạn con ngựa khỏe kéo lại, một cảm giác xé rách lập tức lan khắp toàn thân bọn họ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Hai tay hắn cầm chặt thanh kiếm trong tay, thoáng cái, ngũ quan của hắn trực tiếp vặn vẹo, đột nhiên, hai mắt hắn chợt mở ra, cầm kiếm chém xuống. Kiếm vực, kiếm rơi, ầm, cách đó không xa, lão già kia trực tiếp bị một kiếm này đẩy đến hơn vạn trượng. Không gian ở đó trong nháy mắt đã trở lại bình thường. Lão già nhìn tay mình, toàn bộ tay phải của hắn đã hoàn toàn rạn nứt, rất nhiều máu tươi không ngừng từ trong cánh tay tràn ra. Cái tay này đã biến thành tay máu. Im lặng trong chớp mắt, lão già ngẩng đầu nhìn lên, lúc này đã không thấy Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh nữa. Trong mắt lão già lóe lên sự hung ác. Muốn chạy trốn à, đúng là buồn cười. Dứt lời, không gian ở đó đột nhiên run lên, lão già biến mất. Ngoài mấy chục vạn dặm, một thanh kiếm lao nhanh, trên kiếm là Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Tốc độ kiếm nhanh tới mức mắt thường căn bản nhìn không thấy. Xí ác mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đặc biệt tái nhợt. Đánh không nổi. Trong giao đấu vừa rồi, Dương Diệp biết hắn cùng An Nam Tĩnh còn chưa thể đánh lại cường giả đạo chân cảnh. Trừ khi hắn thiêu đồ ý, hơn nữa, còn phải dựa vào âm mới làm được. Trước đây chém giết tiểu lâu, nếu như không phải dựa vào âm, muốn chém giết tiểu lâu kia căn bản là chuyện không thể nào. Cường giả đạo chân cảnh mạnh mẽ hơn hắn tưởng rất nhiều. Đột nhiên, kiếm quang dừng lại. Trên thân kiếm, hai mắt Dương Diệp híp lại, kiếm trong tay chậm rãi bắt đầu chấn động. Bởi vì ở đối diện hắn có một lão già đang đứng. Chính là lão già trước kia. Lão già lạnh lùng nhìn Dương Diệp. So tốc độ sao, ngươi đúng là quá vô tri. Vừa dứt lời, hắn chợt giẫm mạnh chân phải một cái. Ầm, một lực lượng đột nhiên chấn động ra, lực lượng mạnh mẽ như biển gầm, mang theo áp lực ngập trời ép về phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Đối diện lão già, An Nam Tĩnh đột nhiên phần thiên chi nộ ném về phía trước. Suy, trường thương giống như một con rồng lửa lớn bắn ra. Phần thiên, ngọn lửa mạnh mẽ trực tiếp làm cho phía chân trời đỏ như máu, giờ phút này, tất cả trời đất dường như bị thiêu đốt, vô cùng kinh người. Nhưng so sánh với lực lượng do lão già kia phát ra, lực lượng của An Nam Tĩnh đều yếu hơn rất nhiều, bất kể là trên phương diện áp lực hay khí thế. Hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc, lực lượng của An Nam Tĩnh còn chưa chống đỡ được nửa hơi đã hoàn toàn tan vỡ. Mà vào lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó,
một đường kiếm quang từ trên trời lao xuống. Ầm, đường kiếm quang này trực tiếp xé rách lực lượng kia ra một lỗ thủng thật lớn, nhưng, một bàn tay già nua đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Cái tay này nhẹ nhàng đảo qua. Ầm, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thể làm cho Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh bị tổn thương. Lão già nhìn An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp phía xa, ánh mắt có phần nghiêm trọng. Chấn động. Lúc này, trong lòng lão già vô cùng khiếp sợ. Hai người trước mắt này chẳng qua là cấp thánh nhân đỉnh phong, ngay cả tổ cảnh còn chưa phải, nhưng lại có thể chống đỡ đòn tấn công của hắn lâu như vậy, đồng thời thỉnh thoảng còn phản kích. Theo hắn thấy, đây hoàn toàn là chuyện không thể nào. Nhưng sự thật chính là như vậy. Phần thiên phú này hoàn toàn không kém hơn thiên tài xuất sắc nhất của Thủy Nguyên tộc. Đáng sợ nhất là trên thân của Dương Diệp này vẫn có 3 món thần khí. Hai người này phải chết. Trong đầu lão già hiện ra ý nghĩ này. Làm tộc lớn, hắn biết rõ một đạo lý, nếu như đối địch với loại thiên tài này thì nhất định phải giết chết khi loại thiên tài này chưa trưởng thành. Về phần cầu hòa, hắn căn bản chưa từng nghĩ tới, cầu hòa lại có nghĩa là buông tha 3 món thần khí này. Dương Diệp này cùng An Nam Tĩnh mặc dù có thiên phú, nhưng còn chưa khủng khiếp đến mức làm cho Thủy Nguyên tộc hắn phải cầu hòa. Tuy nhiên, giờ phút này hắn xem như đã hiểu rõ vì sao tộc trưởng lại đích thân phái hắn tới. Nếu như phái những người khác tới, chính là đưa món ăn cho hai người này. Thu hồi mạch suy nghĩ, lão già nhìn về phía xa Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, sát ý trong mắt càng tăng thêm. Không nói vô nghĩa. Lão già đột nhiên tung người nhảy lên và đi tới đỉnh đầu của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, thoáng cái, đỉnh đầu của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh xuất hiện một bàn tay khổng lồ, cái tay này trực tiếp bao trùm tất cả phía chân trời. Trong phút chốc, cái tay này trực tiếp rơi xuống. Ầm, trong nháy mắt giống như trời sập, một áp lực mạnh mẽ rơi nhanh xuống, sắc mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh bên dưới lập tức lại thay đổi. Không ngăn cản được thì phải chết. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc, một ánh lửa cùng kiếm quang phóng lên cao. Ầm ầm, trong thiên địa đột nhiên vang lên hai tiếng nổ lớn kinh thiên, tất cả trời đất chấn động mạnh, rất nhiều không gian lập tức chôn vùi. Cùng lúc đó, hai bóng người đột nhiên từ phía chân trời nhanh rơi xuống, sau đó lao vào trong mặt đất. Chết đi! Lúc này... Một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ trong không trung này vang lên, ngay sau đó, lại là một bàn tay khổng lồ từ trong thò ra, trực tiếp tiến vào trong mặt đất bên dưới. Ầm, bên dưới trực tiếp xuất hiện một vực sâu rất lớn tới vài vạn dặm. Ong, một tiếng kiếm ngân đột nhiên từ trong vực sâu này vang vọng lên, ngay sau đó, một đường kiếm quang trực tiếp vọt ra. Nhưng nó mới vừa ra liền trực tiếp bị một lực lượng đập nát, ngay sau đó, một lực lượng khủng khiếp đột nhiên rơi xuống. Ầm. Sâu bên trong lòng đất, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, trong mặt đất phạm vi mấy chục vạn lập tức điên cuồng sụp xuống. Thật sự là núi lở đất nứt. Giữa không trung, lão già cười lạnh. Nên kết thúc rồi. Dứt lời, hắn lại muốn ra tay, nhưng ngay vào lúc này, một đường ánh sáng trắng đột nhiên chợt lóe lên, ngay sau đó, ánh sáng trắng kia trực tiếp tiến vào lòng đất. Sắc mặt lão già lập tức đại biến. Làm càn. Hắn đi thẳng tới sâu bên trong lòng đất này, mà lúc này, một lực lượng cường đại đột nhiên từ phía dưới vọt ra, ầm. Trong nháy mắt, lão già kia trực tiếp bị đẩy trở về chỗ cũ. Nhưng chẳng bao lâu, lão già lại vọt xuống, ở sâu bên trong lòng đất này lại truyền tới mấy tiếng nổ lớn, hiển nhiên là hai người Dương Diệp đang giao chiến cùng ánh sáng trắng kia. Trong lòng lão già thầm cả kinh và tăng nhanh tốc độ lao tới lòng đất này, mà giờ phút này, Dương Diệp cùng ánh sáng trắng kia đã không thấy. Ở đó chỉ có một nữ tử đang nằm. Chính là An Nam Tĩnh. Lúc này, khóe miệng An Nam Tĩnh đầy máu, người đã hoàn toàn bị thương nặng tới mức hôn mê. Sắc mặt lão già cực kỳ khó coi. Rốt cuộc là ai? Một lát sau, ánh mắt của lão nhân rơi vào trên người An Nam Tĩnh. Hừ, có ngươi ở đây, ta cũng không tin Dương Diệp này không đến. Dứt lời, hắn vung tay phải lên, trực tiếp cùng An Nam Tĩnh biến mất. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra, hắn vừa muốn ngồi xuống thì bụng lại truyền tới cảm giác quặn đau. Sao? Dương Diệp cố nén đau đớn dữ dội ở bụng và lại muốn đứng lên, nhưng giờ phút này hắn kinh hãi phát hiện ra hai tay của mình tự nhiên không có cách nào nhúc nhích,
không chỉ hai tay, hai chân cũng vậy. Qua rất lâu, Dương Diệp làm hiểu rõ tình hình của hắn bây giờ. Giờ phút này hắn ở trong một gian mật thất tối tăm, hai tay hai chân của hắn đang bị mấy sợi xích sắt to bằng cánh tay quấn chặt, một đầu của xích sắt nối với lòng đất. Ngoài việc đó ra, ở chỗ bụng của hắn có cắm một thanh đoản kiếm. Chỉ cần hắn vận dụng huyền khí, thanh kiếm này sẽ khuấy động. Nếu như thanh kiếm này tiến thêm mấy tấc cũng đủ để lấy mạng của hắn. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Trong đầu hắn hồi tưởng tất cả những chuyện phát sinh trước đó. Lúc đó, hắn cùng An Nam Tĩnh đang đối phó với lão già của Thủy Nguyên tộc, tuy thực lực của lão già áp chế toàn diện hắn cùng An Nam Tĩnh, nhưng hai người bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mà trong chớp mắt khi bọn họ lao vào lòng đất, một đường ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn cùng An Nam Tĩnh, đường ánh sáng trắng này đánh lén hắn cùng An Nam Tĩnh. Đường ánh sáng trắng này cộng thêm lão già Thủy Nguyên tộc chính là hai cường giả đạo chân cảnh. Trong nháy mắt, bọn họ tương đương với bị hai cường giả đạo chân cảnh liên thủ đánh một đòn. Khi đó, hắn cùng An Nam Tĩnh đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có cách nào chống đỡ. Sau đó, hắn lại xuất hiện ở đây. Tỉnh rồi à? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, một đường ánh sáng trắng xuất hiện ở trong mật thất tối tăm này. Dương Diệp mở mắt và nhìn thấy một nữ tử váy trắng đứng ở đó. Nàng! Dương Diệp hỏi. Ở trong tay của Thủy Nguyên tộc. Nữ tử váy trắng nói. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức thả lỏng, hai tay nắm chặt cũng chậm rãi thả lỏng ra. Không chỉ có vậy, trong mắt hắn vốn có ánh sáng máu cũng dần dần giảm xuống. An Nam Tĩnh còn sống. Hắn sợ nhất là An Nam Tĩnh chết. Đây là chỗ nào? Dương Diệp lại hỏi. Bạch Đế Thành. Nữ tử nói. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Chưa từng nghe nói tới. Nữ tử chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp nhìn thấy gương mặt của nàng. Nàng có dáng người cao gầy, gương mặt tuyệt thế, có thể nói là không thua bất kỳ một nữ tử nào mà hắn đã gặp. Chỉ là trên người nữ tử này có phần một cao ngạo, lại giống như tất cả mọi thứ ở trong mắt nàng đều là con kiến hôi vậy, điều này khiến người ta cực kỳ khó chịu. Nữ tử này nhìn bụng của Dương Diệp. Ta rách bụng của ngươi lại phát hiện Hồng Mông Tháp này đã hòa làm một thể với ngươi, nếu muốn cứng rắn lấy ra sẽ hủy vật kia. Cho nên cần ngươi tự mình giao ra. Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử. Ngươi thấy thế nào? Nữ tử nhìn Dương Diệp rất lâu, đột nhiên, nàng bấm tay bắn ra, thanh kiếm cắm trên bụng của Dương Diệp trực tiếp tiến vào một tấc. Trong nháy mắt, bụng Dương Diệp truyền đến cảm giác đau đớn tê tâm liệt phổi. Nhưng Dương Diệp không hề biến sắc. Một lát sau, nữ tử ngừng lại. Muốn chết à? Dương Diệp lắc đầu. Muốn sống? Nữ tử khẽ nói. Nhưng ta thấy ngươi muốn chết. Dương Diệp khẽ cười nói. Nếu bây giờ ta giao ra mấy thần vật món này, ta sẽ chết ngay, không phải sao? Không giao sẽ chết rất đau đớn. Giao rồi sẽ chết được thoải mái hơn. Nữ tử nói. Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử. Ngươi thấy ta giống như người sợ đau đớn à? Nữ tử nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó đang muốn nói, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Nữ tử cong khóe miệng và cười lạnh. Ngươi còn muốn đưa ra yêu cầu. Dương Diệp nói. Vậy ra tay đi. Dứt lời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nữ tử xoay người. Ở Bạch Đế Thành của ta có một chỗ cực âm. Nơi đó là một trong những cấm địa của Bạch Đế Thành ta, trong đó có vô số oán linh, những oán linh này đã từng chết thảm, bọn họ đặc biệt hy vọng có người có thể báo thù cho bọn họ. Nói đến đây, nàng đột nhiên xoay người lần nữa, nhìn về phía Dương Diệp. Những oán linh kia đều có một đoạn quá khứ thê thảm, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận một chút kinh nghiệm của bọn họ, cảm giác này chắc chắn rất kỳ diệu. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, đã từng có một cường giả đạo chân cảnh nửa bước ở đó. Ngươi có biết cuối cùng hắn thế nào không? Không đến nửa canh giờ thì hắn tự sát. Chúc ngươi may mắn. Dứt lời, nàng cùng Dương Diệp trực tiếp biến mất. Đây là một nơi u ám, trên bầu trời có mây đen răng đầy, không một tia ánh sáng mặt trời, xung quanh là từng trận gió lạnh tới tận xương. Đột nhiên, một đường ánh sáng trắng xuất hiện ở trong thế giới này. Ở trước ánh sáng trắng kia có một nam tử đang nằm, chính là Dương Diệp. Đến chỗ này, chân mày Dương Diệp lập tức nhíu lại. Hắn cảm giác có vô số ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm.
Nữ tử váy trắng nhìn lướt qua xung quanh, đúng lúc này, một gương mặt nữ dữ tợn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử váy trắng này. Nữ tử váy trắng giơ tay lên đánh ra một chưởng. Ầm. Không gian ở đó chấn động kịch liệt, ngay sau đó, gương mặt nữ dữ tợn này xuất hiện ở hơn mấy trăm trượng. Phía xa, gương mặt nữ này cười gằn nói. Đường đường là nữ hoàng Bạch Đế Thành đại giá quang lâm, đúng là khiến địa phương nhỏ này được vẻ vang rồi. Nữ tử váy trắng liếc nhìn gương mặt nữ này, khẽ nói. Quỷ Tu La, đã nhiều ngày không gặp, thực lực của ngươi tiến bộ không ít. Chúc mừng. Quỷ Tu La cười lạnh, cuối cùng nhìn tới Dương Diệp. Ôi u, Bạch Chỉ Tiên, ngươi tìm được một tiểu tình lang từ lúc nào vậy? Vẻ mặt nữ tử váy trắng tên là Bạch Chỉ Tiên lạnh xuống, mà lúc này, Quỷ Tu La kia lại nói. Cha cha, không ngờ được Bạch Chỉ Tiên ngươi thưởng thức kém như vậy, tìm một kẻ vô dụng không đẹp trai, thực lực lại kém thế. Bạch Chỉ Tiên khẽ nói. Chỉ có đồ vô dụng mới có thể phải dùng tới miệng lưỡi. Lúc này, ảo ảnh một thanh trường mâu đột nhiên bắn tới nhanh như tia chớp về phía Bạch Chỉ Tiên. Bạch Chỉ Tiên vung tay phải lên, thanh trường mâu này trực tiếp vỡ vụn ra. Phía xa, Quỷ Tu La kia lại muốn ra tay, mà lúc này, Bạch Chỉ Tiên đã lùi đến ngoài nghìn trượng. Ngay sau đó, nàng bấm tay bắn ra, một viên hạt châu màu đen rơi vào trước mặt Quỷ Tu La kia. Cách đó không xa, Quỷ Tu La kia nhíu mày. Quỷ khí châu. Cuối cùng, nàng nhìn Dương Diệp. Bạch Chỉ Tiên, ngươi muốn giở trò quỷ gì? Bạch Chỉ Tiên khẽ nói. Mượn oán linh ở nơi đây dùng một lát. Quỷ Tu La nheo mắt lại. Chỉ như vậy thôi sao? Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu. Chỉ như vậy. Quỷ Tu La nhìn Bạch Chỉ Tiên rất lâu, cuối cùng, nàng mở miệng hút một cái, viên quỷ khí châu này trực tiếp bị nàng hút vào trong miệng. Ngay sau đó, ở đó đột nhiên xuất hiện một âm phong, tà ác rất nhiều điểm đen đột nhiên xuất hiện. Oán linh. Dương Diệp cảm nhận được rất nhiều oán linh. Hắn cũng không xa lạ gì oán linh, hắn đã từng hấp thụ oán linh này, chỉ có điều lần này hắn cảm nhận được những oán linh đặc biệt mạnh mẽ, oán niệm này thậm chí khiến tim hắn cũng đập nhanh. Sát ý của hắn lại là tổ cảnh. Ngay cả hắn cũng cảm giác tim đập nhanh, có thể tưởng tượng được những oán linh là khủng khiếp tới mức nào. Lúc này, Bạch Chỉ Tiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Từ từ hưởng thụ đi, để cho ta xem thử, người rốt cuộc kiên cường tới mức nào. Vừa dứt lời, thân hình của nàng lùi đến ngoài mấy ngàn trượng. Khi nàng rời khỏi, những oán linh xung quanh kia lập tức tất cả xông về phía Dương Diệp. Rất nhanh, một oán linh trực tiếp tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp. Trong phút chốc, một khí đen từ giữa chân mày của Dương Diệp chấn động ra. Hai mắt Dương Diệp lập tức trợn tròn. Bên trong tròng mắt là khí đen lượn lờ. Trong đầu Dương Diệp, trong một tòa phủ đệ đầy thây phơi khắp nơi, máu tươi chảy thành dòng, rất nhiều tay chân cụt bồng bềnh xung quanh, mùi máu tươi nồng làm cho không người nào có thể hít thở nổi. Người chết. Vô số người chết. Kiểu chết của mỗi người đều cực kỳ tàn nhẫn, tất cả đều bị người ta phế bỏ hai tay, hai chân, sau đó lăng trì mà chết. Cho dù là Dương Diệp hắn cũng mới lần đầu tiên nhìn thấy thủ pháp tàn nhẫn như vậy, rất nhanh, trong đầu Dương Diệp xuất hiện từng cảnh tượng những người này bị giết bất đắc dĩ, đau khổ và thê thảm, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm của những người này trước khi chết. Giờ phút này, hắn chính là bọn họ. Thảm. Vô cùng thê thảm. Một lần nữa, giờ phút bi thảm nhất của rất nhiều oán linh đều hiện ra trong đầu của Dương Diệp. Nếu là người bình thường gặp phải đả kích này, tuyệt đối sẽ phát điên. Nhưng Dương Diệp cũng không phải là người bình thường. Thảm. Cả đời này của Dương Diệp hắn làm sao không thảm. Tính trên mức độ nào đó, những chuyện Dương Diệp hắn trải qua cũng không tốt hơn những oán linh này. Còn nữa, Dương Diệp hắn còn có một trái tim giết chóc. Thảm kịch của nhân gian này sẽ chỉ làm trái tim giết chóc của hắn càng thêm ngưng thực, càng thêm giết chóc. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cách đó không xa, Bạch Chỉ Tiên dần dần nhíu mày. Bởi vì điều này không giống như nàng nghĩ, người bình thường bị những oán linh này trùng kích sẽ rất đau khổ, nhưng Dương Diệp trước mắt này hình như không hề đau khổ. Rất không bình thường. Tuy nhiên, nàng cũng không ngăn cản mà lựa chọn tiếp tục xem. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, lúc này, xung quanh Dương Diệp đã bị oán linh nhấn chìm. Những oán linh phóng về phía Dương Diệp giống như phát điên. Ở đó có khoảng chừng hơn mấy chục vạn oán linh. Mỗi một oán linh đều có từng cuộc sống thê thảm, Dương Diệp từng trải từng chuyện của các oán linh.
Cứ như vậy, theo thời gian dần trôi qua, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lúc này, nàng quyết định ra tay ngăn cản. Đột nhiên, những oán linh cách đó không xa ngừng lại. Ngay sau đó, một giọng nói từ trong đó chậm rãi truyền ra. Bây giờ ta mới thật sự hiểu được một chân lý của thế gian này, cường giả tùy hứng, người yếu chấp nhận số mệnh. Thế giới tàn khốc, cách sinh tồn tàn khốc. Vừa dứt lời, một nam tử đi tới trước mặt Bạch Chỉ Tiên. Người nam tử này chính là Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thanh kiếm trong tay mình, sau đó nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Cảm ơn, là ngươi khiến cho ta càng tin tưởng vào những gì mình đã nói. Thế giới này, người không ngoan độc thì đứng không vững. Dứt lời. Một sát ý khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, trong phút chốc, tất cả bầu trời u ám hoàn toàn biến thành màu đỏ. Sát ý. Sát ý tổ cảnh. Không chỉ có vậy, khí tức Dương Diệp cũng điên cuồng tăng vọt trong nháy mắt. Khí tức này đã không phải là khí tức cấp thánh nhân nữa. Trước mặt Dương Diệp, Bạch Chỉ Tiên nheo mắt lại. Lấy giết lập đạo hỏi tổ. Tổ cảnh. Lúc này, khí tức Dương Diệp tiên lục tăng lên, đã không phải là khí tức cấp thánh nhân nữa, mà là khí tức của tổ cảnh. Nói. Dương Diệp kiên định đi trên con đường của mình, con đường gì? Con đường giết chóc. Rất nhiều oán linh tuyệt đối không đánh Dương Diệp, những chuyện mà các oán linh kia gặp phải không chỉ không khiến cho hắn đau khổ, trái lại làm cho hắn càng thêm kiên định với đạo tâm của mình. Có một điểm bất ngờ là đạo tâm này của hắn cũng không phải tâm của kiếm đạo, mà là tâm của sát đạo. Sát đạo. Đối với thế đạo này, Dương Diệp hắn có ý kiến của mình, cũng ý nghĩ kiên định trong lòng mình, loạn thế, người yếu tiện như chó. Mà biện pháp giải quyết của hắn chính là giết. Một đường giết xuống. Hắn vốn chính là cấp thánh nhân đỉnh phong, bởi vậy tâm niệm vừa thuận, đại đạo tự thành. Khi Dương Diệp lập đạo hỏi tổ xong, đột nhiên, những oán linh tập trung xung quanh hắn đều rời đi, những oán linh cuối cùng đều trào vào trong lòng bàn tay hắn. Sao có thể như vậy được? Cách đó không xa, quỷ tu la kia nhíu chặt chân mày, trong mắt đầy vẻ không hiểu, nhưng chẳng bao lâu nàng lại nhìn Dương Diệp. Ký chủ. Bọn họ tự nhiên chọn ngươi làm ký chủ, đúng là làm cho người ta khó có thể tin nổi. Ký chủ. Dương Diệp cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, ở trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một vòng xoáy màu đen, trong đó có oán khí ngập trời, tập trung rất nhiều oán linh. Chỉ có điều những oán linh không hề giống với những oán linh mà hắn đã từng gặp phải. Cấp bậc không giống nhau. Nếu như Dương Diệp hắn không phải là một người ngoan độc, sát ý từng đạt được tổ cảnh. Những oán linh tiến tới gần hắn thì sợ rằng hắn sẽ phát điên. Oán linh trùng kích, người bình thường căn bản không có khả năng chịu được, nhưng không khéo là Dương Diệp hắn không phải người bình thường. Một người lấy giết người lập đạo, làm sao sợ những oán linh này được? Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía quỷ tu la. Kia! Tại sao bọn họ lại ở chỗ này? Quỷ tu la liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Oán linh ở đây không có khả năng là oán linh bình thường, bọn họ chọn ngươi, có thể giúp ngươi thành tựu, cũng có thể hủy ngươi. Dương Diệp nhìn lòng bàn tay của mình, vòng xoáy màu đen kia đột nhiên bắt đầu xoay tròn, dần dần, hai mắt hắn đỏ lên. Không chỉ có vậy, ở quanh người hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí đen, những khí đen này không ngừng vây quanh người hắn, ảnh hưởng tới tâm trí. Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc. Bởi vì giờ phút này hắn cảm giác sát ý trong lòng của mình đạt tới một trình độ rất khủng bố. Giết! Trong đầu đầy sát ý. Dương Diệp vội vàng lấy kiếm thủ ra và cầm trong tay, hắn nhất thời thấy khá hơn nhiều. Tuy nhiên cũng chỉ được một lát thôi, ở trong đầu hắn vẫn tràn ngập sát ý. Thật muốn giết người. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, ở trong đầu hắn có rất nhiều âm thanh đang bảo hắn giết, những âm thanh này làm cho đầu hắn cũng sắp nổ tung. Một lát sau, tay phải của Dương Diệp đột nhiên mở ra, rất nhanh liền có một tòa tháp nhỏ màu vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, vừa vặn chấn áp ở trên vòng xoáy màu đen này. Một lực lượng vô hình phát ra, không gian ở đó chấn động mạnh. Hồng Mông Tháp chấn áp. Dựa vào Hồng Mông Tháp chấn áp, cả người Dương Diệp lập tức thấy tốt hơn nhiều, những âm thanh hỗn loạn trong đầu cũng dần dần biến mất. Lúc này, trong lòng Dương Diệp còn sợ hãi. Không ngờ những oán linh kia lại muốn lợi dụng hắn. Đây là Tiên Thiên Hồng Mông Tháp. Đúng lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn chằm chằm vào Hồng Mông Tháp trong lòng bàn tay Dương Diệp.
không hổ danh là thần vật, quả thật không tầm thường. Trong mắt nàng hoàn toàn không che giấu sự tham lam. Dứt lời, nàng trực tiếp chộp về phía Hồng Mông Tháp này của Dương Diệp. Ong! Lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên. Thoáng cái, một đường kiếm quang trực tiếp bổ vào trong lòng bàn tay của Bạch Chỉ Tiên. Nhưng Bạch Chỉ Tiên lại nhẹ nhàng nắm chặt, kiếm quang kia lập tức hóa thành hư vô. Ngay sau đó, tay phải của Bạch Chỉ Tiên đẩy nhẹ về phía trước. Ầm! Dương Diệp ở trước mặt nàng này trực tiếp bị đẩy đến ngoài nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, Dương Diệp ngừng lại. Hắn cúi đầu nhìn lại, ở vị trí trước ngực hắn có một dấu tay đỏ thẫm. Tổ cảnh! Bạch Chỉ Tiên lắc đầu, chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Đúng là vô tri, đối với ta, tổ cảnh cùng cấp thánh nhân không có bất kỳ khác nhau. Ngươi! Nói ở đây, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên nhíu mày, bởi vì một thanh kiếm đã đi tới đỉnh đầu của nàng. Một kiếm không tầm thường. Kiếm vực. Dương Diệp lại thi triển ra kiếm vực, lúc này, uy lực một kiếm này của hắn đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Một kiếm hạ xuống, trong mắt Bạch Chỉ Tiên lộ ra sự nghiêm trọng hiếm thấy. Nàng giơ tay lên đánh ra một chưởng. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, Bạch Chỉ Tiên cả người trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy nghìn trượng. Nàng vừa dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa, Dương Diệp bản thân đã biến mất. Cuối chân trời xa xôi có một đường kiếm quang chợt lóe lên. Chạy! Bạch Chỉ Tiên nheo mắt lại, bên trong tròng mắt có tia sáng lạnh chợt lóe lên. Trốn ư, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Vừa dứt lời, nàng trực tiếp biến mất. Ở đó chỉ còn quỷ tu la kia. Quỷ tu la kia liếc nhìn cuối chân trời, sau đó nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Một đường kiếm quang chợt lóe lên trong đám mây, khi sắp biến mất ở cuối chân trời, đột nhiên có một bàn tay xuất hiện ở trước kiếm quang kia, thoáng cái, một áp lực mạnh mẽ trực tiếp đánh nát đường kiếm quang này. Kiếm quang tản đi, một nam tử xuất hiện ở trong đám mây. Người này chính là Dương Diệp. Trong phút chốc, ở đối diện Dương Diệp xuất hiện một nữ tử, chính là Bạch Chỉ Tiên. Nhìn thấy nữ tử này, Dương Diệp nhíu mày. Bạch Chỉ Tiên không nói một lời. Cách không đánh một chưởng về phía Dương Diệp, không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh đã hình thành một nơi tĩnh mịch. Năng lực đặc biệt của cường giả đạo chân cảnh. Dưới tình hình chung, khi cường giả đạo chân cảnh dùng ra chiêu này cơ bản có thể ép chắc cường giả tổ cảnh. Nhưng đáng tiếc một chiêu này căn bản vô dụng với Dương Diệp. Khi Bạch Chỉ Tiên ra tay, trong chớp mắt này, Dương Diệp đột nhiên thi triển ra kiếm vực. Dương Diệp trực tiếp phá hết mảnh không gian tĩnh mịch này, ngay sau đó. Một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Bạch Chỉ Tiên, sau đó chém xuống. Bạch Chỉ Tiên nheo mắt lại, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, nàng không ngờ được Dương Diệp tự nhiên có thể dễ dàng phá hỏng một chiêu này của mình như vậy. Đương nhiên nàng càng kinh ngạc hơn khi thấy mức độ khống chế của Dương Diệp đối với vực đạt tới mức độ này. Nhưng nàng không suy nghĩ nhiều, bởi vì kiếm đã tới. Bạch Chỉ Tiên đột nhiên giẫm nhẹ chân phải một cái, trong phút chốc. Ở dưới chân nàng có một con rồng lớn màu trắng đột nhiên phóng lên cao. Âm! Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng, hắn vừa dừng lại, một bàn tay ngọc đột nhiên ấn vào chỗ bụng của hắn. Àm! Cả người Dương Diệp lại bay ra ngoài, trong miệng càng liên tục phun ra mấy ngụm máu, suy. Từng bóng tàn chợt lóe lên ở nơi đây, ngay sau đó, ở không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một hố đen không gian, tuy nhiên, những tàn ảnh còn chưa tới gần Dương Diệp. Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chém xuống. Ầm, một kiếm hạ xuống, trời dường như cũng bị cắt ra, mà chút tàn ảnh lập tức bị CCA làm hai nửa. Nhưng một chân lại đột nhiên trực tiếp đá vào lưng của Dương Diệp. Phụt, một ngụm máu tươi từ trong miệng Dương Diệp phun tới, ca Dương Diệp lập tức bị đánh bay ra ngoài. Bạch Chỉ Tiên đã xuất hiện ở chỗ Dương Diệp đứng lúc trước. Nàng đang muốn ra tay thì Dương Diệp phía xa đột nhiên ngừng lại, trong phút chốc. Một đường kiếm quang lập tức chém mạnh về phía nàng. Kiếm quang rất nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt nàng. Nhìn đường kiếm quang này, Bạch Chỉ Tiên cong khóe miệng đầy châm chọc, nhưng rất nhanh liền cứng đờ. Kiếm vực. Dương Diệp lại thi triển ra kiếm vực. Một kiếm có uy lực chấn động trời đất. Trong mắt Bạch Chỉ Tiên xuất hiện sự nghiêm trọng, nàng nhẹ nhàng vung tay phải lên, trong phút chốc, không gian ở trên đỉnh đầu nàng đột nhiên nhộn nhạo giống như gợn sóng nước. Ngay sau đó, từng lực lượng khủng khiếp như sóng chiều chấn động ra, vô cùng kinh người. Lúc này kiếm rơi. Suy.
Một kiếm này của Dương Diệp trực tiếp cắt qua không gian trên đỉnh đầu của Bạch Chỉ Tiên, nhưng chẳng bao lâu đã ngừng lại, bởi vì thanh kiếm này bị một lực lượng thần bí ngăn cản. Nhưng chẳng bao lâu, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, thanh kiếm kia trực tiếp phá tan lực lượng kia và chém xuống. Ầm! Một bóng trắng trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy nghìn trượng. Bóng trắng này chính là Bạch Chỉ Tiên. Sau khi một kiếm đẩy lui Bạch Chỉ Tiên, Dương Diệp tuyệt đối không ra tay lần nữa, mà xoay người biến mất ở cuối chân trời. Không lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Dương Diệp tuy muốn giết nữ tử này, nhưng trải qua một lúc giao đấu, hắn biết rõ với thực lực của hắn hiện nay căn bản không có cách nào chém giết được nữ tử này, nói chính xác là hắn căn bản đánh không nổi nữ nhân này. Đừng thấy bây giờ hắn đã đạt được tổ cảnh, nhưng so với nữ nhân này thì thực lực của hắn vẫn kém hơn rất nhiều. Có thể nói thực lực của nữ nhân này tuyệt đối ở trên tiểu lâu kia. Hơn nữa, hắn vừa đạt được tổ cảnh nên cảnh giới không vững chắc, bây giờ hắn còn chưa thích ứng được với cảnh giới của bản thân mình. Bởi vậy về việc khống chế các phương diện vẫn có vẻ đặc biệt mới lạ, cũng không thể phát huy ra thực lực tổ cảnh nên có. Bởi vậy, hắn tạm lựa chọn rút lui. Nhưng, Bạch Chỉ Tiên lại không muốn buông tha hắn, hắn vừa lùi lại, Bạch Chỉ Tiên liền đuổi theo. Căn bản không có cách nào rời đi. Giờ phút này Bạch Chỉ Tiên cũng nổi giận, điều này chính là sỉ nhục đối với nàng. Bởi vì nàng lại có thể thiếu chút nữa bị một huyền giả vừa đạt được tổ cảnh tổn thương. Vô cùng nhục nhã. Giờ phút này, trong lòng nàng chỉ có sát ý, về phần ba món thần vật này, nàng trái lại tạm thời bỏ quên. Cách mấy chục vạn trượng, Dương Diệp không trốn mà ngừng lại, xoay người nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ nhân, chúng ta không thù không oán, cần gì phải ép nhau như vậy? Bạch Chỉ Tiên lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Quả thật không thù không oán, tuy nhiên bản hoàng muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Vừa dứt lời, Bạch Chỉ Tiên trực tiếp xông về phía Dương Diệp. Áp lực ngập trời cuốn về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải nắm chặt thanh kiếm trong tay, huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Theo huyền khí vận chuyển, khí tức quanh người hắn càng lúc càng mạnh, trong phút chốc hắn bắn ra. Nếu không thể trốn, vậy cũng chỉ có thể chiến đấu. Lúc này, Dương Diệp tuyệt đối không phát hiện ra Hồng Mông Tháp trong tay hắn đang chấn động kịch liệt. Báo động, điên cuồng báo động. Nhưng Dương Diệp đã không để ý tới báo động của Hồng Mông Tháp. Bây giờ hắn căn bản không có cách nào phân tâm. Trong Hồng Mông Tháp, một mảnh hư vô nơi. Một vật nhỏ màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trong mảnh hư vô này. Đó chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vừa nhảy vừa đi về phía trước, liếc nhìn mọi thứ ở đây, nơi nào năng ép sẽ nhìn một chút, trong đôi mắt tràn ngập sự tò mò. Chỗ này là nơi nàng vừa phát hiện ra. Theo Tiểu Bạch không ngừng nhảy nhót đi về phía trước, Hồng Mông Tháp trong tay Dương Diệp chấn động lại càng mạnh, nếu như Dương Diệp không bị Bạch Chỉ Tiên kiềm chế, hắn sẽ cảm nhận được giờ phút này Hồng Mông Tháp đang run rẩy, đang sợ hãi, nó muốn ngăn cản Tiểu Bạch, nhưng nó căn bản không dám đi tới chỗ đó. Nhưng Tiểu Bạch lại đi. Rất nhanh, Tiểu Bạch đột nhiên ngừng lại, ở phía trước nàng có một bóng dáng mơ hồ. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, móng nhỏ chỉ vào bóng dáng mơ hồ này. Hiển nhiên là đang hỏi, ngươi là ai? Lúc này, từng gợn sóng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch, móng nhỏ của Tiểu Bạch nhẹ nhàng động vào những gợn sóng, một lát sau, ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, móng nhỏ nhanh chóng vung vẩy. Qua khoảng vài hơi thở, một giọng nói vang lên ở trong không trung. Có thể, mắt của Tiểu Bạch càng sáng thêm, móng nhỏ của nàng vỗ một cái, sau đó nhanh chóng vung vẩy, trong phút chốc. Tất cả nơi hư vô đột nhiên xuất hiện rất nhiều linh khí, không chỉ có vậy, Tiểu Bạch vẫn mang theo rất nhiều Hồng Mông tử khí qua. Dần dần, bóng dáng mơ hồ phía xa này dần dần trở nên rõ ràng. Trong hiện thực, Hồng Mông Tháp trong lòng bàn tay Dương Diệp điên cuồng rung động. Ban đầu nó muốn đi tìm Tiểu Bạch, nhưng bây giờ nó không dám đi nữa. Không biết qua bao lâu, Hồng Mông Tháp đột nhiên thoát khỏi tay của Dương Diệp trực tiếp sửng sốt, nhưng ngay vào lúc này, bụng hắn cảm thấy đau đớn, cả người bay ra ngoài. Trong phút chốc, Bạch Chỉ Tiên nắm lấy Hồng Mông Tháp này. Hồng Mông Tháp vẫn đang điên cuồng rung động, dường như gặp phải chuyện gì đáng sợ vậy, nhưng Bạch Chỉ Tiên lại nắm chặt lấy nó, không cho nó động. Dương Diệp ngây người và không hề động thủ mà nhìn Hồng Mông Tháp. Hắn chau mày, Hồng Mông Tháp này có điều gì đó không ổn, đặc biệt không thích hợp. Cách đó không xa, Bạch Chỉ Tiên nhìn Hồng Mông Tháp trong tay.
khóe miệng không nhịn được khẽ cười. Tiên Thiên Hồng Mông Tháp. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có thể chết được rồi. Vừa dứt lời, nàng đang muốn ra tay, mà vào lúc này, Hồng Mông Tháp trong tay nàng đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, một cái búa mờ ảo đột nhiên từ trong Hồng Mông Tháp này nhanh chóng hiện ra. Khi bóng cái búa mờ ảo này xuất hiện một chớp mắt này, Bạch Chỉ Tiên biến sắc, trực tiếp lùi đến ngoài mấy vạn trượng. Cùng lúc đó, một khí tức cường đại từ trong cơ thể nàng cuốn ra ngoài. Lúc này, bóng cái búa kia đã tới. Ầm. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, Bạch Chỉ Tiên trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài mấy trụ vạn trượng. Dương Diệp lại đờ người ra. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhìn Bạch Chỉ Tiên phía xa rồi quay đầu nhìn về phía Dương Diệp tuét miệng cười, trên gương mặt đầy vẻ tranh công. Dương Diệp nuốt nước bọt hỏi. Tiểu Bạch, ngươi đã làm gì vậy? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng nhỏ của nàng mở ra, một thanh búa nhỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Không phải thực vật mà chỉ là thể năng lượng. Sắc mặt Dương Diệp thoáng cái đã trắng bệch. Hắn đã đoán được đây là búa gì? Đây chính là búa khai thiên trong truyền thuyết kia hồng hoang. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó khẽ nói. Tiểu Bạch, ngươi, nó đi ra à? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó đầu nhỏ vội vàng lắc lắc, tiếp theo, móng nhỏ vung vẩy. Chỉ trong giây lát, vẻ mặt Dương Diệp dễ nhìn hơn. Búa khai thiên hồng hoang tuyệt đối không bị giải phong, cũng không đúng, phải nói là nó bị Tiểu Bạch giải phong một phần nhỏ. Bây giờ bản thể của búa khai thiên hồng hoang này vẫn không có cách nào đi ra, nhưng có thể vận dụng một phần lực lượng. Còn một điểm nữa, đó chính là búa khai thiên hồng hoang bây giờ, Hồng Mông Tháp cùng Dương Diệp hắn đã không khống chế nổi. Đối phương sẽ mượn Hồng Mông Tháp cùng Tiểu Bạch chậm rãi khôi phục, chậm rãi giải phong, mãi đến ngày phong ấn của nó hoàn toàn bị phá vỡ. Mà ở trong quá trình này, Dương Diệp hắn cùng Hồng Mông Tháp căn bản không thể tránh được. Bây giờ nếu bọn họ dám ra tay với búa khai thiên hồng hoang này chính là tự tìm đường chết. Sở dĩ Tiểu Bạch giúp búa khai thiên hồng hoang này, là bởi vì búa khai thiên hồng hoang đáp ứng Tiểu Bạch giúp nó thì nó giúp Dương Diệp. Mà búa khai thiên hồng hoang này cũng không nuốt lời, trực tiếp làm đó Bạch Đế nữ hoàng của Bạch Đế thành bị thương nặng. Nhìn vẻ tranh công trên gương mặt của Tiểu Bạch, Dương Diệp cười gượng, sau đó khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Vật nhỏ, ngươi làm tốt lắm. Mắt Tiểu Bạch nhất thời sáng lên, sau đó ôm Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, mặc dù bây giờ có thêm một nhân tố không xác định, tuy nhiên cũng tốt, vừa rồi nếu không phải búa khai thiên hồng hoang này ra tay, ngày hôm nay hắn không chết sợ rằng cũng sẽ tàn. Dương Diệp đưa Tiểu Bạch vào trong Hồng Mông Tháp, bên trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch mới vừa vào đi, tháp nhỏ màu vàng liền xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó bắt đầu chấn động mãnh liệt. Trên gương mặt Tiểu Bạch đầy sửng sốt. Dương Diệp không để ý tới Hồng Mông Tháp cùng Tiểu Bạch trong cơ thể, cũng không để ý tới búa khai thiên hồng hoang này, mà tới đánh Bạch Chỉ Tiên. Lúc này, Bạch Chỉ Tiên ngồi dưới đất, cơ thể dựa vào một khối đá vụn, ở bụng nàng có một vết búa sâu. Không chỉ có vậy, một lực lượng tà ác không ngừng ăn mòn Bạch Chỉ Tiên, cũng bởi vì lực lượng tà ác này, lúc này Bạch Chỉ Tiên mới không có cách nào nhúc nhích, càng không thể điều động linh khí cùng thi triển lực lượng. Thật ra, nếu như trước đó nàng không nắm lấy Hồng Mông Tháp này, lấy tình hình hiện tại của búa khai thiên hồng hoang này thì căn bản không có khả năng khiến nàng bị thương nặng đến như vậy. Đáng tiếc là nàng vừa nắm lấy Hồng Mông Tháp, bị búa khai thiên hồng hoang đánh cho trở tay không kịp. Ở khoảng cách gần như vậy, nàng căn bản không có cách nào né tránh. Bây giờ, nàng cũng là rất hối hận, Dương Diệp ngồi xổm xuống, liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, sau đó nói. Sao không đắc ý nữa? Bạch Chỉ Tiên lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Con kiến hôi. Dương Diệp giơ tay lên tát vào trên mặt Bạch Chỉ Tiên. Phút. Trên má phải của Bạch Chỉ Tiên lập tức xuất hiện một dấu tay rõ ràng. Bạch Chỉ Tiên trực tiếp bị Dương Diệp tát cho bối rối. Rất nhanh, sắc mặt nàng lập tức trở nên dữ tợn. Ngươi tự tìm chết. Vừa dứt lời, nàng lại muốn bất chấp tất cả vận chuyển huyền khí trong cơ thể, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên giẫm một chân lên bụng của nàng. Sau đó cúi xuống nhìn gương mặt đầy dữ tợn của Bạch Chỉ Tiên. Nữ nhân, ngươi phải hiểu rõ tình trạng của mình bây giờ, đừng cho rằng ta không dám giết ngươi, bây giờ ta không giết ngươi là muốn hỏi ngươi vài chuyện, nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp, lát nữa ta sẽ cho ngươi vui vẻ, nếu không. Nói đến đây, Dương Diệp liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên,
trên mặt lộ ra nụ cười sâu xa. Ngươi dám? Bạch Chỉ Tiên nhìn thẳng vào Dương Diệp. Nếu động tới bản hoàng, ta nhất định sẽ diệt 10 tộc của ngươi. Ngươi uy hiếp ta sao? Vẻ mặt Dương Diệp đột nhiên lạnh xuống, ngay sau đó, tay phải hắn nhẹ nhàng rạch một cái, trong phút chốc, trang phục trước ngực của Bạch Chỉ Tiên đã trực tiếp rách ra, rất nhanh, hai bầu ngực lớn lộ ra trong tầm mắt của Dương Diệp. Giờ phút này, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên cực kỳ dữ tợn, sát ý trong mắt càng nồng đậm hơn. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Nhưng Dương Diệp căn bản không để ý tới sát ý của nàng, chỉ liếc nhìn hai bầu ngực lớn của Bạch Chỉ Tiên, sau đó khẽ nói. Cũng không phải quá lớn, không biết sờ vào sẽ thế nào. Nói xong, hai tay của hắn trực tiếp sờ về phía hai bầu ngực kia. Lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên giận dữ gầm thét lên. Ngươi bỏ đi. Nhưng Dương Diệp căn bản không hỏi, hai tay của hắn trực tiếp nắm lấy, sau đó lại nhẹ nhàng nắm bóp. Chà thật mềm mịn. Hắn không nhịn được lại nắn bóp, sau đó nói. Sờ vào cũng không tệ lắm. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, lúc này, vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên bình tĩnh tới mức kỳ lạ, nàng cứ nhìn thẳng vào Dương Diệp, trong mắt không có chút cảm xúc nào. Dương Diệp nắm bóp một hồi thì cảm thấy không thú vị nữa, đang muốn thu tay về, lúc này, Bạch Chỉ Tiên châm chọc nói. Thế nào, không dám sờ nữa à? Không dám. Dương Diệp nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, không nói một lời liền trực tiếp xoa lên, vừa xoa vừa nói. Cảm thấy sỉ nhục sao? Đúng vậy, lão tử chính là muốn để cho ngươi cảm nhận cái gì gọi là sỉ nhục, cái gì gọi là cường giả tùy hứng. Ngươi cũng xứng là cường giả sao? Bạch Chỉ Tiên châm chọc nói. Nếu không phải có cái búa này, ngươi. Dương Diệp giơ tay lên tát lên mặt Bạch Chỉ Tiên ngừng nói. Nếu không phải thì sao? Dương Diệp cười lạnh nói. Nếu không phải ngươi sống lâu hơn lão tử mấy năm, ngươi có cơ hội nói nhiều trước mặt lão tử sao? Nữ nhân, ta cho ngươi biết, bây giờ ta lại làm cho ngươi thử cảm giác bị người ta tùy hứng là thế nào. Dứt lời, tay phải của Dương Diệp vung lên. Suy. Trong phút chốc, trang phục toàn thân của Bạch Chỉ Tiên lập tức biến mất. Giờ phút này, Bạch Chỉ Tiên xem như đã hoàn toàn lộ ra ở trước mặt của Dương Diệp. Nhưng Bạch Chỉ Tiên bị trọng thương lại không có cách nào, chỉ có thể mặc cho Dương Diệp tùy hứng. Dương Diệp. Bạch Chỉ Tiên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, âm thanh run rẩy. Sợ à? Dương Diệp cười khẩy nói. Trước đó không phải rất khí thế sao? Không phải muốn giết ta sao? Bạch Chỉ Tiên gằn giọng nói. Muốn giết cứ giết, cần gì phải sỉ nhục chứ? Dương Diệp không nói gì, hắn cúi đầu nhìn về phía thanh kiếm trong tay. Cường giả. Làm cường giả nắm giữ sống chết của người khác, nắm giữ số phận của người khác, không luận đúng sai, chỉ luận tâm tình. Đây là tâm cảnh trong lòng Bạch Chỉ Tiên. Lắc đầu, Dương Diệp nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Bây giờ, ta hỏi ngươi đáp. Còn nữa, đừng dùng vẻ mặt này, cơ thể ta không có hứng thú với ngươi. Nữ nhân muốn lên giường với Dương Diệp ta không 10 vạn cũng có 8 vạn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vẻ mặt Bạch Chỉ Tiên có thể nói là cực kỳ thâm trầm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Dương Diệp sớm chết ngàn vạn lần rồi. Tuy lúc này Bạch Chỉ Tiên trần truồng, nhưng Dương Diệp lại hoàn toàn không có hứng thú. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Ta nghĩ ngươi nên biết ta muốn biết gì. Bạch Chỉ Tiên không nói gì. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên, trong mắt lạnh lùng, hoàn toàn không che giấu sát ý. Nàng im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Vĩnh hằng giới. Vĩnh hằng giới là cái quỷ gì? Dương Diệp ngắt lời Bạch Chỉ Tiên nói, không hiểu. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó đang muốn nói gì, tuy nhiên nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó bấm tay bắn ra, một quyển sách cổ dày rơi vào trước mặt Dương Diệp, ở trên mặt sách cổ viết ba chữ lớn, các thế giới. Dương Diệp giơ một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào sách cổ lập tức hóa thành một đường ánh sáng màu đen tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp. Trong phút chốc, rất nhiều tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Vĩnh hằng giới. Vị trí thế giới này chính là vĩnh hằng giới, nó được gọi là vĩnh hằng giới là vì thế giới này sát với vũ trụ vĩnh hằng. Vũ trụ vĩnh hằng là nơi tất cả người vĩnh hằng giới hướng tới. Bởi vì vũ trụ này có khí vĩnh hằng. Ở trong các thế giới giới thiệu, trong hàng nghìn hàng vạn vũ trụ có 10 linh khí lớn, trong đó lại có 2 linh khí hồng mông tử khí, hư linh chi khí lần lượt xếp thứ 6 cùng thứ 5.
hư linh chi khí còn cao hơn hồng mông tử khí. Sở dĩ hư linh nữ có thể đủ cường đại như vậy là có một phần công lao rất lớn của hư linh chi khí. Sở dĩ người của Vĩnh Hằng giới gây phiền phức cho Dương Diệp hắn, mục đích chính là vì hồng mông tháp, cũng chính là hồng mông tử khí. Tất cả đều muốn khống chế hồng mông tử khí. Đương nhiên, ngoại trừ hồng mông tử khí ra, bọn họ đồng thời cũng muốn khống chế cây bồ đề, búa hồng hoang khai thiên. Ở trong giới thiệu của các thế giới có 10 bảo vật thiên địa, cây bồ đề cùng búa hồng hoang khai thiên là nổi danh trên bảng, đặc biệt là búa hồng hoang khai thiên còn xếp thứ tư. Cây bồ đề thấp một chút, vừa vặn xếp thứ 10. Mà ba món thần vật này đều ở trong tay Dương Diệp hắn. Không thể nghi ngờ, tâm tình của Dương Diệp rất nặng nề, hồng mông tử khí có thứ hạng không bằng vĩnh hằng khí, nhưng rất nhiều cường giả nằm mơ cũng muốn có. Ở trên người hắn còn có cây bồ đề cùng búa hồng hoang khai thiên, có thể nói Dương Diệp hắn bây giờ đã là tiêu điểm chú ý của vĩnh hằng giới. Ánh mắt tất cả cường giả đều đang nhìn hắn. Ngoài việc đó ra, ở trong các thế giới, Dương Diệp còn hiểu được vĩnh hằng giới có 12 thế lực lớn, theo thứ tự là một phủ, hai thành, ba tông, sáu tộc. Một phủ chính là Tiên Phủ, hai thành chính là Bạch Đế Thành, Kiếm Thiên Thành, ba tông lại là Vũ Tông, Thần Vũ Tông, cùng với Thiên Vũ Tông. Thật ra ba tông này đã từng là một tông, bởi vì nội bộ mâu thuẫn ầm ĩ cho nên phân chia thành ba tông. Một điều đáng để nói là ba tông đều thờ cùng một người. Mà sáu tộc lại là Thủy Nguyên tộc, Nam Ly tộc, Bắc Xuyên tộc, Hàn Uyên tộc, Lạc Ly tộc, cùng với Việt tộc. Sáu tộc này đều là gia tộc, Thủy Nguyên là một dòng họ, Bắc Xuyên, Hàn Uyên cùng với Lạc Ly đều là một dòng họ. Bọn họ đến từ vũ trụ khác nhau, cũng đã từng là bá chủ siêu cấp trong vũ trụ của mình. Những thế lực này đã từng không ngừng thăm dò vũ trụ, thăm dò bầu trời sao, cuối cùng, bọn họ ở lại vĩnh hằng giới. Bởi vì đối diện vĩnh hằng giới chính là vĩnh hằng vũ trụ. Nơi đó là mục tiêu của bọn họ. Ban đầu, tuy các thế lực lớn trong vĩnh hằng giới thỉnh thoảng có mâu thuẫn nhưng vẫn luôn bình an không sao, cũng không ai chủ động gây chuyện. Mà bây giờ, sau khi Dương Diệp hắn đến, vĩnh hằng vũ trụ này đã thay đổi. Trong mấy thế lực lớn này, Bạch Đế Thành cùng với ba tông sáu tộc đều đang tìm Dương Diệp hắn, để tranh đoạt hồng mông tháp, cây bồ đề, búa hồng hoang khai thiên. Ai cũng muốn mấy món thần vật này làm của riêng. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Chuyện còn muốn nghiêm trọng hơn hắn tưởng, trừ khi hắn giao ra hồng mông tháp cùng cây bồ đề cùng với búa hồng hoang khai thiên, nếu không hắn sợ rằng phải gặp tai ương. Nhưng cho dù hắn bằng lòng giao ra, sợ rằng những thế lực này cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Đối với những người này, bọn họ sẽ không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Chỉ cần Dương Diệp hắn sống thì chính là tai họa ngầm. Qua rất lâu, Dương Diệp nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Nam Ly Mộng ký tên phía sau các thế giới là ai vậy? Bạch Chỉ Tiên khẽ nói. Đó là một thiên tài của Nam Ly gia, cũng là đã từng là người đứng thứ ba trên bảng xếp hạng thần vũ bảng của Vĩnh Hằng giới. Là thiên chi kiêu nữ 10 vạn năm có một của Nam Ly gia. Cũng là niềm tự hào của Nam Ly gia. Nếu như không có nữ tử này, bây giờ vĩnh hằng giới sợ rằng đã sớm không còn Nam Ly gia. Thần Vũ Bảng. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, nếu như ta đi sắp xếp, có thể xếp thứ mấy? Ngươi. Bạch Chỉ Tiên cong khóe miệng có chút châm chọc. Sợ ngươi tu luyện 1 vạn năm cũng không vào được. Dương Diệp. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Dương Diệp, không nói nữa. Bầu không khí ở đó đột nhiên yên tĩnh. Đúng lúc này, Dương Diệp cầm kiếm trong tay cắm xuống đỉnh đầu của Bạch Chỉ Tiên. Giết! Hắn dĩ nhiên phải giết. Dương Diệp hắn cũng không não tàn, nếu như bây giờ không giết nữ tử này, chờ nữ tử này khôi phục sẽ giết chết hắn. Về phần chinh phục nữ nhân gì đó, chỉ kẻ não tàn mới có suy nghĩ này. Đương nhiên, nếu như ngủ với nữ nhân này sẽ khăng khăng một mực theo hắn, hắn không ngại hy sinh một chút. Đáng tiếc, loại chuyện này chỉ có ở trong tiểu thuyết nghĩa hiệp. Giết! Giết hoàn toàn không do dự. Một kiếm này của Dương Diệp nhanh đến cực hạn, nhưng khi kiếm của hắn cách đỉnh đầu Bạch Chỉ Tiên chỉ còn chưa đến nửa tấc lúc, đột nhiên, cả người Bạch Chỉ Tiên trực tiếp nổ tung ra, trong phút chốc, một lực lượng cường đại chấn động ra, lập tức đánh Dương Diệp ra xa mấy nghìn trượng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy linh hồn của Bạch Chỉ Tiên hóa thành một ánh sáng u ám biến mất ở cuối chân trời. Cùng lúc đó, một giọng nói từ phía chân trời xa xôi truyền tới. Dương Diệp, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác sẽ trả lại gấp vạn lần.
Khi lời nói này vừa dứt, Dương Diệp đã hoàn toàn không cảm giác được khí tức của đối phương. Ở đó, sắc mặt Dương Diệp thâm trầm. Tự nổ. Hắn không ngờ được Bạch Chỉ Tiên tự nhiên cho nổ thân thể của mình. Cơ thể tự nổ, có thể nói là nguyên khí đặc biệt bị tổn thương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bạch Chỉ Tiên chờ hắn động thủ mới tự nổ, mà không phải làm ngay lúc đầu. Bởi vì cho dù là nàng nếu không vào thời điểm vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn hy sinh thân thể của mình. Tuy là cường giả đến cấp bậc như nàng, nếu muốn tạo lại cơ thể là một chuyện đơn giản, nhưng tự nổ cơ thể sẽ dẫn tới tổn thương nguyên thần cùng với linh hồn. Thực lực sẽ giảm mạnh. Có thể nói một khoảng thời gian trong tương lai, cho dù Bạch Chỉ Tiên khôi phục lại cơ thể thì thực lực cũng không lớn bằng lúc trước. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lập tức biến mất. Một đường kiếm quang đột nhiên tiến vào trong đầm nước sâu trong núi. Suy! Tất cả đầm nước trực tiếp bị tách ra. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, một cái đầu từ trong đầm nước nổi lên. Người này chính là Dương Diệp. Chữa thương. Trước đó đánh với Bạch Chỉ Tiên một trận, nguyên khí của hắn cũng bị tổn thương nặng nề. Nhờ Hồng Mông Tử Khí trị liệu, không đến nửa canh giờ, thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Sau khi thương thế lành, Dương Diệp đi ra khỏi đầm nước và ngẩng đầu nhìn về phía nam, ánh mắt dần dần lạnh đi. Thủy Nguyên tộc, An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh lại ở trong tay của Thủy Nguyên tộc. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không lập tức lại đi tới Thủy Nguyên tộc. Bây giờ hắn có nhiệm vụ thiết yếu là làm vững chắc cảnh giới của bản thân mình, làm cho sát đạo của mình càng cường đại hơn. Về phần An Nam Tĩnh, hắn biết rõ Thủy Nguyên tộc sẽ không giết An Nam Tĩnh, chỉ cần Dương Diệp hắn còn sống, ba món thần vật Hồng Mông Tháp này vẫn ở trong tay hắn, Thủy Nguyên tộc sẽ không động tới An Nam Tĩnh. Mà nếu như hắn đã chết, hoặc ba món thần vật không ở trên người hắn, như vậy An Nam Tĩnh có khả năng sẽ giữ nhiều lành ít. Cho nên chỉ cần hắn không xảy ra chuyện gì, An Nam Tĩnh tạm thời an toàn. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Cảnh giới vững chắc. Việc cấp bách của hắn bây giờ chính là làm vững chắc cảnh giới của bản thân mình, làm cho mình thích ứng với tổ cảnh. Trong lúc, khí tức quanh người Dương Diệp một hồi mạnh mẽ, một hồi lại yếu ớt, cực kỳ không ổn định, cứ như vậy rằng co trong thời gian 3 ngày, khí tức của hắn mới dần dần bình tĩnh lại. Sau khi cảnh giới được vững chắc, Dương Diệp đi tới trước cây bồ đề. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trước cây bồ đề, sau đó khẽ nói. Ta muốn giết người. Cây bồ đề đột nhiên run rẩy. Dương Diệp khẽ cười. Không tại sao cả, chỉ là đơn thuần muốn giết người. Ong! Lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, linh của kiếm thủ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Linh của kiếm thủ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Sát đạo vi phạm thiên đạo, từ xưa đến nay, người thích giết chóc đều không có kết quả tốt. Thiên đạo! Dương Diệp mỉm cười. Ngươi nói cho ta biết cái gì là thiên đạo đi. Thiên mệnh. Linh của kiếm thủ trầm giọng nói. Trong U Minh, tất cả đều có số phận định trước, ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Ta chỉ hỏi một câu, bây giờ ba tông sáu tộc muốn giết Dương Diệp ta, diệt người thân của ta, giết bạn thân của ta, đoạt bảo vật của ta, ngươi có thể bảo thiên mệnh đi ra quản, chủ trì công đạo không? Linh của kiếm thủ im lặng. Dương Diệp đi tới trước mặt linh của kiếm thủ. Sau đó khẽ vuốt gương mặt linh của kiếm thủ. Người sống cả đời, đừng nói thiên mệnh hư vô mờ mịt, ngay cả chí thân của ngươi cũng sẽ không giúp ngươi. Chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta. Nói đến đây, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giết chóc chỉ vì sống sót, mà ta lựa chọn giết chóc là bởi vì nó có thể khiến cho ta càng trở nên cường đại hơn, cũng có thể làm cho ta sống tốt hơn. Ngoài việc đó ra, ta không có con đường nào khác để đi. Nếu muốn sống thì phải giết. Dứt lời, toàn thân Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một ánh sáng đỏ, sát ý vô cùng vô tận không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau đó vây quanh cơ thể hắn. Sát ý càng lúc càng mạnh, mạnh mẽ đến cực hạn của sát ý tổ cảnh. Nhưng chẳng bao lâu, những sát ý này đều biến mất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Trước mặt Dương Diệp, trong mắt linh của kiếm thủ có phần phức tạp. Sát đạo vững chắc, ý cảnh vô hình. Người sáng tạo ra đạo của riêng mình. Chúc mừng. Vèo. Đúng lúc này, cây bồ đề trước mặt Dương Diệp đột nhiên bao phủ lấy Dương Diệp. Trong phút chốc, tất cả lời nói và việc làm của Dương Diệp trước đó đều được cây bồ đề ghi lại. Rất nhanh, ở trong từ điển của cây bồ đề có thêm mấy chữ, đạo giết chóc.
người sáng lập, Dương Diệp. Đạo giết chóc. Đây là ra một loại đạo do Dương Diệp tự mình chế tạo ra, hắn có suy nghĩ của riêng mình, có tín niệm của mình về đạo này, đồng thời hắn hoàn thiện đạo này. Cũng chính bởi vì vậy, sát ý của hắn lại được tăng cường. Mặc dù không có đột phá tổ cảnh, đạt được nói sát ý cấp bậc chân cảnh, nhưng có thể nói là cho dù ở vĩnh hằng giới này cũng tìm không ra mấy sát ý mạnh hơn Dương Diệp hắn. Sát ý tổ cảnh đỉnh phong. Sau này, mỗi lần hắn giết một người, chỉ cần không vi phạm bản tâm, không loạn tâm trí của mình, sát ý của hắn sẽ mạnh mẽ hơn một phần, cảnh giới cũng sẽ tăng thêm một phần. Đạo. Giống như đạo tổ cùng nho tổ ở Đại Thiên Vũ Trụ trước đây, sở dĩ nguyên nhân khiến hai người mạnh hơn mấy vị lão tổ khác chính là bọn họ kiên trì với đạo của mình, tuy nhiên giống như hư linh nữ nói, quá mức kiên trì lại thành chuyện xấu. Giống như hắn bây giờ, nếu như hắn vì sát đạo đi giết người, vậy sẽ vi phạm bản tâm, cứ như vậy thì trái lại được một mất mười. Nói chung, bây giờ ở Dương Diệp xem ra giết người cũng cần phải chú ý. Có lúc sát niệm lên có thể tàn sát trăm vạn, nhưng có lúc lại không thể giết loạn một người. Nói tóm lại làm người không thẹn với lòng là được, chỉ cần không thẹn với lòng có giết trăm vạn người cũng ngại gì. Sau khi tâm niệm đã hiểu rõ, Dương Diệp vui vẻ thoải mái hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía linh của kiếm thủ trước mặt. Chúng ta đi thôi, đi gặp đại lão kia một chút. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Linh của kiếm thủ im lặng một lát, sau đó hóa thành một tia kiếm quang đi theo. Ở bên trong Hồng Mông Tháp, nói chính xác là tầng thứ 7, tầng này cũng không phải do Hồng Mông Tháp chủ động mở ra, mà là Tiểu Bạch mở ra. Về phần Tiểu Bạch làm thế nào mở ra được, vậy chỉ có một mình Tiểu Bạch biết thôi. Trong tầng thứ 7 là một nơi hư vô, thế giới này không có linh khí, không có không khí, không có bất kỳ vật chất gì, chỉ là một mảnh tĩnh mịch. Khi Dương Diệp đi tới nơi này, hắn nhìn thấy một vật nhỏ quen thuộc. Vật nhỏ này chính là Tiểu Bạch. Giờ phút này, Tiểu Bạch đang không ngừng nhảy nhót, mà ở trong móng vuốt của nàng đang cầm một cái búa nhỏ mờ ảo. Rất nhỏ, không lớn hơn móng vuốt của nàng là bao. Phía xa, Tiểu Bạch cầm cái búa nhỏ này không ngừng nhảy nhót, thỉnh thoảng vung móng nhỏ lên. Một lát sau, Tiểu Bạch phát hiện ra Dương Diệp, ánh mắt nàng sáng lên, sau đó nhảy đến trước mặt Dương Diệp và tuét miệng cười. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía xa. Tiền bối nếu có việc gì cần xin cứ nói thẳng, chỉ cần đủ khả năng, vãn bối nhất định sẽ không từ chối. Qua rất lâu, một giọng nói vang lên ở trong không trung, quá yếu. Dương Diệp. Lúc này, âm thanh này lại nói. Trước Đại Thiên Vũ Trụ có một nữ nhân, nếu ngươi có thực lực của nàng thì có thể trợ giúp ta phá phong ấn, nhưng ngươi không có. Hư Linh Nữ. Dương Diệp biết búa Hồng Hoang Khai Thiên nói tới Hư Linh Nữ. Có thực lực của Hư Linh Nữ. Dương Diệp cay đắng cười. Xem ra, ta bất lực rồi. Nói đến đây, hắn do dự một lúc, sau đó lại nói. Nếu như tiền bối thoát khỏi sự vây khốn, không biết. Ngươi sợ à? Âm thanh này đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Hơi sợ, tiền bối có thực lực mạnh như vậy, nếu như đi ra gây bất lợi cho vãn bối chẳng phải sẽ chết chắc sao? Sau đó thì sao? Âm thanh này nói. Dương Diệp nói. Hy vọng có thể giúp được tiền bối, sau này, chúng ta bình an không sao? Ở đó, một uy áp đáng sợ đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, trong phút chốc. Khóe miệng Dương Diệp trực tiếp tràn ra một tia máu tươi. Ở trước mặt hắn, Tiểu Bạch ngây người. Loài người. Giọng nói này lạnh lùng vang lên. Trước đây nếu không phải ta tin tưởng Thủy Nguyên tộc, ta cũng không đến mức rơi vào tình cảnh như vậy. Sau này, ta cũng sẽ không tin bất cứ người nào. Ta. Ngươi tin Tiểu Bạch sao? Dương Diệp đột nhiên cắt ngang lời búa Khai Thiên nói. Búa Hồng Hoang Khai Thiên im lặng. Một lát sau. Âm thanh này lại vang lên ở trong không trung. Tin. Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm. Mà nàng tin ta. Ở đó im lặng một lát sau, âm thanh này lại nói. Chúng ta hợp tác, chúng ta đều có lợi. Ngươi muốn mượn lực lượng trợ giúp của ta, hoặc nói ngươi muốn lợi dụng ta, đúng không? Âm thanh này nói. Dương Diệp nói. Chúng ta lợi dụng lẫn nhau, không phải sao? Một lát sau, giọng nói kia nói. Người phong ấn ta, ngoại trừ tháp này còn có một trận pháp, tháp này hiện tại đã không uy hiếp được ta,
trận pháp kia là do 9999 tòa trận pháp nhỏ tập trung thành, nếu ta mạnh mẽ phá trận, trận pháp nơi đây sẽ lập tức tự nổ, cùng ta đồng quy vu tận. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Nguyên giới ấn là một trong năm đại thánh khí, cũng là khắc tinh của trận pháp, có thể phá vạn trận chư thiên, nếu nắm giữ trận ấn này, lấy trận ấn này làm trụ cột bày ra trận pháp, uy lực sẽ rất khủng khiếp. Ta cần vật ấy. Dương Diệp liếc nhìn phía xa và không nói gì. Một lát sau, này búa khai thiên lại nói. Ba lần, ta có thể trợ giúp ngươi ba lần. Vật ấy ở đâu? Dương Diệp hỏi. Nó đã từng bị thủy nguyên tộc mang đi, bây giờ ta không biết. Búa khai thiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Nói xong, hắn xoay người dẫn theo Tiểu Bạch lập tức biến mất. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp và đứng bên cạnh đầm nước, ngẩng đầu nhìn về phía nam, bên kia chính là phương hướng của thủy nguyên tộc. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Lần này, mục tiêu của hắn chính là thủy nguyên tộc. Hắn không biết nhiều về thực lực của thủy nguyên tộc, đương nhiên có một điểm không nghi ngờ chính là thủy nguyên tộc tuyệt đối rất mạnh. Ngay cả bất tử tộc còn không sợ, có thể tưởng tượng được bọn họ cường đại thế nào. Mà cho dù mạnh mẽ nữa thì hắn cũng muốn đi. Bởi vì An Nam Tĩnh ở đó. Tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn, mà vào lúc này, không gian cách Dương Diệp không xa đột nhiên chấn động, Dương Diệp lập tức ngừng lại, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Ở đó đột nhiên xuất hiện một mặt người mờ ảo. Là mặt của một lão già. Dương Diệp nhíu mày khi nhìn thấy gương mặt này. Bởi vì hắn căn bản không quen biết người này. Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lão già lạnh lùng cười. Rất tốt, ngươi có một số bằng hữu ở trong tay ta. Nếu như ngươi không muốn bọn họ có việc gì thì trong vòng 3 ngày, ta phải nhìn thấy ngươi ở trong Lạc Vân Sơn Mạch bên ngoài Vũ Tông. Qua 3 ngày, cứ cách 1 giờ, ta sẽ giết một người đến khi ngươi xuất hiện mới thôi. Vừa dứt lời. Gương mặt đó trực tiếp biến mất. Ở đó, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Chuyện hắn không muốn nhìn thấy nhất vẫn xảy ra. Đám người viên lão vẫn gặp chuyện không may. Tuy hắn đã dự đoán được đám người viên lão có thể sẽ gặp chuyện không may, nhưng trong lòng hắn vẫn mong chuyện đó không xảy ra. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, cuối cùng hắn quyết định đi tới Vũ Tông trước. Thủy nguyên tộc chỉ có An Nam Tĩnh là một lợi thế, chỉ cần Dương Diệp hắn không xảy ra chuyện gì. Ba món thần vật vẫn ở trong tay hắn, thủy nguyên tộc sẽ không gây bất lợi cho An Nam Tĩnh, nhưng bên Vũ Tông này lại khác. Đám người viên lão đều ở trong tay Vũ Tông, nếu như hắn không đi, Vũ Tông nhất định sẽ giết mấy người để ép Dương Diệp hắn. Những người này, ngoại trừ đám người minh nữ ra, còn có đám người tộc nhân của Tần Xuyên, nếu như Dương Diệp hắn không thể bảo vệ tốt những người này, hắn có thể làm những huynh đệ đã chết vì hắn phải thất vọng không? Còn có đám người thiên nữ nữa. Những người này đều bị hắn làm liên lụy. Vũ Tông. Tông môn của Vũ Tông nằm ở trên ngọn núi lớn cao vút trong mây, xung quanh là vô số dãy núi. Chưa đến một ngày, Dương Diệp liền đi tới Lạc Vân Sơn Mạch, hắn vừa đến, một lão già liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ánh mắt Dương Diệp nhìn bụng của lão già này, bởi vì hắn cảm nhận được ở đó một khí tức kiếm ý quen thuộc. Lão Phu là phó tông chủ của Vũ Tông. Lão già khẽ nói. Dương Diệp, đồ đâu? Dương Diệp liếc nhìn lão già, sau đó nói. Người của ta đâu? Lão già cười lạnh. Người có tư cách cò kè mặc cả cùng lão phu sao? Dương Diệp, trong 3 hơi thở, nếu không giao ra 3 món thần vật này, lão phu giết sạch bằng hữu của ngươi trước sau đó giết tới ngươi, làm cho ngươi. Ong! Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Trong phút chốc, lão già này đột nhiên biến sắc. Bởi vì giờ phút này Dương Diệp đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp bổ mạnh về phía đầu hắn. Lão già cũng không ngờ được Dương Diệp tự nhiên lại trực tiếp ra tay. Điều này hoàn toàn không đúng theo kịch bản của hắn. Lão già tuyệt đối không lựa chọn né tránh, bởi vì hắn thấy một huyền giả tổ cảnh căn bản tạo không ra bất cứ uy hiếp gì cho mình, như vậy cũng giống như một người nhìn thấy một con kiến đi qua bên chân, người này sẽ cảm thấy con kiến này có uy hiếp với hắn sao? Ở trong mắt cường giả đạo chân cảnh, dưới đạo chân cảnh đều là kiến hôi. Nhưng khi kiếm của Dương Diệp hạ xuống, trong nháy mắt đó vẻ mặt lão già thay đổi.
trong mắt lão già đầy vẻ khó tin, còn cả hoảng sợ. Kiếm vực. Dương Diệp lại một lần nữa thi triển ra kiếm vực, lần này, kiếm vực này có sát ý tổ cảnh đỉnh phong gia tăng, lại tăng thêm bây giờ hắn đã là tổ cảnh, có thể nói uy lực một kiếm này của hắn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Một kiếm này, đừng nói lão già này đã từng bị Tiêu Dao Tử làm cho bị thương nặng, cho dù là thời kỳ hắn hoàn toàn khỏe mạnh cũng không có khả năng dễ dàng đỡ được một kiếm này của Dương Diệp, hơn nữa lúc này lão già còn khinh địch. Bởi vậy, hắn chỉ có thể vội vàng đi ngăn cản một kiếm này của Dương Diệp. Một khí thế khủng khiếp từ trong cơ thể của lão già kia cuốn ra ngoài, nhưng khí thế này mới vừa xuất hiện liền trực tiếp bị một kiếm kia của Dương Diệp chém thành hư vô. Một bóng người lập tức bay ra ngoài. Bóng đen này chính là lão già kia, mà giờ phút này, cơ thể của lão già kia đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn linh hồn hắn đang muốn chạy trốn, tuy nhiên một thanh kiếm lại trực tiếp nằm ngang trên cổ linh hồn hắn. Biểu tình của lão già lập tức khó coi. Dương Diệp nhìn thẳng vào lão già. Các bằng hữu của ta đâu? Lão già nhìn chằm chằm Dương Diệp và không nói gì. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Dương Diệp, nơi này là Vũ Tông, nếu ngươi dám động vào hắn, Vũ Tông ta nhất định. Kiếm của Dương Diệp đột nhiên chém xuống. Suy, linh hồn của lão già kia lập tức hóa thành hư vô. Dương Diệp xoay người và nhìn về phía Vũ Tông, trong mắt đầy vẻ dữ tợn. Lão tử không đàm phán, không chịu uy hiếp, nếu như bọn họ có việc, lão tử sẽ không tha cho của chó gà của Vũ Tông của ngươi. Một sát ý đột nhiên phóng lên cao, trong phút chốc, cả chân trời hoàn toàn đỏ như máu. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, trong thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh. Không đàm phán, không chịu bị uy hiếp. Dương Diệp không phải không quan tâm tới đám người Viên lão, mà nếu như hắn lựa chọn đàm phán cùng Vũ Tông, như vậy hắn cùng đám người Viên lão có khả năng đều phải chết. Bởi vì nếu như Vũ Tông muốn hắn đầu hàng, hắn có đầu hàng không? Đầu hàng, bọn họ đều phải chết, những thế lực lớn sẽ không để lại hậu hoạn, lại không biết nhân từ, không đầu hàng, Vũ Tông nhất định sẽ lấy tính mạng đám người Viên lão ra áp chế, khi đó hắn tuyệt đối bị động. Thậm chí bị Vũ Tông quản chế. Bởi vậy, hắn phải đổi bị động làm chủ động. Muốn chết cũng được, mọi người cùng nhau chết. Đây là thái độ hắn cho Vũ Tông. Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nam tử trung niên đứng lơ lửng ở trên bầu trời, chắp hai tay sau lưng, khí tức toàn thân nội liếm, không nhìn rõ cảnh giới thế nào. Nam tử trung niên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, đến từ cùng một vũ trụ với thủy nguyên tộc sao? Dương Diệp khẽ nói, phải. Nam tử trung niên đi tới cách Dương Diệp một trượng. Nếu như ta không đoán sai, ba món thần vật này chắc còn ở trên người ngươi, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Đúng, thế nào, ngươi có muốc không? Nam tử trung niên lắc đầu. Không muốn. Sao? Hai mắt Dương Diệp híp lại, không hiểu. Lúc này, nam tử trung niên vung tay phải lên, trong phút chốc, một đám người xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đám người kia chính là đám người Viên lão, mà giờ phút này, đám người Viên lão đều bị hạ cấm chế, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Nhưng thật may bọn họ đều không có chuyện gì. Dương Diệp liếc nhìn đám người Viên lão, sau đó nhìn về phía nam tử trung tuổi kia. Ngươi có ý gì? Nam tử trung niên nói. Các ngươi có thể đi. Dương Diệp nhíu mày và đang muốn nói, nam tử trung tuổi kia đã biến mất. Dương Diệp nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Đúng lúc này, Viên lão đi tới trước mặt của hắn. Hắn muốn mượn đao giết người. Dương Diệp nhìn về phía Viên lão khẽ nói. Rời khỏi nơi này trước. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo mọi người trực tiếp biến mất. Sau khi đám người Dương Diệp rời đi, nam tử trung tuổi kia lại xuất hiện ở đó, hắn liếc nhìn theo phương hướng Dương Diệp rời đi, sắc mặt không hề thay đổi. Lúc này, một lão già xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên. Hơi thi lễ. Tông chủ, vì sao lại làm vậy? Nam tử trung niên khẽ nói. Có ai không muốn ba món thần vật này, nhưng cũng bởi vì người muốn quá nhiều, nên Vũ Tông ta không thể muốn. Nếu muốn sẽ là tai họa. Tuy nhiên, mặc dù Vũ Tông ta không thể nhận, ngược lại có thể tiết lộ hành tung của người này cho thần Vũ Tông cùng Thiên Vũ Tông, ta nghĩ bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú. Lão già hơi thi lễ. Tông chủ cao minh, chỉ là phó tông chủ. Hắn đáng chết. Tông chủ của Vũ Tông khẽ nói.
hắn tuyệt đối không chỉ gọi Dương Diệp này tới tông môn Vũ Tông, mà gọi tới đây, hiển nhiên là muốn giết người đoạt bảo, chiếm làm của riêng. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp này, cũng đánh giá thấp can đảm của đối phương. Nói đến đây, sắc mặt hắn trầm xuống, sau đó lại nói. Ta cũng đánh giá thấp hắn. Lão già nói. Người này so với thiên tài Vũ Hiên Minh của Vũ Tông ta thế nào? Tông chủ của Vũ Tông khẽ lắc đầu. Hiên Minh thua, người này khống chế đối với vực còn hơn cả cường giả đạo chân cảnh. Sát ý này cũng rất mạnh mẽ. Nói đến đây, trên mặt hắn cười sâu xa. Thần Vũ Tông cùng Thiên Vũ Tông sẽ có niềm vui bất ngờ. Dương Diệp dẫn theo đám người Viên Lão rời khỏi phạm vi thế lực của Vũ Tông và ngừng lại ở trên một bình nguyên. Hắn xoay người nhìn về phía đám người Viên Lão. Các ngươi không sao chứ? Viên Lão cười gượng. Không có việc gì, chỉ là lại mang tới thêm phiền toái cho ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Đều là người một nhà, không cần nói những lời này làm gì. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người thiên nữ. Đại tỷ, tiếp theo các tỷ có tính toán gì không? Thiên nữ im lặng một lát, sau đó nói. Tỷ muội chúng ta muốn đi du lịch Vĩnh Hằng Giới. Còn có ta nữa. Lúc này, Tư Đồ Thính Vân cũng đứng dậy, giờ phút này Tư Đồ Thính Vân đeo trường kiếm lộ ra tư thế oai hùng hiên ngang. Dương Diệp nhìn Tư Đồ Thính Vân. Không để ở lại bên cạnh ta sao? Tư Đồ Thính Vân lắc đầu. Ta muốn đi tìm kiếm đạo của mình, theo ngươi thì thực lực của ta có lẽ sẽ tăng trưởng rất nhanh, nhưng ta không muốn đi con đường của ngươi, ta muốn đi con đường kiếm đạo của bản thân ta. Trên mặt Dương Diệp tươi cười tán thưởng. Rất tốt. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra, một tia ánh sáng trắng tiến vào giữa chân mày của Tư Đồ Thính Vân. Tư Đồ Thính Vân không hiểu nhìn Dương Diệp nói. Còn đây là hiểu biết của ta đối với kiếm vực, hy vọng có một ngày có thể giúp đỡ ngươi. Tư Đồ Thính Vân đi tới trước mặt Dương Diệp và nhìn hắn rất lâu, cuối cùng, nhoẻn miệng cười. Đại ca, thật ra ngươi thật sự là người tốt, đợi kiếm đạo của ta thành công, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ngươi nhớ chờ ta đấy. Vừa dứt lời, nàng xoay người hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao, trong chớp mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nhìn nơi Tư Đồ Thính Vân biến mất, Dương Diệp lắc đầu cười. Nhà đầu kia, chúng ta cũng đi đây. Lúc này, đám người thiên nữ đi tới. Dương Diệp nhìn về phía đám người thiên nữ và do dự một lúc mới khẽ nói. Bảo trọng, huyết nữ đi tới trước mặt Dương Diệp. Đưa tay khẽ xoa đầu Dương Diệp và nói. Bảo trọng. Nói xong, nàng cùng đám người thiên nữ xoay người rời đi. Nhìn đám người thiên nữ rời đi, Dương Diệp có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu, hắn lắc đầu và thu hồi mạch suy nghĩ, quay đầu lại nhìn về phía Dương Liêm Sương. Liêm Sương, nàng thì sao? Dương Liêm Sương do dự một lúc, sau đó nói. Ta muốn về quê cũ một chuyến. Quê cũ? Dương Diệp hơi ngẩn người, sau đó nói. Xa lắm sao? Dương Liêm Sương nói. Rất xa. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Tạm thời khoan hãy đi, sau này nếu có thời gian, ta sẽ tiễn nàng một đoạn đường, được không? Dương Liêm Sương có chút do dự, lúc này, Dương Diệp lại nói. Ta còn có rất nhiều chuyện cần nàng cùng Viên Lão giúp đỡ. Dương Liêm Sương suy nghĩ một hồi, sau đó khẽ gật đầu. Cũng tốt, dù sao ta cũng không vội. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một đám người cách đó không xa, đám người kia chính là người thân của Tần Xuyên, những người này cũng là người thân của Dương Diệp hắn. Ta dẫn theo bọn họ đi ẩn nấp. Lúc này, Viên Lão khẽ nói. Ngươi thấy thế nào? Dương Diệp nói. Ta đang có ý đó. Hắn có từng nghĩ sẽ thu những người này vào bên trong Hồng Mông Tháp, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định không làm như vậy. Theo hắn làm vậy rất nguy hiểm, bởi vì bây giờ rất nhiều thế lực cùng cường giả đều đang để mắt tới hắn, nếu như những người này theo hắn sẽ chỉ bị hắn liên lụy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn để cho đám người thiên nữ rời đi. Mà sở dĩ thiên nữ phải đi, thật ra còn có một nguyên nhân, chính là không muốn liên lụy tới Dương Diệp. Thực lực của các nàng cũng không yếu, nhưng Dương Diệp đáng sợ nhất là khi hắn chỉ có một mình. Khi đó hắn không cần lo lắng. Tuyệt đối sẽ làm cho những thế lực của Vĩnh Hằng Giới này phải đặc biệt đau đầu. Lúc này, một nam tử trung niên đi tới trước mặt Dương Diệp, đó chính là phụ thân của Tần Xuyên. Bá phụ! Dương Diệp khẽ nói.
tay phải của phụ thân Tần Xuyên vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp. Ngươi không cần áy náy, ngươi đã làm đủ nhiều rồi. Xuyên Nhi có huynh đệ như ngươi, ta cũng thấy kiêu ngạo, đặc biệt kiêu ngạo, cả đời tiểu tử này luôn cười đùa, kết giao với một đám bằng hữu xấu, nhưng hắn không nhìn lầm người, không nhìn lầm người. Nói xong lời cuối cùng, nước mắt hắn đã tuôn rơi. Ánh mắt Dương Diệp đảo qua mọi người ở đó, những người trước mặt hắn, dẫn đầu có phụ thân của Tần Xuyên, phụ thân Vu Tịnh cùng với phụ thân của Linh, lúc này, trên mặt những người này đều đầy nước mắt. Đám người Tần Xuyên đều là thiên tài siêu cấp ở trong gia tộc của mình, có thể nói bọn họ là hy vọng của mỗi gia tộc, nhưng vì Dương Diệp hắn, những người này đều lựa chọn đi chịu chết. Thật sự là chịu chết. Bởi vì đó là một cuộc chiến đấu căn bản không có phần thắng. Nhưng tất cả bọn họ đều đi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên thi lễ sâu với mọi người. Các ngươi là người thân của huynh đệ Dương Diệp ta, chính là người thân của Dương Diệp ta, chỉ cần ta còn sống sẽ không để cho các ngươi có việc gì. Nói xong, hắn nhìn về phía Viên Lão cùng Dương Liêm Sương. Bọn họ lại nhờ cậy hai vị. Viên Lão khẽ gật đầu. Chúng ta thì không sao, với các thế lực của Vĩnh Hằng Giới, chúng ta không có bất kỳ giá trị gì, ngược lại ngươi. Tuyệt đối phải cẩn thận. Dương Diệp cười nói. Tất nhiên rồi. Viên Lão do dự một lúc, sau đó lại nói. An cô nương nàng gặp chuyện không may sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Viên Lão khẽ thở dài. Ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn dẫn theo mọi người phía sau xoay người rời đi. Rất nhanh, ở đó chỉ còn một mình A-man. Man tỷ có việc gì sao? Dương Diệp nói. A-man vung quyền đánh vào trước ngực Dương Diệp. Sống cho tốt đấy. Vừa dứt lời, nàng xoay người biến mất ở cuối chân trời. Sống cho tốt. Dương Diệp cười tự giễu. Không phải dễ dàng như vậy đâu. Nói xong, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một đường kiếm quang, thoáng cái, đường kiếm quang này đã biến mất ở cuối chân trời. Sau nửa canh giờ, ở trong một đám mây, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn xuất hiện một nam tử trung niên mặc áo bào sa hoa, trong tay của cầm một thanh trường kiếm dựng thẳng ở bên lưng, chỗ mũi kiếm phát ra ánh sáng sắc bén. Kiếm tu. Hơn nữa còn là một cường giả tổ cảnh. Nam tử trung niên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Tại hạ Nam hộ pháp của thần Vũ Tông, Kiếm Khan, nhận lệnh của tông chủ đến đây đòi các hạ ba món thần vật. Thần Vũ Tông. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Đó là đồ của ta. Ngươi nói sai rồi, Kiếm Khan khẽ lắc đầu. Từ xưa đến nay, thần vật thuộc về cường giả, tuy lúc ba món thần vật này đó ở trong tay các hạ, nhưng điều này không có nghĩa là bọn chúng thuộc về các hạ. Nếu như các hạ bằng lòng giao ra ba món thần vật này, tại hạ sẽ xoay người rời đi, tuyệt đối không làm khó dễ các hạ. Nếu như ta không bằng lòng thì sao? Dương Diệp nói. Kiếm Khan im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Vậy hãy để cho tại hạ tiễn các hạ đi an nghỉ. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, Kiếm Khan kia chợt biến sắc, trong mắt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng, thoáng cái, kiếm bên hắn đột nhiên biến mất. Ong ong. Ở đó đột nhiên vang lên hai tiếng kiếm ngân chói tai. Trong phút chốc, trong thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh. Phía sau Kiếm Khan, Dương Diệp lau vết máu tươi trên thân kiếm. Ta vốn định đấu cùng ngươi thêm mấy chiêu, đáng tiếc, nữ nhân của ta còn chờ ta đi cứu, cho nên chỉ có thể oan ức để ngươi chết sớm một chút. Vừa dứt lời. Suy. Cơ thể Kiếm Khan kia đột nhiên tách ra, máu tươi kèm theo ngũ tạng rơi xuống đầy đất. Dương Diệp thu hồi kiếm và xoay người rời đi. Thật ra, trong lòng Dương Diệp còn muốn đấu cùng Kiếm Khan kia thêm mấy chiêu, hắn muốn xem thử thành tựu kiếm đạo của đối phương thế nào, nhưng giống như hắn nói, bây giờ hắn không muốn lãng phí thời gian. Một kiếm. Cuối cùng chỉ một kiếm. Bây giờ sát chiêu chân chính của hắn cũng không phải vật gì bên ngoài, mà là kiếm vực cộng thêm sát ý tổ cảnh đỉnh phong, đừng nói cường giả tổ cảnh, cho dù là cường giả đạo chân cảnh cũng có thể chém giết. Phải biết rằng bây giờ hắn đã là tổ cảnh. Thực lực của hắn bây giờ đã có sự nhảy vọt về chất. Sau khi Dương Diệp rời đi không lâu, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở chỗ Dương Diệp vốn đứng. Nam tử trung niên liếc nhìn cơ thể Kiếm Khan cách đó không xa rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại, truyền âm nói. Chúng ta đã đánh giá thấp người này. Kiếm Khan bị một kiếm giết chết trong tích tắc, tuy người này là tổ cảnh nhưng đã có lực chiến đấu đạo chân cảnh.
Qua rất lâu, một giọng nói vang lên ở trong đầu nam tử trung niên. Buông tha. Nam tử trung niên suy nghĩ một lát, sau đó nói. Nếu như tông chủ cùng đại trưởng lão ra tay, lấy thực lực của người này sẽ không có khả năng chống đỡ. Nếu như thần vũ tông ta nhận được ba món thần vật này, chúng ta. Sai rồi. Giọng nói kia đột nhiên vang lên ở trong đầu nam tử trung niên, ngắt lời hắn. Thần vật tuy tốt, nhưng nếu như phải trả giá quá lớn thì không cần cũng được. Người này còn nhỏ tuổi đã nắm giữ thực lực như thế thì quả thật là tài năng hơn người, hắn lại có được ba món thần vật, chứng tỏ người này nắm giữ khí vận lớn. Nếu thần vũ tông ta cứ muốn giết hắn, tương lai người này tất sẽ thành kẻ địch lớn của thần vũ tông ta. Bây giờ của thu tay lại vẫn còn kịp. Nam tử trung niên im lặng rất lâu, sau đó nói. Vậy còn mối thù của Kiếm Khan? Âm thanh này nói. Lần này là do ta sai vì đánh giá thấp thực lực của người này, là ta sơ suất. Kiếm Khan chết, ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sắc mặt nam tử trung niên thoáng biến đổi, vội vàng thi lễ. Thuộc hạ không phải có ý này. Âm thanh này nói. Bắc Phủ, ta biết ngươi cùng Kiếm Khan có giao tình rất tốt, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi lấy tông môn làm đầu. Ta đã nhìn qua người này, hắn có đạo cơ vững chắc lại nắm giữ kiếm vực làm cho lòng ta sợ. Cho dù là ta với đại trưởng lão tự mình ra tay, sợ rằng cũng khó có thể tiêu diệt người này. Đặc biệt đạo của người này là đạo giết chóc, xưa nay đều hiếm thấy người nào lấy giết chóc vì đạo. Nếu như không giết chết được người này, ngày khác thần vũ tông nhất định sẽ bị hắn hủy diệt, người cũng không nên đi tìm hắn báo thù, không cần hại chính mình. Bắc Phủ hiểu rõ thi lễ. Ta hiểu rõ, chỉ là ta cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như thần vũ tông ta thu được ba món thần vật này thì nhất định có thể vượt qua hai tông còn lại. Âm thanh này nói. Có được nó là may mắn của thần vũ tông ta, không có là số phận của thần vũ tông ta, không thể nói là đáng tiếc hay không đáng tiếc. Ngươi trở về đi. Tuân mệnh. Bắc Phủ thi lễ, sau đó biến mất khỏi đó. Sau khi Bắc Phủ biến mất, đột nhiên có một đường kiếm quang xuất hiện ở đó, kiếm quang tản đi, người tới chính là Dương Diệp. Thật ra hắn căn bản không có rời đi. Mà vào lúc này, một giọng nói vang lên ở bên tai Dương Diệp. Các hạ tự tiện. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, sát ý toàn thân đã tản đi, hắn rất nhanh liền biến mất. Ngoài mấy vạn dặm, không biết vì sao trên mặt Bắc Phủ xuất hiện mồ hôi lạnh. Trong đám mây mịt mờ, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh khoảng một canh giờ, đột nhiên cúi đầu nhìn lại. Sau khi do dự một lát, hắn đột nhiên thay đổi tuyến đường, bắn nhanh về phía bên dưới. Kiếm quang hạ xuống đất, Dương Diệp xuất hiện ở trước một thành cổ. Thành này cực lớn, tường thành cũng cao tới mấy trăm trượng, người đứng dưới tường thành thật giống như con kiến. Thành này không phải được làm bằng tảng đá, mà xây dựng lên từ những thanh kiếm. Kiếm thành, đây là một tòa thành dùng kiếm xây lên. Ở ngay phía trên cửa thành này có khắc ba chữ lớn, Kiếm Thiên Thành. Kiếm Thiên Thành, trong mắt Dương Diệp có phần kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một toàn thành được xây dựng bằng kiếm, ngoài việc đó ra, ở trong thành này hắn cảm nhận được kiếm ý rất cường đại. Dương Diệp do dự một lúc mới đi về phía cửa thành, chẳng mấy chốc hắn đi tới trước cửa thành, mà trong chớp mắt khi hắn đi qua cửa thành, một tảng đá lớn ở phía bên phải cửa thành đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng. Dương Diệp kinh ngạc không hiểu nổi. Lúc này, một người thanh niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp sau đó nói. Các hạ là kiếm tu. Dương Diệp khẽ gật đầu. Người thanh niên quay đầu lại liếc nhìn tảng đá lớn kia. Lúc này, trên tảng đá lớn kia xuất hiện một đường ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ càng lúc càng rõ, dần dần chuyển thành màu tím. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vẻ mặt của người thanh niên này lập tức biến đổi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp và thi lễ. Kiếm Thiên Thành hoan nghênh tiền bối đến. Dương Diệp ngây người, sau đó quay đầu lại nhìn về phía tảng đá lớn kia. Đây là... Người thanh niên cung kính nói. Đây là trắc ý thạch của Kiếm Thiên Thành ta, nó có thể cảm nhận được kiếm ý càng mạnh thì phản ứng của nó càng mạnh. Nó hiện lên màu tím. Điều này đại biểu cho kiếm ý của tiền bối chắc hẳn đạt tới tổ cảnh. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi sai rồi, bây giờ ta không có kiếm ý. Sát ý của hắn quả thật đã khôi phục lại, hơn nữa còn mạnh hơn. Nhưng kiếm ý, nói đến cũng buồn cười, hắn đường đường là một kiếm tu nhưng kiếm ý còn không mạnh bằng sát ý. Người thanh niên ngây người, sau đó nói. Không thể nào,
chắc Ý Thạch sẽ không xảy ra sai lầm được, tiền bối. Dương Diệp mỉm cười không nói gì, bước vào trong thành. Hắn nghĩ tới điều gì đó nên đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn về phía người thanh niên này. Ta muốn hỏi thăm chuyện này. Người thanh niên vội vàng đi tới trước mặt Dương Diệp. Tiền bối mời nói. Dương Diệp nói. Người có biết Thủy Nguyên tộc? Thủy Nguyên tộc. Người thanh niên khẽ gật đầu. Đó là một trong 6 tộc, ta có biết một ít, tiền bối muốn biết gì? Dương Diệp nói. Trong Thủy Nguyên tộc có mấy vị cường giả đạo chân cảnh. Hắn là nhất định phải đi tới Thủy Nguyên tộc, tuy nhiên trước đó, hắn cần phải tìm hiểu một chút về thực lực của Thủy Nguyên tộc. Người thanh niên suy nghĩ một lát, sau đó nói. Tại hạ không biết chính xác số lượng cường giả đạo chân cảnh của Thủy Nguyên tộc, tuy nhiên trong tộc bọn họ có 3 vị tương đối nổi danh. Một vị trong đó là linh hư của Thủy Nguyên tộc vừa đạt được đạo chân cảnh không lâu. Người này là thiên tài siêu cấp của Thủy Nguyên tộc, khi chưa đột phá đạo chân cảnh, người này đã có danh tiếng không nhỏ ở Vĩnh Hằng giới. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp. Vị thứ hai là Thủy Nguyên Hình tộc trưởng của Thủy Nguyên tộc. Người này là tộc trưởng của Thủy Nguyên tộc hiện nay, đã là cường giả đạo chân cảnh nhiều năm. Bây giờ, sợ rằng còn mạnh hơn. Vị thứ ba, Dương Diệp nói. Người thanh niên trầm giọng nói. Người này là Thủy Nguyên Đế tộc trưởng trước đây của Thủy Nguyên tộc, năm đó chính là người này dẫn dắt Thủy Nguyên tộc từ Đại Thiên Vũ trụ đến Vĩnh Hằng giới. Khi Thủy Nguyên tộc mới tới Vĩnh Hằng giới có thế lực cực yếu, căn cơ không ổn. Nếu không phải nhờ có người này, năm đó Thủy Nguyên tộc căn bản không có cách nào đặt chân ở Vĩnh Hằng giới. Thực lực của người này thâm sâu khó lường. Thâm sâu khó lường. Hai mắt Dương Diệp híp lại, theo những lời người thanh niên này nói, lại thấy được, người mạnh nhất trong Thủy Nguyên tộc phải là Thủy Nguyên Đế. Mà ngoại trừ Thủy Nguyên Đế này, ngoài mặt nổi trong Thủy Nguyên tộc còn có 2 cường giả đạo chân cảnh khác. Còn bên trong, sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, người thanh niên này do dự một lúc, sau đó nói. Tiền bối từng có mâu thuẫn với Thủy Nguyên tộc. Dương Diệp nhìn về phía người thanh niên, trong mắt có phần kinh ngạc. Làm sao ngươi biết được? Người thanh niên nói. Vừa rồi vãn bối cảm nhận được sát ý trong kiếm ý của tiền bối. Nói đến đây, hắn do dự một lúc sau, lại nói. Trong kiếm ý của tiền bối vừa rồi dường như ẩn chứa sát ý, kiếm đạo của tiền bối thật là kỳ lạ. Lăng Phi. Người thanh niên lấy lại tinh thần, vội vàng thi lễ với lão già. Ra mắt Sô Tôn. Lão già lại liếc nhìn người thanh niên rồi nheo mắt lại, nhìn lướt qua xung quanh. Đây là kiếm vực. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại và trực tiếp biến mất. Kiếm vực. Ở đó đột nhiên có người kinh ngạc kêu lên, Dương Diệp nói. Người thanh niên thi lễ với Dương Diệp. Mong tiền bối chỉ giáo. Chỉ giáo. Dương Diệp liếc nhìn người thanh niên, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, người thanh niên này tuy rất khiêm tốn, cực kỳ tôn kính hắn, nhưng đối phương lại không sợ hãi hắn. Có thể tôn kính cường giả, nhưng không thể e ngại cường giả. Thành tựu kiếm đạo và kiếm tâm của người thanh niên này còn tốt hơn hắn tưởng. Dương Diệp tuyệt đối không từ chối yêu cầu này, khẽ gật đầu. Có thể. Người thanh niên lại thi lễ. Cảm ơn. Nói xong. Hắn nhìn lướt qua xung quanh. Nơi đây không thích hợp để chiến đấu, mời tiền bối đi theo ta. Nói xong, người thanh niên đi về phía trong thành. Dương Diệp đi theo, rất nhanh, theo người thanh niên dẫn đường, Dương Diệp đi tới trong một dãy núi. Dương Diệp nhìn lướt qua, dãy núi này có 3 ngọn chủ phong hiện lên hình thang hình, tòa này cao hơn tòa khác, 3 đỉnh núi đều lơ lửng một thanh kiếm hướng lên trời. Nhìn kỹ, vẻ mặt Dương Diệp dần dần nghiêm trọng. 3 thanh kiếm lớn kia đều không phải vật tầm thường. Có thể nói 3 thanh kiếm lớn này có cấp bậc không kém hơn kiếm thủ cùng kiếm linh của hắn. Kiếm thiên thành. Chỉ 3 thanh kiếm lớn này đã khiến Dương Diệp cảm nhận được sự mạnh mẽ và bất phàm của kiếm thiên thành này. Trên chủ phong có 2 đạo kiếm ý còn làm cho tim hắn đập nhanh. Tim đập nhanh. Đã lâu rồi hắn chưa gặp được kiếm ý có thể làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Theo người thanh niên dẫn đường. Dương Diệp đi tới tòa chủ phong thấp nhất này, nói chính xác là một mảnh rừng trúc trong tòa chủ phong này. Đây không phải là rừng trúc bình thường, xung quanh rừng trúc có một trận pháp. Người thanh niên dừng bước lại, xoay người thi lễ với Dương Diệp. Tiền bối, nơi đây là kiếm rừng trúc,
trúc ở đây do tổ sư năm đó tự mình trồng, trong đó ẩn chứa kiếm ý cùng ý chí kiếm đạo của hắn. Chúng ta so tài ở đây, phát ra kiếm ý cũng sẽ bị những kiếm trúc áp chế, cho nên kiếm ý cùng kiếm khí của chúng ta sẽ không lọt ra ngoài, lại không phá hủy không gian xung quanh. Chúng ta có thể vui vẻ đánh một trận. Nói đến đây, hắn lại cúi đầu với Dương Diệp. Vãn bối khẩn cầu tiền bối lấy ra hết tất cả sức lực, không cần nương tay, bái tạ. Dương Diệp liếc nhìn người thanh niên. Ngươi xác định. Người thanh niên khẽ gật đầu, kiên định nói. Tất nhiên. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó khẽ gật đầu. Ngươi ra tay đi. Mời tiền bối ra tay. Người thanh niên nói. Kiếm đạo của vãn bối là lùi một bước để đánh trả đối phương, lấy điểm phá mặt, cho nên sau khi vãn bối ra tay sẽ còn mạnh hơn. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Được. Dứt lời, trong tay Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, trong phút chốc, Dương Diệp lập tức xuất hiện ở trước mặt người thanh niên. Ong! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên phóng lên cao. Kiếm vực! Dương Diệp không nương tay, trực tiếp thi triển ra kiếm vực. Khi kiếm vực của hắn xuất hiện trong chớp mắt, Rorong nháy mắt dừng trúc chấn động mạnh, rồi ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô. Tại chủ phong của kiếm thiên thành, trong một căn nhà trúc có một lão già ngồi xếp bằng ở trên giường trúc nhỏ đột nhiên mở mắt, trong mắt hắn đầy vẻ khó tin. Kiếm thiên thành ta còn có thiên tài như thế sao? Cùng lúc đó, trong thành đột nhiên vang lên từng tiếng kiếm ngân, thoáng cái, từng kiếm quang bắn nhanh về phía giường trúc kia. Cảnh tượng như vậy thật là đồ sộ. Người thanh niên trước mặt Dương Diệp đã ngây người. Một thanh kiếm cách giữa chân mày của người thanh niên chỉ có không đến nửa tấc, chỉ cần tiến thêm nửa tấc, người thanh niên liền hồn bay phách lạc. Một kiếm. Trước mặt một kiếm này, người thanh niên không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Đúng lúc này, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lướt qua và nhíu mày, thoáng cái, hắn nhìn về phía người thanh niên. Đừng làm lộ tung tích của ta. Vừa dứt lời, cả người Dương Diệp trực tiếp biến mất. Sau khi Dương Diệp vừa rời đi không lâu, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người thanh niên. Dương Diệp liếc nhìn người thanh niên, sau đó cười nói. Ngươi cũng không tệ. Những lời này không phải là khách khí, cảnh giới người thanh niên này chỉ có cấp thánh nhân, nhưng kiếm ý này lại cực kỳ sắc bén, có phần giống như thanh bảo kiếm vừa mở ra. Tuy người thanh niên đã cố gắng hết sức che giấu, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác được sự sắc bén. Có thể nói người thanh niên này chỉ là cấp thánh nhân, nhưng chiến lực chắc chắn sẽ không kém hơn so với một ít cường giả tổ cảnh. Chiến lực của kiếm tu thông thường đều mạnh mẽ hơn huyền giả bình thường. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, người thanh niên liền mỉm cười. Tiền bối, vãn bối có một yêu cầu quá đáng. Nói đi, Lăng Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đã xuất hiện từng kiếm tu đeo trường kiếm, hắn tất nhiên nhận ra những người này, tất cả đều là đồng môn của hắn. Lúc này, một nam tử đi tới trước mặt Lăng Phi, sau đó cười to nói. Lăng Phi, không ngờ được tiểu tử ngươi tự nhiên lĩnh ngộ kiếm vực, hơn nữa còn khống chế vực đến mức độ này, ngay cả kiếm trúc của lão tổ đều bị ngươi phá hủy. Tiểu tử ngươi giỏi lắm. Lăng Phi cười gượng. Thanh Vẫn, ta. Ha ha. Nam tử tên là Thanh Vẫn liên tục đấm vào trước ngực của Lăng Phi. Kiếm thiên thành ta có nam kiếm bắc kiếm, bây giờ lại có thêm một kiếm, ha ha. Lăng Phi. Ở đó, mỗi kiếm tu đều vây quanh Lăng Phi không ngừng chúc mừng, đương nhiên phần nhiều chính là khiêu chiến. Khiêu chiến. Nếu như một người muốn mạnh hơn, chỉ có tìm cách khiêu chiến người cường đại hơn mới có thể nâng cao chính mình. Bởi vì giao đấu cùng cường giả, người mới có khả năng phát hiện ra chỗ thiếu sót của mình. Mà đối với kiếm tu, có thể so tài cùng một vị kiếm tu khống chế kiếm vực thì tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thuở. Trong đám người, Lăng Phi cười khổ, hắn vốn muốn nói ra chân tướng, nhưng hắn nghĩ đến lời Dương Diệp nói lúc gần đi, bởi vậy, cuối cùng lựa chọn duy trì im lặng. Bên ngoài kiếm thiên thành, một bóng đen đột nhiên từ dưới lòng đất lao ra, rất nhanh, một nam tử xuất hiện ở cách cửa thành mấy trăm trượng. Người nam tử này chính là Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu liếc nhìn kiếm thiên thành, sau đó xoay người rời đi. Mà vào lúc này, một lão già đột nhiên lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lão già này chính là Du Tôn. Dương Diệp dừng lại. Lão già liếc nhìn Dương Diệp rồi nheo mắt lại lên, sâu trong đôi mắt có chút nghiêm trọng cùng chấn động. Có việc. Dương Diệp nói. Lão già nhìn Dương Diệp,
sau đó trầm giọng nói. Vĩnh Hằng giới có ba người nắm giữ kiếm vực, ngoại trừ kiếm u nữ đứng đầu kiếm thủ ở vùng đất kiếm khư, hai người còn lại ta đều từng gặp, nhưng ta chưa từng gặp ngươi. Dương Diệp khẽ cười. Bây giờ ngươi đã nhìn thấy rồi. Du Tôn khẽ gật đầu, sau đó nói. Các hạ có thể có sư môn không? Dương Diệp lắc đầu. Không. Du Tôn lại nói. Các hạ có bằng lòng vào kiếm thiên thành ta không? Nếu như các hạ bằng lòng, lão hủ có thể nhường lại vị trí phó tông chủ. Dương Diệp liếc nhìn Du Tôn, trong mắt có phần kinh ngạc. Chỉ bởi vì kiếm vực thôi sao? Du Tôn lắc đầu. Không, tuy kiếm vực vạn năm khó gặp, nhưng không khéo, kiếm thiên thành ta đã từng có một vị. Ta coi trọng là kiếm đạo của các hạ, trong kiếm ẩn chứa sát ý, ta cũng đã gặp cường giả sát đạo, nhưng trước đây lão phu chưa từng gặp kiếm đạo giết chóc, các hạ có thể phát triển đạo này đến trình độ như vậy thì quả thật hiếm thấy. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Các hạ, kiếm thiên thành ta mở ra với người bên ngoài chính là hy vọng có thể tập trung kiếm đạo trong thiên hạ, để cho kiếm thiên thành ta nghiên cứu tu luyện kiếm đạo của thiên hạ, thế hệ kiếm tu của ta chỉ có học tập lẫn nhau, bù đắp lẫn nhau mới có thể làm cho kiếm đạo càng thêm hưng thịnh phồn vinh. Dương Diệp im lặng. Du Tôn lại nói. Nếu như các hạ vào kiếm thiên thành ta, tất cả sách cổ kiếm đạo thu thập, tàng trữ, cùng với hàng nghìn hàng vạn kiếm kỹ trong thành ta, các hạ đều có thể nghiên cứu tập luyện. Lão hủ tin tưởng nếu như các hạ vào kiếm thiên thành ta, không tới 3 năm, thành tựu kiếm đạo cùng thực lực của các hạ chắc chắn sẽ được nâng cao một bước. Dương Diệp khẽ cười. Ta đúng là có chút hướng tới, đáng tiếc ta không thể vào kiếm thiên thành. Vì sao? Du Tôn nói. Dương Diệp nhìn thẳng vào Du Tôn. Nếu ta vào kiếm thiên thành, sợ rằng ngày sau kiếm thiên thành này sẽ không có ngày nào yên tĩnh. Du Tôn nhíu mày. Sao các hạ lại nói vậy? Dương Diệp đi tới trước mặt Du Tôn, cười nói. Ta là Dương Diệp, chắc hẳn ngươi đã từng nghe nói. Du Tôn kinh ngạc nói. Ngươi! Dương Diệp mỉm cười, sau đó biến mất ở phía xa. Ở đó, Du Tôn ngây người. Dương Diệp! Hắn dĩ nhiên đã nghe qua hai chữ này. Bây giờ mấy thế lực lớn trong Vĩnh Hằng giới có ai không biết Dương Diệp? Đây chính là một kim chủ. Ba món thần vật. Trên người của Dương Diệp có ba món thần vật, ai không thèm nhỏ dãi. Cho dù là kiếm thiên thành cũng đang âm thầm nhìn trộm. Du Tôn không ngờ được, thiên tài kiếm đạo trước mắt này lại chính là Dương Diệp. Dương Diệp. Du Tôn im lặng rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía kiếm thiên thành. Ngài quyết định đi. Hợp tác, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Hợp tác. Du Tôn khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Ý của hợp tác chính là hợp tác cùng Dương Diệp, nhưng sẽ không để cho Dương Diệp tiến vào kiếm thiên thành, kiếm thiên thành cũng sẽ không đối địch với Dương Diệp. Mọi người hợp tác, đây là thái độ của kiếm thiên thành. Rất nhanh, Du Tôn đuổi kịp Dương Diệp. Du Tôn nói. Các hạ có bằng lòng hợp tác cùng kiếm thiên thành ta không? Hợp tác. Dương Diệp không hiểu. Du Tôn nói. Rất đơn giản, các hạ để lại sở học và hiểu biết của bản thân về kiếm đạo lại kiếm thiên thành ta, để báo đáp lại, những gì kiếm thiên thành ta thu thập cũng có thể mở cho các hạ xem, hai bên chúng ta bù đắp cho nhau thì thế nào? Bù đắp. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Cũng được, chỉ có điều bây giờ ta còn có việc, tạm thời chỉ có thể để lại sau. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Bây giờ mục đích chủ yếu của hắn là cứu An Nam Tĩnh. Các hạ muốn đi tới chỗ của Thủy Nguyên tộc sao? Du Tôn đột nhiên nói. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Du Tôn, Du Tôn nói. Kiếm thiên thành ta biết một vài chuyện về các hạ, thứ lỗi cho ta nói thẳng, thực lực của các hạ tuy không tầm thường, nhưng nếu muốn lấy sức một người đối đầu với Thủy Nguyên tộc chính là lấy trứng chọi đá. Dương Diệp nói. Lấy trứng chọi đá cũng phải đi. Du Tôn nhíu mày. Lúc này, Dương Diệp đã xoay người rời đi. Chờ đã. Đúng lúc này, bóng dáng mờ ảo của một lão già mặc áo bào màu xám đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sao? Dương Diệp nhìn về phía lão già mặc áo bào màu xám. Hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Lão Phu là thành chủ của kiếm thiên thành, lão Phu biết các hạ nóng lòng đi cứu bằng hữu, thế này đi, lão Phu đứng ra giúp các hạ một lần. Làm cho Thủy Nguyên tộc không tổn thương bằng hữu của các hạ một tháng, trong một tháng các hạ ở lại kiếm thiên thành ta, trao đổi cùng kiếm thiên thành ta được không?
Hai mắt Dương Diệp híp lại. Ngươi có thể khiến cho thủy nguyên tộc không làm gì sao? Lão già mặc áo bào màu xám nói. Tộc trưởng của thủy nguyên tộc nợ ta một ân tình. Còn nữa, kiếm thiên thành ta sẽ không mơ ước ba món thần vật này, cho nên hắn vẫn phải nể mặt một chút. Dương Diệp im lặng. Lão già mặc áo bào màu xám lại nói. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, lấy thực lực ngươi thì không có khả năng phá được thủy nguyên tộc, lần này đi chắc chắn sẽ chết. Cũng chính vì vậy, lão phu mới đưa ra hạ sách này, hy vọng khi các hạ còn sống giữ lại kiếm đạo của các hạ. Dương Diệp liếc nhìn lão già mặc áo bào màu xám. Tiền bối rất thẳng thắn. Lão già mặc áo bào màu xám nói. Kiếm tu có hàng nghìn hàng vạn, nhưng, kiếm đạo giết chóc lại rất ít. Còn nữa, các hạ nghiên cứu tập luyện ở kiếm thiên thành ta một tháng, ta tin tưởng với thiên phú của các hạ nhất định có thể nâng cao thực lực. Sau này các hạ đi tới thủy nguyên tộc cũng có lợi ích cực lớn, không phải sao? Dương Diệp nhìn thẳng vào lão già mặc áo bào màu xám. Tiền bối nói thẳng nguyên nhân thực sự đi. Cách làm của thành chủ kiếm thiên thành trước mắt này đã phần không bình thường. Nói một cách đơn giản, đối phương quá mức muốn giữ hắn ở lại kiếm thiên thành. Trực giác nói cho hắn biết đối phương không chỉ đơn thuần muốn kiếm đạo giết chóc. Thành chủ kiếm thiên thành im lặng rất lâu, sau đó nói. Ở kiếm thiên thành ta có một vật tên là vô cực kiếm kinh, là thiên vực kiếm chủ của kiếm thiên thành ta để lại năm đó, nhưng không người nào trong kiếm thiên thành ta có thể hiểu thấu đáo được huyền bí trong đó. Nếu như các hạ có thể hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, kiếm thiên thành ta bằng lòng dùng chung với các hạ quyển vô cực kiếm kinh này. Đương nhiên, nếu như không thể cũng không sao, các hạ lưu lại áo nghĩa kiểm đạo giết chóc của mình là được. Vô cực kiếm kinh. Dương Diệp nhíu mày. Đó là vật gì? Lão già nói. Thần vật chí cao của kiếm thiên thành ta. Dương Diệp nói. Đã là thần vật, kiếm thiên thành ngươi lại bằng lòng chia sẻ sao? Lão già lắc đầu. Nếu không thể giải được huyền bí trong đó thì đó chỉ là thứ vô dụng. Không chỉ ngươi, kiếm tu có tiếng trong thiên hạ cũng có thể tới kiếm thiên thành ta nghiên cứu tập luyện, đáng tiếc qua vô số năm qua, cũng không có người nào có thể giải được vật ấy. Ngươi có thể thử thời vận, nếu như ngươi bằng lòng, bây giờ ta sẽ lập tức đi tới thủy nguyên tộc giúp ngươi. Chỉ cần ba món thần vật này còn ở trên người ngươi, ta có thể bảo đảm thủy nguyên tộc tuyệt đối sẽ không động tới bằng hữu của ngươi. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Dẫn ta đi xem. Lão già khẽ gật đầu. Ta lập tức qua thủy nguyên tộc, hy vọng khi trở về có thể nghe được tin tức tốt của các hạ. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Ở đó, Du Tôn đưa tay ra hiệu mời. Mời các hạ đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở phía xa, Dương Diệp lập tức đi theo. Chỉ trong giây lát, hắn đã theo Du Tôn bước vào kiếm thiên thành. Từ trong miệng Du Tôn, Dương Diệp hiểu rõ kiếm thiên thành có ba ngọn núi lớn lần lượt là Thiên Kiếm Phong, Địa Kiếm Ngọn Núi, Nhân Kiếm Ngọn Núi. Trên đỉnh ba ngọn núi đều có kiếm ý rất mạnh mẽ, đặc biệt là Thiên Kiếm Phong lại có kiếm ý càng mạnh mẽ, cho dù là hắn cũng cảm giác tim đập nhanh. Đó là kiếm ý chân cảnh. Hai ngọn núi còn lại yếu hơn nhưng cũng là kiếm ý tổ cảnh đỉnh phong, ong. Lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy nam tử trung niên này, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn thoạt nhìn nam tử này có chút quen mắt. Nhìn quen mắt, Dương Diệp cảm thấy nhìn nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện này rất quen mắt. Mà giờ phút này, nam tử trung niên trước mắt này nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt có sát ý. Kiếm Nguyên, lui ra. Lúc này, Du Tôn đột nhiên gầm phẫn nộ. Nam tử trung niên tên là Kiếm Nguyên trầm giọng nói. Du Tôn, thù giết huynh có thể nào không báo chứ? Thù giết huynh. Dương Diệp ngây người và liếc nhìn Kiếm Nguyên. Không trách được ta cảm thấy nhìn ngươi quen mắt, hóa ra ngươi là đệ đệ của Kiếm Khan kia. Đúng là khiến ta bất ngờ, huynh đệ hai người lại ở hai tông môn khác nhau. Dương Diệp. Kiếm Nguyên đột nhiên phẫn nộ quát. Ngươi giết ta huynh trưởng, ta. Là hắn muốn giết ta. Dương Diệp khẽ nói. Hiểu chưa? Kiếm Nguyên nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ta chỉ biết là hắn đã chết mà ngươi còn sống. Vừa dứt lời, một kiếm ý cường đại không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Hắn muốn giết ta, ta cũng không thể để cho hắn giết mình chứ. Nói một cách nghiêm khắc, ta là tự vệ, ngươi thấy thế nào?
Nói đến đây, hắn quay đầu lại nhìn về phía Du Tôn bên cạnh. Ngươi thấy thế nào? Du Tôn liếc nhìn Dương Diệp, im lặng. Dương Diệp! Lúc này, Kiếm Nguyên đột nhiên gằn giọng nói. Lão tử cần gì quan tâm nhiều chuyện như vậy, ta chỉ biết huynh trưởng ta chết ở trong tay ngươi, giết người thì đền mạng, ngươi. Ong! Lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Suy! Cả người Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường lập tức biến mất, Du Tôn lập biến sắc và bấm tay bắn ra, một đường kiếm quang chợt hiện. Cùng lúc đó, Kiếm Nguyên cũng rút kiếm chém ra một phát. Suy! Theo một tiếng xé rách vang lên, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lúc này, Dương Diệp đã ở phía sau Kiếm Nguyên. Cách đó không xa, hai mắt Du Tôn trợn tròn, trong mắt đầy vẻ khó tin. Sau lưng Dương Diệp, cơ thể Kiếm Nguyên đã cứng đờ, ở giữa chân mày hắn có một lỗ kiếm lớn bằng ngón cái. Kiếm Nguyên giống như mất hồn vậy khẽ thì thầm. Sao, sao, có thể. Đúng lúc này, Dương Diệp ở sau lưng Kiếm Nguyên đột nhiên trở tay chém một kiếm. Vèo, đầu Kiếm Nguyên trực tiếp mang theo một cột máu bay ra ngoài. Lúc này, Dương Diệp xoay người nhìn về phía này Du Tôn. Từ lâu rồi, ta bằng lòng thử nói đạo lý cùng người, đáng tiếc tuyệt đối không tác dụng gì. Bây giờ, ta cảm thấy, quả đấm của ta, kiếm của ta chính là đạo lý, không chỉ có đạo lý, còn rất có lý. Quả đấm của ta, kiếm của ta, càng mạnh, đạo lý của ta lại càng lớn, ngươi thấy thế nào? Du Tôn nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ngươi mạnh mẽ thì tất nhiên ngươi có lý. Dương Diệp mỉm cười và đi tới trước mặt Du Tôn. Thật ra ngươi có thể ngăn cản hắn, nhưng ngươi tuyệt đối không làm vậy. Nếu như ta không đoán sai, ngươi chắc hẳn muốn xem thử thực lực thật sự của ta, bây giờ ngươi đã thấy, có hài lòng không hậu? Du Tôn nhìn Dương Diệp mà không nói gì. Dương Diệp nhún vai. Dẫn đường đi. Im lặng một lát, Du Tôn xoay người rời đi. Dương Diệp lập tức đi theo phía sau Du Tôn. Chỉ trong giây lát, Dương Diệp theo Du Tôn bước vào đỉnh núi Thiên Kiếm Phong. Vào giây phút đó, hắn cảm nhận được một kiếm ý rất cường đại. Lực ép rất mạnh. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, thu hết quang cảnh của cả tòa Thiên Kiếm Phong. Ở trên Thiên Kiếm Phong này chỉ có một tòa đại điện cổ xưa, xung quanh đều là rừng trúc. Cả tòa Thiên Kiếm Phong cực kỳ yên tĩnh, bởi vì rất ít người nên ngoại trừ Du Tôn bên cạnh ra, hắn không nhìn thấy ai khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 158.